Triệu Văn Chiến mở miệng nói. Vân Tiêu công tử, giao dịch chỉ nói là huyền khí bát giai sơ cấp, người tùy ý cho là được. Coi như là nhẫn chữ vật bát giai cũng phù hợp yêu cầu. Người câm miệng. Hải tộc trợn mắt liếc qua, giơ lên nắm đấm giận dữ hét. Quy củ đảo hãm không, lúc giao dịch người bên ngoài không được xen miệng vào. Triệu Văn Chiến lạnh lùng nói. Các ngươi giao dịch ta xen vào khi nào? Ta chỉ nhắc nhở bằng hữu của ta, nội dung giao dịch chỉ là huyền khí bát giai sơ cấp mà thôi. Lý Vân Tiêu tiện tay lấy ra một thanh bảo kiếm bát giai đưa tới, nói. Chỗ ta chỉ có một thanh trường kiếm thôi, ngươi xem có được không? Hải tộc kia nhìn hằm hằm lấy Triệu Văn Chiến, tựa hồ muốn nhớ kỹ hình dạng hắn để tính sổ, đảo mắt thấy được bảo kiếm kia, trong mắt liền tuông ra một đoàn lục mang, lập tức chụp lấy, cuồng hỉ nói. Huyền khí bát giai trung cấp, có thể, thành giao. Tuy rằng đều là huyền khí bát giai, nhưng sơ cấp và trung cấp là hai khái niệm, giá cả cũng kém cả vạn giảm. Hải tộc kia kích động thử một chút, sau khi xác định trường kiếm không tổn hao gì liền vội vàng thu vào, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hiền hòa, chỉ vào quầy hàng của mình nói. Hai vị, tới xem một chút đi, còn không ít thứ tốt đấy. Lúc này người chung quanh cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ ghen ghét. Nhao nhao kêu lên. Nhân loại, đến chỗ ta đi, đến chỗ ta xem này. Hải tộc kia sợ Lý Vân Tiêu bị đoạt mất, vội kéo hắn đến trước quầy của mình giới thiệu từng món một. Chút hàng hóa trên quầy của hắn Lý Vân Tiêu đã sớm quét một lần, tuy rằng không ít thứ quý trọng, nhưng khó lọt được vào mắt hắn. Dù sao những hải tộc này đều hy vọng đổi được huyền khí trong tay hắn cũng thập phần có hạn, muốn giữ lại giao dịch một ít thứ giá trị hơn. Hải tộc kia thấy Lý Vân Tiêu không ngừng lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng, nhưng có thể đổi được một kiện huyền khí bát giai trung cấp cũng đã cực kỳ vui vẻ rồi. Lý Vân Tiêu và Triệu Văn Chiến chậm rãi đi dạo, thoáng cái đã đổi không ít đồ, một ít huyền khí đê giai mang theo trên người đã không còn lại gì nữa rồi. Triệu Văn Chiến lại rất ít ra tay, tổng cộng cũng mới thu mua hai kiện hải vật, hơn nữa còn ép giá xuống cực thấp. Hiển nhiên những hải vật này hắn đa số đã thấy qua. Không có cảm giác mới lạ và ngạc nhiên như Lý Vân Tiêu, trong mắt hắn cũng không có giá trị gì lớn. Lý Vân Tiêu đi ngang qua mấy quầy hàng, đều ngừng một lát, trên mặt biến hóa bất định, cuối cùng vẫn thở dài bỏ đi. Triệu Văn Chiến thấy thế buồn cười, nói. Vân Tiêu công tử nhất định ảo não không mang theo nhiều huyền khí trên người đúng không? Ở đây nguyên thạch căn bản vô dụng, coi như là nguyên đan cũng không đáng tiền, chỉ có huyền khí mới là đồng tiền mạnh thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Quả thật, uổng ta thân là thuật luyện sư cửu giai, rất nhiều thiên tài địa bảo vậy mà chưa từng nghe qua, lần này thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Bất quá may mà còn có thời gian, đợi lát nữa quay lại mật thất lại luyện chế ra một ít. Hắn đã sớm truyền âm Cố Nguyệt Sinh bắt đầu luyện chế huyền khí bát giai, hắn dốc hết toàn bộ tài liệu vào đó, huyết khí mà hải tộc cần cơ hồ đều là loại có uy lực lớn, thô giáp chút cũng không sao, chỉ cần đẳng cấp cao là được. Triệu Văn Chiến cười nói. Sống trên biển lâu rồi, rất nhiều thứ cũng tập mãi thành thói quen. Như bích ngọc tinh qua, sơ dương chiêu lộ, ngân quang viêm, lục diệp ngưng trùng. Mà Vân Tiêu công tử vừa rồi mua sắm, những thứ này trên đại dương bao la tuy rằng coi như là thứ không tệ, nhưng còn không được coi là đỉnh cấp. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng nếu mang về đại lục, những vật này thậm chí còn hơn cả nguyên liệu đỉnh cấp. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên thấy trên một quầy hàng đặt nửa vỏ sò lớn, bên trong là một ít hạt châu sáng loáng. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, vội vàng bước tới, lấy ra một viên cầm trên tay quan sát. Tên chủ quan hải tộc kia TANG lòng vui vẻ, hắn từ xa đã thấy cường giả nhân tộc này ra tay bất phàm, huyền khí bát giai hắn lấy ra ít nhất đã 10 kiện rồi, hắn lập tức vội vàng đứng dậy giới thiệu nói. Đại nhân, thứ này gọi Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tuy rằng không phải chí bảo. Nhưng ở Đông Hải cũng là thứ cực kỳ khó được. Lúc tu luyện nếu có những hạt châu này làm bạn có thể tĩnh tâm ngưng thần, đề cao hiệu quả rất nhiều. Quả nhiên là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, trong vỏ sò kia đựng 18 hạt, thật sự là đi mòn gót sắt không thấy, được đến hoàn toàn không phí chút công phu. Hắn bình tĩnh cảm xúc một chút, mở miệng nói. Hạt châu này giao dịch thế nào? Hải tộc kia cũng đại hỉ, kích động nói. Đại nhân người muốn một hay là mấy hạt? Lý Vân Tiêu nói. Muốn toàn bộ. Toàn bộ. Hải tộc kia sững sờ một chút,
Triệu Văn Chiến cũng có chút giật mình, những hạt châu này tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng đích thật là vật quý trọng, tổng cộng 18 hạt chỉ sợ giá trị không nhỏ. Nhưng mỗi một gã thuật luyện sư đều có ý nghĩ của mình, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hải tộc kia suy nghĩ một chút, nói. Những hạt châu này là ta thay người giao dịch, mỗi 3 miếng đổi lấy một kiện huyền khí bát giai. Hắn có chút khẩn trương nhìn qua Lý Vân Tiêu, sợ mình ra giá quá cao khiến cho đối phương phản cảm. Lý Vân Tiêu thở một hơi thật dài, ban đầu ở thành Hồng Nguyệt vì những hạt châu này mà làm ra không ít phong ba, không thể tưởng được chỉ dùng huyền khí bát giai là có thể đổi được 3 hạt. Hải tộc kia cho rằng Lý Vân Tiêu bất mãn, vội nói. Huyền khí bát giai gì cũng được, chỉ cần là bát giai là được. Nếu ngươi đổi nhiều còn có thể bớt nữa. Lý Vân Tiêu nói. Ta đổi toàn bộ, nhưng trên người không có nhiều huyền khí bát giai như vậy, ta dùng một kiện huyền khí cửu giai đổi toàn bộ hạt châu của ngươi, sao hả? Cái gì? Hải tộc kia cả kinh, sắc mặt lộ ra thần sắc giật mình, nói. Ngươi nói cái gì? Huyền khí cửu giai, ngươi thật sự định dùng huyền khí cửu giai đổi những hạt châu này sao? Hắn lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không quá tin tưởng. Toàn bộ tứ hải cũng không có mấy thuật luyện sư cửu giai. Cơ hồ tất cả huyền khí cửu giai đều bị những thế lực cấp độ B kia tàng trữ, căn bản không có khả năng tuồn ra ngoài. Tên hải tộc kia thét lên kinh hãi, lập tức khiến người bốn phía cảnh giác, nguyên một đám cũng đều kinh hãi túm lại. Lý Vân Tiêu nhướng mày, không thể tưởng được một câu huyền khí cửu giai có thể gây ra phản ứng như vậy. Sắc mặt Triệu Văn Chiến biến hóa, truyền âm nói. Trong hải tộc huyền khí khan hiếm, huyền khí cửu giai đủ gây ra oanh động rồi. Hắn dừng một chút, lại nói. Vân Tiêu thiếu gia thật sự định dùng huyền khí cửu giai đổi những hạt châu này sao? Hắn hiển nhiên có chút không tin, cho rằng giá trị những hạt châu này căn bản không đáng một kiện huyền khí cửu giai. Dù sao thuật luyện sư cửu giai muốn luyện chế huyền khí cửu giai cũng thập phần vất vả. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Những hạt châu này đối với ta có trọng dụng, sao những hải tộc này đều chằm chằm vào ta, như muốn ăn tươi ta thế? Triệu Văn Chiến cười khổ không thôi, đứng ra cao giọng quát. Đều vây qua làm gì? Chẳng lẽ đã quên quy củ đảo hãm không không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất luận hình thức nào tham dự vào giao dịch đang diễn ra sao? Những hải tộc kia tựa hồ hết sức kiêng kỵ đối với quy củ đảo hãm không, sau khi nhìn Lý Vân Tiêu và chủ quán kia thêm vài lần, lúc này mới rời đi, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn qua bên này. Thần sắc trên mặt chủ quán kia âm trầm bất định, lúc này mới giảm thấp thanh âm nói. Vị bằng hữu kia, người thật sự có huyền khí cửu giai, hơn nữa còn chịu đổi sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, hắn đã giết không ít cường giả võ đế, trên người quả thật góp nhặt vài món, nhưng đối với hắn mà nói đều là loại cửu giai sơ cấp thấp kém, vốn chỉ định dùng để đối lấy tiền xài. Trong tay hắn lóe lên hào quang, hiện ra một thanh dao găm, đẩy tới. Chủ quán kia kinh hoàng hai tay tiếp nhận, thần thức cẩn thận quét qua, xác định là huyền khí cửu giai không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút tổn hại rất nhỏ, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc sử dụng. Quả nhiên, quả nhiên. Hắn hô lên hai tiếng liên tiếp, tựa hồ muốn chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Sau đó trong tay giương lên, chuôi dao găm kia lập tức bị hắn thu vào, hai tay bưng bưng lấy nửa vỏ sò kia giao cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ cao hứng, thu lấy 18 miếng Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia, trên mặt tràn đầy dị sắc. Chủ quán kia sau khi giao dịch xong, trực tiếp thu lại hết hàng hóa, sau khi cáo từ Lý Vân Tiêu, không nói hai lời liền hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Không cần cẩn thận vậy chứ. Triệu Văn Chiến cười khổ nói. Ngươi không hiểu rõ ý nghĩa huyền khí cửu giai đối với hải tộc Đa Uy, một kiện huyền khí cửu giai đủ khiến hai thế lực hải tộc sống mái với nhau. Vừa rồi người nọ sợ rằng sẽ có phiền toái, nhưng hắn đã dám đối với ngươi, đoán chừng cũng thật sự có tài. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu rất nhanh đã phát hiện không ít hải tộc đuổi theo hướng chủ quán kia bỏ chạy. Triệu Văn Chiến nói, trừ phi ở trên huyễn bảo đại hội, nếu không Vân Tiêu công tử đừng nên xuất ra huyền khí cửu giai nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, hắn nào biết nhiều như vậy, hơn nữa trên người không có nhiều huyền khí bát giai lắm, 18 miếng Đông Hải Nguyệt Minh Châu này hắn là vào thế bắt buộc rồi. Sự xuất hiện của huyền khí cửu giai dẫn đến bạo động không nhỏ. Nhưng rất nhanh đã yên lặng lại. Sau khi Lý Vân Tiêu đạt được hạt châu cũng không còn muốn đi dạo nữa,
Đang muốn rời đi thì đột nhiên xa xa truyền đến một hồi cãi lộn, tựa hồ có thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Rất nhiều hải tộc đều lần lượt vây tới, hai người cũng cảm thấy hiếu kỳ, sau khi liếc mắt nhìn lẫn nhau cũng đi theo đến. Thì ra là một gã nhân tộc cùng một gã hải tộc đồng thời nhìn chúng một ít tài liệu, lúc này mới dẫn đến tranh chấp, mà tên nhân tộc kia không phải người khác, đúng là Yên lão của tiểu đội chiến nhận bọn hắn. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy kỳ quái, Yên lão kia rất khéo đối nhân xử thế, rất ít khi có xung đột với người khác. Yên lão ngậm lấy điếu thuốc, thôn vân thổ vụ nói. Những tử tuyết san hô này lão phu đã định rồi, ngươi chặn ngang một cước, trong mắt có còn quy củ đảo hãm không nữa không? Lý Vân Tiêu âm thầm buồn cười, Yên lão này quả nhiên là một lão hồ ly, trong lúc tranh chấp không hề nói đến mình, trước tiên đã lấy quy củ đảo hãm không ra để dọa đối phương. Đối diện là một gã võ giả hải tộc toàn thân màu trắng, kinh mạch và cốt cách đều có thể thấy rõ, cơ hồ như trong suốt, sắc mặt hắn thay đổi, nghiêm nghị quát. Ta cũng không phá quy củ, ngươi chẳng qua chỉ đang quan sát tử tuyết san hô thôi, chẳng lẽ ta không thể mua? Yên lão cười lạnh nói. Mua cũng phải chú ý thứ tự trước và sau, là ngươi tới trước hay là ta tới trước. Hải tộc kia hiển nhiên miệng lưỡi không lanh lợi bằng Yên lão, thoáng cái đã rơi xuống hạ phong, thấy người càng vây càng nhiều, hắn vội la lên. Tóm lại ta không phá hư quy củ, tử tuyết san hô ngươi có thể mua, ta cũng có thể mua, người trả giá cao được. Đúng vậy, đúng là người trả giá cao được. Tên chủ quán kia hai mắt tỏa sáng, vội vàng hưởng ứng nói. Hai vị đều đúng. Không cần tranh cãi xê nữa. Như vậy đi, ai ra giá cao hơn sẽ thuộc về người đó. Tên hải tộc trong suốt kia đắc ý thoáng một phát, lấy ra một khối đất như bùn cầm trong tay, nói. Ta nguyện ý dùng 10 cân hải ba thạch thổ, lại thêm một kiện huyền khí thất giai, đổi những tử tuyết san hô này. Thần sắc chủ quán kia bất động, hiển nhiên không hài lòng lắm với hai thứ này, quay đầu nói với Yên lão. Nhân loại ngươi thì sao? Nếu ngươi có thể xuất ra một kiện huyền khí bát giai trung cấp, khối tử tuyết san hô này chính là của ngươi. Gương mặt Yên lão ẩn trong sương khói, không thấy rõ biểu lộ. Nhưng Lý Vân Tiêu lại thấy rõ ràng, đó là vẻ mặt đau khổ. Lý Vân Tiêu cười thầm không thôi, yêu lão vốn là một cùng tu, bổn mạng huyền khí bản thân chỉ là một kiện huyền khí bát giai trung cấp mà thôi, làm gì có đồ để đổi chứ. Chủ quán kia tựa hồ cũng phát hiện khác thường của hắn, không thoải mái nói. Thì ra là một tên nghèo kiết xác, không có tiền thì mau cút đi, còn tranh chấp với người làm gì, lãng phí thời gian mọi người. Yên lão bị chửi xấu hổ và giận dữ không thôi, khói thuốc trong miệng càng phả ra nhiều hơn để che giấu đi vẻ bối rối của mình. Thôi đi, quả nhiên là một tên nghèo kiết xác, còn tưởng rằng có trò hay để xem chứ. Ở nơi thầm sơn cùng cốc như đại lục thiên võ có thể trông cậy bọn hắn xuất ra bảo vật gì chứ? Giàu nhất trong nhân loại bọn hắn một khi đi vào Đông Hải, đoán chừng cũng chỉ có trình độ trung hạ thôi. Hải tộc vây xem cũng nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường, bắt đầu tán đi, tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tên hải tộc toàn thân trong suốt kia lộ ra vẻ đắc ý, lần nữa lấy ra một kiện huyền khí thất giai, là một cây trường thương, đẩy tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu rời vào trên tử tuyết san hô trên quầy hàng, đồng tử có chút co rút lại. Cái gọi là tử tuyết san hô. Kỳ thật không khác lắm với nguyên tinh thông dụng của hải tộc, cũng là một thứ chứa đựng nguyên lực. Thiên địa tạo vạn vật, quỷ phủ thần công, thần kỳ khó mà tưởng được. Tử tuyết san hô kia tuy là thứ chứa đựng nguyên lực, nhưng lại không phải tử vật, mà là vật sống như san hô bình thường vậy, còn có thể di động dưới đáy biển. Nguyên lực trong thân chúng cũng không phải do thiên địa tạo ra, mà là hậu thiên không ngừng hấp thu vào. Mà tử tuyết san hô đối với năng lượng có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Sẽ tự động phán đoán cấp bậc năng lượng, thôn phệ tồn trữ một ít năng lượng cường đại có tính lựa chọn. Đợi sau khi chúng chết, những năng lượng này liền trầm tích xuống, biến thành tồn tại giống như nguyên tinh vậy. Nhưng bất luận năng lượng ẩn chứa trong khối tử tuyết san hô nào khẳng định đều cao hơn nguyên tinh nhiều, đây cũng là chỗ giá trị của bọn nó. Tử tuyết san hô trên quầy hàng hải tộc kia cao chừng nửa người, toàn thân tuyết trắng, trên gió có một ít đốm tím xinh đẹp, im im lặng lặng nằm ở kia. Người bình thường căn bản không thể phát hiện được năng lượng chấn động bên trong. Nhưng Lý Vân Tiêu lại lộp bộp một cú, lực lượng bên trong khối tử tuyết san hô này mang đến cho hắn cảm giác thập phần quen thuộc. Không chỉ có Lý Vân Tiêu, Triệu Văn Chiến thân là thuật luyện sư cửu giai cũng cảm thấy khối tử tuyết san hô này có chút khác với bình thường, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc.
chậm đã, khối tử tuyết san hô này ta muốn. Lý Vân Tiêu rốt cục đứng dậy, đi đến trước quầy hàng kia, vươn tay ra sờ sờ lên thân san hô kia. Dừng tay! Tên hải tộc toàn thân trong suốt kia nộ quát một tiếng, trợn mắt nói. Ta đã mua, người không thấy sao? Vân Thiếu! Yên lão thấy rõ người tới, vội vàng xua tán đi khói trên người, tiến lên hành lễ. Hắn có chút không bỏ liếc nhìn tử tuyết san hô kia, thấp giọng nói. Lực lượng bên trong san hô này không đơn giản, mua lại giá trị tuyệt đối không kém. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Yên lão, không biết hắn sao cũng cảm giác được, khẽ gật đầu, cười nói với hải tộc toàn thân trong suốt kia. Ta vừa rồi ở một bên nghe ngươi nói người trả giá cao được, có việc này không? Tên bán kia ngạo nghễ nói. Đương nhiên, mua bán nha, đương nhiên là người trả giá cao được rồi. Triệu Văn Chiến thở dài, thầm nghĩ những hải tộc này so sánh với Lý Vân Tiêu chỉ số thông minh thật sự kém không ít, hắn tiếp tục rời lực chú ý vào khối tử tuyết san hô kia, cẩn thận quan sát. Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy là được rồi nha, ta ra giá cao hơn, chẳng phải thuộc về ta sao? À, cái này, cái này. Hải tộc toàn thân trong suốt kia thoáng cái không kịp phản ứng, ngốc trệ sửng sờ ở đó. Đúng đúng đúng, người trả giá cao được, người trả giá cao được. Chủ quán đại hỉ, híp mắt cười không ngậm miệng được, khen. Vị đại nhân này, người quả thực thật tinh mắt, tử tuyết san hô này của ta chính là hóa thạch mấy chục vạn năm, năng lượng ẩn chứa bên trong không thể khinh thường nha. Mấy chục vạn năm, trong lòng Lý Vân Tiêu và Triệu Văn Chiến đều cả kinh, trong mắt lóe ra dị sắc. Hắc hắc, chủ quán kia dùng tay vuốt ve mặt ngoài tử tuyết san hô, chỉ vào một ít đường vân như bông tuyết trên đó, nói. Các ngươi xem những dấu vết này, đều là hóa thạch chôn sâu trong biển tạo thành, thông qua những đường vân bên ngoài này ta có thể phán đoán ít nhất là 30 vạn năm trở lên rồi. Yên lão hút thuốc, bẹp bẹp nói. Nhưng thời gian càng lâu, năng lượng bên trong cũng sói mòn đi càng nhiều a. Hừ, ngươi biết cái gì? Chủ quán kia không thoải mái cả giận nói. Tuy rằng sẽ có chút sói mòn, nhưng cái này cũng tương đương với đánh bạc, bên trong có lẽ ẩn chứa lực lượng bên trong cũng không chừng a. Lý Vân Tiêu nói. Ta ra một kiện huyền khí bát giai trung cấp. Lời vừa nói ra, hải tộc toàn thân trong suốt kia lập tức biến sắc, trong đôi mắt phun ra hung quang. Chủ quán hai mắt tỏa sáng, nói. Là hình thức gì? Lý Vân Tiêu nói. Tùy ngươi. Tùy ta. Chủ quán kia lộ ra một tia nghi hoặc, không rõ hàm nghĩa trong đó. Hải tộc toàn thân trong suốt cười lạnh nói. Huyền khí bát giai trung cấp mặc dù tốt, nhưng nếu không hợp tay thì cầm làm gì chứ? Trong tay lóe lên hào quang, một thanh dao bầu đại khai đại hợp hiển hiện, hắn cầm trong tay nói. Chuôi ngân mộc đao bát giai sơ cấp này, tăng thêm hải ba thạch thổ nữa. Chủ quán kia hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ đại hỉ, nhìn chằm chằm vào ngân mộc đao. Tựa hồ yêu thích không buông tay. Lý Vân Tiêu nói. Huyền khí bát giai đỉnh phong, kiểu dáng tùy ngươi chọn. Ngươi! Hải tộc toàn thân trong suốt cả giận nói. Cái gì gọi là kiểu dáng tùy chọn, có bản lĩnh lấy ra xem thử. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nói đi, có yêu cầu gì, chỉ cần là huyền khí bát giai đỉnh phong, ta đều có thể lấy ra được. Trên mặt chủ quán kia lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nói. Tốt nhất là loại hình chiến đao, dài 3 thước, rộng 2 thốn, thuộc tính kim. Lý Vân Tiêu nói. Còn gì nữa không? Chủ quán lắc đầu nói. Không có, chỉ cần ngươi có thể xuất ra huyền khí như vậy thì tử tuyết san hô này chính là của ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu, vươn tay ra, kim mang hiện ra, sau đó một cổ lực lượng mênh mông bành trướng ra. Sơn Hà đỉnh bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, hóa thành như cái đồng lô. Lơ lửng ở trên không. Trong kim quang linh khí bắn ra bốn phía, trên thân đỉnh có khắc rừng núi sông ngòi, hoa cỏ chim thú, tất cả đều rất sống động. À, đỉnh kia. Triệu Văn Chiến chấn động, hoảng sợ nhìn qua, hắn liếc mắt đã nhận ra đỉnh này tuyệt vật phi phàm, không chỉ là đại đỉnh cửu giai, hơn nữa còn không phải cửu giai bình thường. Hạo nhiên đỉnh khí buông xuông từ đại đỉnh đã khiến trong lòng của hắn trào lên một hồi nhiệt huyết. Hải tộc bốn phía cũng bị khiếp sợ, bọn hắn nào thấy qua loại bảo vật này, chỉ có điều đại đỉnh không phải bọn loại hình bọn hắn thích, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có ý kiến gì. Mà Triệu Văn Chiến lại cắt, đối với đỉnh khí hắn có cố chấp cuồng nhiệt, đỉnh này vừa ra,
hai mắt hắn liền tỏa ra tinh quang, khiếp sợ trong lòng đều lộ ra mặt không chút che giấu. Đây là... Tất cả hải tộc đều là nghi hoặc khó hiểu, tên chủ quán kia cau mày nói. Đỉnh kia mặc dù không tệ, nhưng không đổi từ tuyết san hô, nhất định phải là chiến đao bát giai đỉnh phong mới được. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, mắng thầm, đỉnh kia của lão tử có thể đổi 100 cái tử tuyết san hô, ngươi còn không đổi, ngươi có giết ta ta cũng không đổi. Hắn mặc kệ tên hải tộc này, trực tiếp lấy ra một ít tài liệu ném vào trong đỉnh, mi tâm lóe lên phượng hoàng hỏa ảnh, toàn bộ đại đỉnh lập tức vù vù bốc cháy lên, không ngừng xoay tròn trên không trung. Lúc này mọi người mới hiểu được, hắn chính là một đương trường luyện chế, nguyên một đám cả kinh há to mồm, trở nên hoảng sợ. Thuật luyện sư trong hải tộc trong vạn không C1, bọn hắn chưa từng tận mắt thấy qua luyện chế, nguyên một đám mở to hai mắt, ngay cả sinh ý cũng đã quên mất, toàn bộ đều tập trung qua. Giờ phút này ở mặt khác trên đảo, hai người Thủy Tiên và Phi Minh đang quan sát hơn 10 tên hải tộc trước người biểu diễn. Đúng là những võ tu hỏa hệ nàng lần nữa tìm được, Nhuận Tường mới không rảnh hồ đồ với nàng, chỉ có Phi Minh đáng thương, nào dám phản kháng mệnh lệnh của nàng. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo làm tay chân thôi. Cái kia hơn 10 tên hải tộc võ giả tại Phi Minh uy áp xuống, nguyên một đám thành thành thật thật đem chính mình ẩn giấu công phu thi triển đi ra. Sắc mặt Thủy Tiên càng ngày càng khó coi, đặc biệt là sau khi người cuối cùng biểu diễn xong, trong mắt nàng càng băng hàn như nước, lóe ra vẻ tàn khốc. Phi Minh vừa nhìn đã biết rõ nàng không hài lòng, cúi đầu ở một bên, cũng không dám đi, chờ mệnh lệnh. Hải tộc cuối cùng kia hiển nhiên đối với biểu diễn của mình hết sức hài lòng, đắc ý nói. Thủy Tiên tiểu thư, chiêu thiên viêm diễm kia của tại hạ có thể nói là thần hồ kỳ kỹ, thiên hạ hôm nay, trong tứ hải không tìm ra hỏa hệ thần thông qua ta được, Thủy Tiên tiểu thư có thỏa mãn không? Sắc mặt Thủy Tiên càng thêm khó coi, đang muốn phát tác thì đột nhiên một đạo cảm ứng khiến trong nội tâm nàng có chút nhảy lên. Sắc mặt của nàng cả kinh, vội vàng quay đầu đi. Nhìn về phía một chỗ, đúng là hướng Phường thị. Vèo. Nàng lúc này hóa thành một đạo quang lao tới Phường thị kia. Phi Minh cả kinh, không biết vì sao, nhưng cũng vội vàng đuổi kịp. Chỉ lưu lại hơn 10 tên võ giả hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nhíu mày lại. Một người trong đó nói. Thủy Tiên tiểu thư đây là thái độ gì? Cũng không nói thỏa mãn, cũng không nói không hài lòng, thái độ gì cũng chưa nói đã bỏ đi rồi, quá không có lễ phép đi. Lễ phép, ngươi không phát hiện sắc mặt kia của Thủy Tiên tiểu thư sao? Không một tát tát chết ngươi đã tốt lắm rồi. Đúng đấy, tên hải tộc bên người nàng thực lực quá kinh khủng, chỉ khí tức phóng ra ngoài thôi đã ép khiến ta không thở nổi, đi cũng tốt, lão tử cũng phải đi đây. Mẹ nó, ta đã dùng hết công phu bú sữa mẹ ra thi triển thần thông, còn tưởng rằng có thể được mỹ nhân chiếu cố, nhưng ngay cả cái rắm cũng không có, thật là thất vọng. Hừ. Chỉ bằng chút thực lực kia của ngươi cũng muốn đánh chủ ý lên Thủy Tiên tiểu thư sao? Cũng không xem thử bộ dáng cóc thối của mình đi. Tên hải tộc cuối cùng suy cười rộ lên, trong mắt chớp động hàn quang, dừng ở hướng Thủy Tiên bay đi trầm tư không thôi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lão tử là hải cáp mô nhất tộc, cũng không phải cóc trên lục địa đâu. Tên võ giả hải cáp mô kia tức giận nói, cảm thấy cực kỳ khó chịu, một cổ khí tức cuồng bạo tràn ngập ra. Tập trung vào tên cường giả hải tộc cuối cùng thi triển thần thông cơ ơ, tựa hồ một lời không hợp liền tuyên chiến. Tên hải tộc kia sắc mặt phát lạnh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nói. Thật sự mù mắt rồi, lại dám vô lễ đối với bổn quân. Trong cặp mắt của hắn tuôn ra vẻ lạnh lẽo, hỏa diễm sâu kín bao trùm trên người, chỉ riêng khí tức đã phá vỡ uy áp của tên hải cáp mô kia. Hơn nữa gương mặt người này cũng bắt đầu biến hóa. Khuôn mặt thanh tú trước kia dần dần hóa thành hình tam giác, lộ ra vẻ âm lãnh. À, ngươi là... Gương mặt hải cáp mô đột nhiên vặn vẹo biến hình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí diễm hung hăng càn quấy trước kia thoáng cái không còn nữa, sợ tới mức cơ hồ muốn quỳ xuống. Hơn 10 tên hải tộc khác cũng biến sắc, tựa hồ đã nhận ra lai lịch người này, mọi người liền cảm thấy hoảng sợ, trong đó một gã võ giả run rẩy nói. Huyết xà, ngươi là cường giả huyết xà nhất tộc. Tên hải tộc kia trong miệng phun ra nuốt vào ra một cái lưỡi màu đen, trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng và khinh miệt, mỉa mai nói. Ngu xuẩn vô tri, giờ mới biết rõ thì chậm rồi. Trên người hắn lóe lên hỏa diễm, một đạo hào quang cực kỳ diễm lệ màu đỏ tươi xẹt qua trời cao. A! À, phanh!
tên cường giả hải cáp mô tộc kia giống như hỏa diễm lập tức nổ bung, hóa thành vô số đạo hỏa diễm tứ tán, bị đốt thành cho bụi. Người còn lại đều tới mức liên tiếp lui về phía sau, trở nên cảnh giác vạn phần. Hừ! Người trẻ tuổi huyết xà nhất tộc hừ lạnh một tiếng, gương mặt khôi phục hình người, lộ ra một tia dữ tợn, nói. Thủy Tiên, tốt một cho một cô nàng tuyệt sắc, ngươi là của bổn thiếu gia. Hắn không hề để ý tới mọi người, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, lướt tới chỗ Phường thị. Chút ít hải tộc còn lại như sống sót sau tai nạn vậy, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Tốc độ Thủy Tiên cực nhanh, trong nháy mắt đã đi vào trong Phường thị, hai mắt không ngừng nhìn qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng. Dung nhan nàng cực đẹp, vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người liên tiếp quay đầu nhìn lại, phát sinh bạo động không nhỏ. Ở bên kia, nàng đột nhiên nhẹ giọng hô một tiếng, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ. Phi Minh cũng đúng lúc vừa đáp xuống, xoay người một cái cũng theo đó biến mất. Người hải tộc bốn phía đều biến sắc, vừa rồi khi hai người thi triển độn thuật, cổ lực lượng lộ ra kia khiến mỗi người bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. May mắn không đánh chú ý vào cô gái nhỏ kia. Những cái kia trước khi sinh ra tâm tư hải tộc cường giả trên mặt đều là toát ra mồ hôi lạnh ra, âm thầm may mắn không thôi. Thủy Tiên thoáng cái đã xuất hiện bên ngoài đám người, lăng không bay lên, nàng lập tức thấy được một cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, dung nhan lạnh như băng kia thoáng cái ngốc trệ, cả kinh hơi mở miệng ra. Trong đám người, Sơn Hà đỉnh bắn ra vạn đạo hoa quang, núi sông khắc trên đó phảng phất như đang lưu truyền, từng đợt chim hót hoa nở truyền ra, giống như một mảnh thế giới chân thật vậy. Mà một gã thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng vẫy tay trước bức tranh tuyệt đẹp kia, từng đạo ấn phù màu vàng theo từ trong tư thái yêu mỹ kia bay ra, giống như hồ điệp bay vào trong thân đỉnh, đi ngắt lấy đóa hoa kia. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hơi có vẻ non nớt của hắn, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm đường hoàng, trong khuôn mặt trắng nõn lại là một mảnh nghiêm nghị, trong con ngươi như mặt nước kia hoàn toàn sâu không thấy đáy, cẩn thận ngưng mắt nhìn qua liền thấy được một mảnh bầu trời biển cả, phảng phất như trời xanh vũ trụ vậy. A, à, Thủy Tiên nhịn không được hơi kinh ngạc thoáng một phát, trên gương mặt ngốc trệ lộ ra dị sắc, một cổ cảm xúc khó hiểu nhộn nhạo trong lòng. Kim mang kia ngưng tụ lại, từng chiêu từng thức lưu chuyển đều tao nhã tuyệt đại. Thủy Tiên dừng ở thân ảnh đang không ngừng lập lòe ca kia, vậy mà thoáng cái quên mất mục đích mình tới đây, cứ nhìn như si mê. Lý Vân Tiêu thi triển đúng là Thiên Kinh Huyễn Ba Quyết, một bộ luyện chế chi pháp hắn sở trường nhất. Sau khi thực lực khôi đến cửu thiên võ đế thì hắn thi triển ra cùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mỗi một động tác đều cực kỳ tiêu chuẩn. Bộ quyết ấn này chú ý vốn là thiên mã hành không, như mộng như ảo quyết ấn tùy tâm động, dùng tâm luyện khí. Người thường xem náo nhiệt, Triệu Văn Chiến thì lại xem môn đạo, hiện giờ khiếp sợ trong lòng hắn đã không biết làm sao để hình dung được nữa, đã kinh hãi đến trình độ tột đỉnh rồi. Mỗi một động tác của Lý Vân Tiêu đều hành vân lưu thủy. Không bàn mà hợp ý với thiên đạo, mỗi một đạo quyết ấn đánh ra, Triệu Văn Chiến đều có thể cảm nhận được một cổ lực lượng không hiểu nhộn nhạo ra, dẫn tới hồn lực trong cơ thể hắn kích động, nhiệt huyết bành trướng. Sớm mai hiểu đạo, chiều có thể chết. Hốc mắt hắn thoáng có chút ẩm ướt, bị cảnh tượng trước mắt lay động, đó chính là đạo mà mỗi một thuật luyện sư đều luôn truy cầu, giờ phút này lại hiện ra trước mặt hắn. Phanh! Toàn bộ quá trình luyện chế quá ngắn. Lý Vân Tiêu vỗ một đạo quyết ấn cuối cùng lên Sơn Hà đỉnh, phát ra một tiếng chấn vang, lập tức đánh thức tất cả mọi người lại từ kinh hãi. Một đạo quang mang từ trong đỉnh lao ra, chỉ lên trời vọt tới. Chỗ mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên, Sơn Hà đỉnh thu hồi lại tất cả vầng sáng, phần phật xoay tròn, không ngừng nhỏ đi, cuối cùng về lại trên tay phải bị hắn thu vào. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, đều ngẩng đầu nhìn lại bầu trời. Đạo cường quang chói mắt kia kích thích hai mắt mọi người, đại bộ phận người cũng đã nhìn rõ ràng trong đạo quang mang này là một thanh đại đao màu vàng, đang ngưng tụ phong vân chi lực trên bầu trời, sau đó kịch liệt rớt xuống. Không khí bổ ra, một đạo kim quang rớt xuống, cắm vào khắp mặt đất, thẳng đến khi chỉ còn lại chuôi đao. Toàn bộ phường thị không có chút thanh âm, yên tĩnh dị thường quỷ dị. Ánh mắt chủ quán kia rơi vào trên chuôi đao, lúc này mới dần dấy lên hào quang. Thân hình kích động đến phát run, run rẩy nói. Cái này, đao này là cho ta sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Tử tuyết san hô kia thuộc về ta rồi chứ? Chủ quán đột nhiên nuốt nước miếng, vội vàng ôm lấy khối tử tuyết san hô kia,
hai tay dâng lên, cung kính nói. Đại sư, Lý Vân Tiêu cười cười, liền tu san hổ và. Triệu Văn Chiến cũng phục hồi tinh thần lại từ kinh hãi, phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt cũng rơi vào trên khối san hổ kia, nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hải tộc toàn thân trong suốt kia cũng ngậm miệng không nói, không chỉ vì hắn không lấy ra được thứ tốt hơn huyền khí bát giai đỉnh phong, hơn nữa còn vì Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư ở trong hải tộc có được địa vị cực cao, được vạn người kính ngưỡng. Chủ quán kia mang tâm tình kích động, hai tay nắm lấy chuôi đao kia, đột nhiên rút lên. Một đạo hàn quang trực tiếp phá vỡ mặt đất, nhuệ khí trên đao càng phá không mà ra, khiến mọi người sợ tới mức phải vội vàng lui tránh. Ha 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 ha! Chủ quán kia vuốt vuốt đao, yêu thích không buông tay, kích động khó nói nên lời, không ngừng cảm tạ Lý Vân Tiêu. Triệu Văn Chiến cũng mở miệng nói. Luyện khí chi thuật của Vân Tiêu công tử thần hồ kỳ kỹ, khiến cho Văn Chiến mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Lý Vân Tiêu cười nói. Mặc dù là thuật đạo cũng phân loại quá nhiều, ta chẳng qua chỉ chuyên tâm luyện khí thôi. Triệu Văn Chiến im lặng không nói, biết rõ đây là đối phương khiêm tốn, thủ pháp thần hồ kỳ kỹ kia cũng không phải chuyên tấn công một đạo là có thể giải thích, đó là lĩnh ngộ đối với đạo trong thiên địa, là sự cường đại đã trải qua thiên truy bách luyện. Lòng của hắn cũng cực độ nghi hoặc, thiếu niên trẻ tuổi như vậy, làm sao có được loại thần hồ kỳ kỹ này chứ? Mà dưới thần trí của hắn, cũng có thể 100% xác định người trước mắt cũng không phải là cường giả phụ thể, mà là bản tôn không thể nghi ngờ. Yên lão cũng tiến lên nói. Vân thiếu bày ra thần kỹ, khiến cho ta mở rộng tầm mắt a, cũng chúc mừng Vân thiếu đạt được khối tử tuyết san hô kia. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nhân tiện nói. Văn Chiến tiên sinh, trên người của ta đã không còn thứ gì trao đổi nữa, nên quay về luyện chế thêm vài món rồi lại đi dạo a. Triệu Văn Chiến cũng biết hắn muốn nghiên cứu tử tuyết san hô kia, mỉm cười nói. Như thế cũng tốt, Vân Tiêu công tử có thể luyện chế một kiện huyền khí cửu giai là đủ để tham gia huyễn bảo đại hội 10 ngày sau rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có thứ khiến công tử động tâm. Ngươi không thể đi. Lý Vân Tiêu đang muốn rời đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác, trong đám người dần dần tản ra, Thủy Tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Trong đôi mắt một mực nhạt như giếng cổ kia lại nổi lên gợn sóng, nàng vậy mà lộ ra rất khẩn trương. Bởi vì sự xuất hiện của Thủy Tiên, dung nhan tuyệt sắc kia cũng khiến mọi người phải chút mục, mọi người đều dừng trên mặt nàng không muốn rời đi, lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Có việc gì? Lý Vân Tiêu cũng nhìn ra thần sắc khẩn trương của nàng, chợt cảm thấy có chút buồn cười. Thủy Tiên hai tay cầm lấy góc áo, nói. Ngươi chính là người ta muốn tìm. Lực lượng ngọn lửa vừa rồi mạnh phi thường. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chẳng qua chỉ là thuật luyện sư mà thôi, phàm là thuật luyện sư trung quy để sẽ điều khiến chút hỏa diễm lợi hại. Hỏa hệ thần thông của Văn Chiến tiên sinh cũng chưa hẳn đã dưới ta. Thủy Tiên lắc đầu, nghiêm mặt nói. Lửa của Văn Chiến tiên sinh ta đã thấy, còn kém xa ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất có thể dẫn động cảm ứng trong cơ thể ta. Cảm ứng trong cơ thể. Lý Vân Tiêu trong nội tâm sinh nghi, nói. Không biết Thủy Tiên công chúa chỉ gì. Thủy Tiên tiểu thư không nên bị người này che mắt. Thủy Tiên đang muốn giải đáp, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng quát tháo, một gã nam tử mặt trắng nam tử lăng không mà xuống, trong mắt mang theo vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giống như một đầu độc xà tùy thời muốn đả thương người vậy. Chính là tên nam tử huyết xà tộc trước kia, hắn vẻ mặt âm lãnh mỉa mai nói. Có ít người bổn sự không có vài phần, chỉ biết lừa gạt tiểu nữ hài tử. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, sửng sốt một chút, nói. Nhân loại hèn mọn, ha ha. Hắn nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả, cười đến ngã trái ngã phải nói. Ha ha, chết cười ta rồi. Thủy Tiên tiểu thư, người ngươi muốn tìm, không phải là nhân loại ti tiện này đấy chứ. Ha ha, ha ha. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lạnh lùng, nói. Là nhân loại, thỉnh bỏ đi mấy từ hèn mọn ti tiện kia đi. Ta nhổ vào. Huyết xà tộc nam tử mỉa mai nói. Ti tiện chính là ti tiện, còn sợ người nói sao? Thủy Tiên nhíu mày, nội tâm của nàng chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy nam tử này đặc biệt chán ghét khiến nàng muốn trực tiếp ra tay giết mất. Trước kia nàng chưa bao giờ có cảm xúc như vậy bao giờ cả.
Khóe miệng Phi Minh cũng nhếch lên nụ cười yếu ớt, nhìn bộ dạng muốn tìm đường chết của tên nam tử huyết xà tộc kia, biết rõ hắn sắp xong đời rồi. Nam tử huyết xà tộc đi đến trước mặt Thủy Tiên cao giọng nói. Thủy Tiên tiểu thư, ta chính là hải tộc, cường giả thiên tài của huyết xà nhất tộc, trong toàn bộ tứ hải tính về người sử dụng hỏa diễm tuyệt đối không có ai mạnh hơn ta, ta tất nhiên chính là người ngươi muốn tìm. Hắn tràn đầy tự tin nói. Xin tin tưởng phán đoán của ta, chỉ có thực lực cường đại như ta, mới có thể hảo hảo bảo vệ ngươi. Sắc mặt Thủy Tiên càng ngày càng khó coi, chán ghét trong lòng cũng dần tích tụ, tùy thời đều có thể bạo phát ra. Phi Minh nhìn không được mỉa mai nói. Thật vậy chăng, huyết xà đại nhân, vừa rồi ta thấy hỏa diễm mà nhân loại kia thi triển cũng rất lợi hại đấy. Nếu ngươi muốn chứng minh lời của mình, có nên làm chút gì đó không? Trên mặt nam tử huyết xà tộc hiện lên một tia tinh mang, lập tức lộ ra bộ dáng đã hiểu, xoay người đi từng bước tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn qua Phi Minh, duỗi ra một ngón giữa khinh bỉ. Nam tử huyết xà tộc khinh miệt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, âm lãnh nói. Ta không cần biết ngươi là người nào, cho ngươi ba tức, lập tức biến mất khỏi mắt ra, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi đâu. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm giác mình không biết nên nói gì cho phải, hắn luôn luôn là người mồm miệng lanh lợi, không thể tưởng được lại có lúc phải cứng họng thế này. Hắn nói với Triệu Văn Chiến nói. Văn Chiến tiên sinh, quy củ đảo hãm không có cho phép trục chết thằng ngu này không? Triệu Văn Chiến lộ ra dáng tươi cười nói. Thế này quả thật có chút phiền phức, trong phường thị quả thật không cần động thủ. Nam tử huyết xà tộc lạnh lùng nói. Muốn mượn quy củ để bảo vệ tánh mạng. Ta cũng không tin ngươi đời này đều dừng lại trong phường thị này, chỉ cần ngươi rời khỏi một bước chính là tử kỳ của ngươi rồi. Triệu Văn Chiến suy nghĩ một hồi, nói. Quy củ đảo hãm không là phường thị không cho phép nháo sự động thủ, nhưng hai vị đều là tu luyện giả hỏa hệ thần thông, không bằng như vậy đi, hai vị thi triển ra hỏa hệ thần thông, nếu như ngộ thương hoặc là ngộ sát đó cũng là chuyện không có cách nào cả. Tốt kế này rất hay. Nam tử huyết xà tộc cười to nói. Thủy Tiên tiểu thư chính là muốn tìm võ giả hỏa hệ thần thông, mà huyết xà nhất tộc ta chính là cường giả hỏa hệ trời sinh a. Thân thể của hắn bắt đầu hóa thú, hình thể tăng lớn gấp đôi, một cổ yêu hỏa bắt đầu thiếu đốt trong cơ thể, toàn bộ thân hình đều bị bao phủ dưới một cổ hỏa diễm màu đỏ tươi như máu, trong hai tròng mắt bắn ra vẻ lạnh như băng và ngoan độc. Hải tộc mọi nơi vừa thấy có náo nhiệt để xem, toàn bộ đều vây qua. Không ít người nhận ra thân phận nam tử huyết xà tộc kia, đều là kinh hô không thôi. Lý Vân Tiêu nói. Văn Chiến huynh, xác định tỉ thí hỏa hệ thần thông ngộ sát không sao đúng không? Triệu Văn Chiến nói. Không có sao. Lý Vân Tiêu gật đầu, tay giơ lên, phanh một tiếng, một đạo hỏa diễm màu đỏ nhạt xuất hiện trên ngón trỏ, thông thấu xinh đẹp. Đồng tử Triệu Văn Chiến hơi co lại. Sự cường đại của ngọn lửa trên ngón tay Lý Vân Tiêu vượt quá tưởng tượng của hắn, trước kia đã bị Sơn Hà Đỉnh chấn nhiếp, không có cẩn thận quan sát, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra sự chân quý của ngọn lửa này cũng không dưới đại đỉnh kia. Trong mắt Thủy Tiên cũng chớp động lên hào quang, ánh mắt thoáng cái ngưng tụ, loại rung động trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh. Nàng hiện giờ đã dám khẳng định 100%, Lý Vân Tiêu chính là người mà nàng muốn tìm. À, lửa này! Nam tử huyết xà tộc cũng là cường giả hỏa hệ, thoáng cái đã cảm nhận được ngọn lửa kia cực kỳ không tầm thường. Lực lượng thần thông bẩm sinh của hắn dưới ngọn lửa kia vậy mà bắt đầu trở nên run rẩy, một cổ sợ hãi và sợ run khó có thể ức chế lan tràn trong lòng. Gương mặt nam tử huyết xà tộc thoáng cái trở nên tái nhợt, lập tức hiểu rõ mình đã đá trúng thiết bản. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức vọt người lên muốn chạy trốn. Phong hỏa luân. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ nhìn thấy đám lửa nhỏ trên đầu ngón tay Lý Vân Tiêu bị một cổ gió lốc thổi bay, lập tức hóa thành chừng cái cối xay trực tiếp bắn đi. Phanh! Bông hoa hỏa diễm xoay tròn ra đuổi theo nam tử huyết xà tộc, nổ tung trên người hắn, một đóa hoa lăng không nở rộ ra. A! À. Sau một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, hỏa diễm tản ra trên không trung, bên trong không có một bóng người, chỉ có một chút bột phấn màu đen tản ra. Bị gió thổi qua liền triệt để mất đi tung tích. Tên nam tử huyết xà tộc kia đã vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa, không để lại bất cứ dấu vết nào nữa. À, người đang quan chiến chung quanh đều há to mồm ra, toàn bộ ngốc trệ. Bọn hắn vốn tưởng rằng có trò hay để xem, ai biết dĩ nhiên lại là miểu sát.
trong ánh mắt tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu đều toát ra vẻ sợ hãi. Trước kia có người thấy hắn ra tay xa xỉ, lại là thuật luyện sư, không ít người đã thầm có tính toán, nhưng giờ không ai dám có tâm tư gì nữa rồi. Sắc mặt Thủy Tiên có chút hồng nhuận phơn phớt, tiến lên phía trước nói. Lý Vân Tiêu, ngươi chính là người ta muốn tìm, ta xác định 100%. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, khẽ nói. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú bị ngươi tìm. Ngươi, Thủy Tiên ngây ngốc một chút, trước kia người mà nàng tìm đều trăm phương ngàn kế biểu diễn trước mặt nàng, hy vọng được nàng chọn chúng, còn người chân chính chọn chúng lại khinh thường nàng như vậy. Nàng thoáng cái không biết nên làm sao cho phải, vội dậm chân, quát. Đứng lại. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Sao hả, muốn đánh ta sao? Phường thị này cấm chém giết đấy, Văn Chiến đại nhân lại ở đây, người muốn phá hư quy củ sao? Trên trán Triệu Văn Chiến tuôn ra mồ hôi lạnh, trong tứ hải, quy củ của ai dám quản hải hoàng chi nữ chứ? Hắn vội vàng ôm quyền nói. Vân Tiêu công tử, Thủy Tiên công chúa, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm, xin đi trước một bước vậy. Hắn lập tức hóa thành một đạo độn quang biến mất trong phường thị. Lý Vân Tiêu ngốc trệ, lập tức vẻ mặt hắc tuyến, Triệu Văn Chiến này cũng quá dối trá đi. Ánh mắt Thủy Tiên lưu chuyển, trong con ngươi nhộn nhạo lấy từng mảnh rung động, từng bước một đi tới chỗ hắn. Đúng rồi, ta cũng đột nhiên nhớ ra ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm, đi trước một bước vậy. Khóe miệng Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, không gian bốn phía nhoáng một cái. Trực tiếp thi triển ra thuấn di biến mất tại chỗ. A, Lý Vân Tiêu ngươi, tức chết ta rồi. Trên mặt Thủy Tiên dâng lên nộ khí, không ngừng vung vẩy lấy nắm đấm, dậm chân nhỏ, trong miệng lớn tiếng mắng. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, đánh cho ngươi một trận nên thân. Nàng không hề biết mắng chửi người, mắng đi mắng lại cũng chỉ là mấy câu đánh một trận, giết chết gì đó. Nhưng Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nàng dù mắng thế nào đối phương cũng không nghe thấy được. Thủy Tiên cũng ý thức được điểm này, lửa giận ngập trời không chỗ phát tiết, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn chằm chằm vào Phi Minh ở sau lưng, lạnh giọng nói. Ngươi vì sao không ngăn cản hắn trốn? Cái này, ta, công chúa điện hạ chưa nói à? Xương sống lưng Phi Minh lạnh run, cảm thụ được ánh mắt lạnh như băng kia của Thủy Tiên, một loại cảm giác xấu lan tràn trong lòng. Thủy Tiên lạnh lùng nói. Cái này còn cần ta nói sao? Ta trăm phương ngàn kế chính là vì tìm hắn, hiện giờ thật vất vả tìm được lại chạy thoát, người đây là tội chết. À! Phi Minh lập tức mắt choáng váng, mình cái gì cũng không làm nhưng lại bị phán tử tội. Thủy Tiên khẽ nói. Hiện giờ Ma Sa trọng thương tại thân, bên cạnh ta cũng không có hộ vệ, tội chết của ngươi có thể tạm giữ lại, về sau lại chết. Phi Minh cảm giác mình còn oan hơn cả đậu Nga, cúi đầu không dám lên tiếng. Thủy Tiên lại nói, hiện giờ ta tâm tình không tốt, ngươi đi theo ta, trước hết để ta đánh một trận rồi nói sau. Không cho phép hoàn thủ, không cho phép dùng nguyên lực ngăn cản. Phi Minh, hai đạo thân ảnh lúc này mới chạy như bay đến bờ biển, rất nhanh đã truyền đến tiếng sóng biển kinh thiên và tiếng kêu thảm thiết không ngừng của Phi Minh. Lý Vân Tiêu sau khi thuấn di rời khỏi phường thị, cũng không trở về huyền khí không gian, hắn sợ Thủy Tiên tìm tới cửa. Chỗ ở trên đảo có rất nhiều, đại bộ phận đều là chuẩn bị vì huyễn bảo đại hội, hắn tùy tiện tìm một gian mật thất bế quan, đồng thời bố trí xuống kết giới, ngăn cách hết tất cả mọi dò xét. Sau đó hắn lập tức lấy ra cái kia khối tử tuyết san hô, trước người tường tận xem xét lên. Tình huống tử tuyết san hô hắn cũng biết một hai, nếu khối hóa thạch này là 50 vạn năm trước thì lực lượng trong đó có lẽ đã sói mòn đi rất nhiều, nhưng vì sao còn có thể dẫn tới lực lượng trong cơ thể hắn rung động chứ? Lý Vân Tiêu trước đem san hô bề ngoài thể quan sát một lần, lúc này mới lấy ra lãnh kiếm băng xương, nhẹ nhàng mổ dưới đi. C-K-I-T, T-T một tiếng, san hô kia dưới kiếm khí liền lên tiếng mà toái, một đạo ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt chậm rãi xuyên ra, vậy mà xua tan đi hàn khí của lãnh kiếm băng xương, khiến bốn phía trở nên ấm áp hơn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói. Quả nhiên là thần dịch lực. Tử tuyết san hô vừa vỡ. Thần dịch lực trực tiếp tràn ra, một đoàn lớn cỡ nắm tay chậm rãi bay lên. Lý Vân Tiêu mở ra bàn tay ra bắt lấy, cổ lực lượng kia cũng không có phản kháng gì cả, giống như kẹo đường bị hắn chụp trong tay. Tay trái hắn khắp một đạo bí quyết ấn, vận chuyển tạo hóa nhất khí thần thông,
lòng bàn tay giống như mở ra một đạo vòng xoáy, trực tiếp hấp đoàn thần dịch lực kia vào trong cánh tay, dựa theo kỳ kinh bách mạch vận chuyển trong người. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm thụ biến hóa của cổ lực lượng kia. Đoàn thần dịch lực này sau khi vận chuyển một chu thiên cũng không có tình huống gì, cuối cùng hợp nhập vào trong đan điền hắn. Giờ phút này dị trạng nổi lên, đoàn thần dịch lực trước kia trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng khủng bố, cuốn tới cổ thần dịch lực mới kia. Mà cổ lực lượng mới tới này cũng như cảm nhận được gì đó, cũng diễn sinh ra lực lượng khủng bố của bản thân xông tới phía trước. Ầm ầm, một cổ lực lượng khổng lồ nổ bung trong đan điền Lý Vân Tiêu. Phốc, Lý Vân Tiêu phun ra một cổ máu tươi, sắc mặt đại biến, trong đan điền truyền đến một hồi thống khổ. Hai cổ lực lượng thậm chí như có thần trí vậy, bắt đầu phân ra cao thấp. Nếu cứ để cho chúng làm loạn như vậy thì hậu quả rất có thể sẽ khiến đan điền bạo toái, võ đạo hủy hết. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, vội vàng hai tay kết ấn, muốn chấn áp thần dịch lực kia xuống. Trên thân thể của hắn bắn ra từng đạo kim mang, thi triển luyện thể thuật đến mức mạnh nhất, chậm rãi dẫn đạo lấy. Triệu Văn Chiến sau khi rời khỏi phường thì cũng về lại trong một gian mật thất. Bên trong u ám không ánh sáng, thậm chí không khí cũng mang theo hương vị mục nát, tựa hồ đã rất lâu chưa được mở ra. Trong mật thất không có chỗ tu luyện, chỉ có từng dãy giá sách, khắp nơi đều phủ kín mạng nhện. Triệu Văn Chiến trực tiếp đi đến hàng cuối cùng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, những quyển sách phủ đầy bụi bặm kia bị hắn mở ra. Cuối cùng hai mắt hắn tỏa ra, ôm một quyển điển tịch nhanh chóng lật qua lật lại, sau khi đảo qua mấy trăm trang liên tiếp liền đột nhiên ngừng lại. Trong mắt Triệu Văn Chiến bắn ra tinh mang, thân hình bỗng nhiên run rẩy một cái, vẻ mặt kinh hãi và khó mà tin được. Trên trang sách bộ điển tịch kia có vẽ một đồ án màu sắc rực rỡ, cẩn thận nhìn lại lại không khác gì với Sơn Hà đỉnh kia cả. Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ hoảng sợ, nhịn không được đọc hàng chữ nhỏ bên cạnh. Sơn Hà đỉnh, còn có tên đỉnh Trấn Sơn Hà, đỉnh lô thuật luyện trung cực, ở trong chứa không gian thế giới, chính là huyền khí siêu phẩm. Quả nhiên là huyền khí siêu phẩm. Triệu Văn Chiến lại càng hoảng sợ, sắc mặt cũng trắng bệch, những bụi bặm bị chấn lên phả vào mặt hắn, khiến hắn liên tục ho khan. Dĩ nhiên là huyền khí siêu phẩm xuất hiện, khó trách đại đảo chủ nói lần này đã đủ rồi. Triệu Văn Chiến trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thoáng cái không biết nên làm sao mới phải. Một lát sau, hắn bất chấp sửa sang lại điển tịch kia, trực tiếp rời khỏi mật thất, bay tới nơi ở của đại đảo chủ. Lý Vân Tiêu hiện giờ đang bị giày vò trong mật thất, trong đan điền hai cổ thần dịch lực không ngừng xông tới, muốn thôn phệ đối phương, kinh mạch cốt cách trong cơ thể đều hóa thành màu vàng, chống lại lấy lực trùng kích kia. Nếu không có bá thiên luyện thể quyết nơi thân, sợ rằng lần đầu tiên trùng kích đã khiến hắn bạo thể mà vong rồi. Nhưng bất diệt kim thân của hắn lại không trọn vẹn, sau khi chống lại mấy lần trùng kích liền bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Lý Vân Tiêu bị dọa ra một thân hôi lạnh. Hắn vội vàng lộn tay phải, mấy hạt Đông Hải Nguyệt Minh Châu bay ra, xếp đặt trước người, tản mát ra hào quang sáng ngời, giống như ánh trăng chiếu xuống vậy. Hạt châu tổng cộng có 24 hạt, đúng là phương thức sắp xếp của nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Hai tay của hắn biến hóa quyết ấn, mỗi một cái đều thật chậm, lực lượng hạt châu tựa hồ như bị dẫn dắt, khiến quyết ấn cũng theo đó biến hóa. Đột nhiên, hào quang 24 miếng Đông Hải Nguyệt Minh Châu thoáng cái gia tăng thêm gấp bội. Bay đến lượn một vòng trên đỉnh đầu hắn, giống như một vòng trăng sáng nhô lên cao chiếu xuống vậy. Trong ánh trắng xuất hiện dị tượng, có hải thành đào đào, ba quang lăn tăn, một mảnh cảnh biển đềm triển khai trên không. Trong đó ẩn ẩn có giao nhân thút thít nỉ non rơi lệ, hóa thành chân châu, một cây cầu dài như nghê hồng quan không, như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Lý Vân Tiêu hoảng sợ mở hai mắt ra, Nguyệt Đồng hiển hóa ra nhìn vào trong dị tượng kia, tất cả trước mắt đều như mộng như ảo. Nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ chân thật. Chuyện gì xảy ra, hóa hư thành thật? Trong đầu Lý Vân Tiêu tràn đầy dấu chấm hỏi, nhìn qua dị tượng do 24 miếng hạt châu kia lộ ra có chút ngây người. Ầm ầm, trong đan điền lại một hồi đau nhức kịch liệt, hai cổ thần dịch lực kia đè ép lẫn nhau, đụng ra vô số lôi minh nổ vang, không ngừng trùng kích nhục thể của hắn. Phốc, hắn lại phun ra một búng máu. Không có thời gian suy nghĩ về chuyện dị tượng nữa, Lý Vân Tiêu vội điểm hai ngón vào hư không. Dị tượng do nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bày ra chậm rãi rơi xuống, hóa thành từng đạo minh nguyệt chi quang, dưới sự thổ nạp của tạo hóa nhất khí của hắn,
toàn bộ đều bị hút vào trong cơ thể. Một cổ lực lượng bành trướng bàng bạc rót vào trong kinh mạch, cả người phanh một tiếng trướng lớn lên. Uống! Trong hai mắt Lý Vân Tiêu tuôn ra một đạo hung ác, sau khi được Thái Nhất Huyền Khí cải tạo, trong cơ thể của hắn có thể trực tiếp chuyển đổi các loại lực lượng. Dị tượng chi lực nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trực tiếp bị hắn hóa thành một cổ nguyên khí bành trướng dũng mãnh lao vào trong đan điền, như hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy nhất, muốn chấn áp hai cổ thần dịch lực kia xuống. Ầm ầm, nguyệt hoa chi lực tỏa ra, hai cổ thần dịch lực bỗng nhiên sinh ra dị biến, không ngừng dung hợp với nhau. Nhưng quá trình dung hợp này lại nương theo đại lượng năng lượng, giống như phản ứng nhiệt hạch phóng xuất ra năng lượng khủng bố tràn khắp bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Phốc, Lý Vân Tiêu lần nữa phun ra một búng máu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ba cổ lực lượng trong đan điền hợp nhất, vậy mà không bị hắn khống chế phóng xuất ra vạn đạo nước lũ, không ngừng trùng kích thân thể. Rầm rầm rầm, khiếu huyệt kinh mạch trong cơ thể hắn vào thời khắc này bắt đầu tan vỡ, không ngừng có kim mang từ bên trong nổ tung, giống như kiếm khí trùng kích ra ngoài vậy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm, hậu quả này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cứ như vậy thì chỉ sợ sẽ tiêu đời mất. Lý Vân Tiêu, nhanh mượn lực lượng của ta trấn áp. Yêu Long đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng liều mạng bạo phát, nếu Lý Vân Tiêu chết thì hắn cũng tiêu đời rồi. Trên thân thể không ngừng sụp đổ bỗng nhiên long hóa, từng đạo long lân hiện ra, nhưng vẫn không thể ngăn được tốc độ sụp đổ. 36 chỗ đại huyệt quanh thân cơ hồ đều sụp đổ, Lý Vân Tiêu lộ vẻ sầu thảm cười nói. Ta quá sơ ý rồi. Không thể tưởng được võ đạo chi lộ lại kết thúc một cách hoang đường thế này. Hắn đã không còn một tia lực lượng phản kháng bạo loạn từ đan điền nữa, ba cổ lực lượng hợp nhất liền xoay tròn như tinh vân, tự thành ngân hà vũ trụ, không ngừng phá hư lấy thân thể của hắn. Đừng nên nhục chí a. Yêu Long giống to nói. Nhiều lần kề cận tử vong nhưng người vẫn vượt qua được mà. Lý Vân Tiêu suy yếu lắc đầu nói. Người vẫn chưa rõ sao. Trước kia đều là ngoại lực xâm nhập, ta có thể dốc sức liều mạng chống cự, nhưng lần này là đan điền không thể khống chế, ta đã mất đi lực lượng chi nguyên căn bản rồi, nói gì đến kháng cự. Đều tại ta sơ suất quá, không nghĩ đến thần dịch lực còn có thể bài xích nhau. Hiện giờ hắn lộ ra tính táo dị thường, là người của hai thế giới, đối với tử vong hắn cũng không quá sợ hãi nữa, có thể thản nhiên đối mặt. Bỗng nhiên, một đạo linh quang hiện lên trong đầu. Dưới tinh vân lưu chuyển trong đan điền, một cây cầu chậm rãi hiển hiện, bắt ngang trong thân thể của hắn, như ẩn như hiện. Đây là dị tượng thần thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cây cầu như hư như thực trong cơ thể, phảng phất ở trong tinh không xa không thể chạm kia lại như gần ngay trước mắt hắn. Ban đầu thì minh nguyệt thần thể xuất hiện dị tượng hắn đã cảm thấy cổ quái, chỉ là không có thời gian suy nghĩ, hiện giờ thân thể không ngừng tan vỡ hắn ngược lại bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát. Nếu là cầu, chắc hẳn đã không có bờ. Lý Vân Tiêu trầm tư, giơ chân lên bước lên trên cây cầu kia. Đạp, một chân dẫm lên, trong giây lát liền cảm thấy thiên địa biến đổi, một cổ sức mạnh hồng hoang khó có thể tưởng tượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trực tiếp rót vào trên đỉnh đầu hắn. Ầm ầm, hắn chỉ cảm thấy đầu lập tức như nổ tung, trong mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng tim, vậy mà xuyên thấu mật thất, bắn tới bầu trời vô biển bên ngoài đảo. A, à, mặc dù cứng cỏi cường đại như Lý Vân Tiêu, cũng không nhịn được giống lớn lên, toàn bộ gương mặt thống khổ hoàn toàn biến hình. Ầm ầm, cổ sức mạnh hồng hoang kia như một trận phòng bạo, rằng có một thời gian ngắn mới chậm rãi biến mất. Lý Vân Tiêu cắn chặt răng đến ứa ra máu, toàn thân như run, nhưng hào quang trong đôi mắt hắn lại càng ngày càng sáng. Cổ lực lượng nơi mi tâm đang không ngừng sinh sôi, lan tràn khắp tứ chi bách hài. Những nơi đi qua liền không ngừng tu bổ thân thể đã tồn tại của hắn. Thì ra thần thể chi mê, là như thế này a. Lý Vân Tiêu tựa hồ đã hiểu rõ gì đó, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó dần bình tĩnh lại, hắn một tay bấm khắp quyết ấn, lần nữa co lại chân lại lẳng lặng ngồi xuống. Thân thể sắp tử vong dưới cổ lực lượng tuôn ra từ mi tâm cũng bắt đầu dần được chữa trị lại. Giờ phút này, trong một tiểu viện không chút thu hút trên đảo hãm không, đột nhiên đại đảo chủ nhẹ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lai hư không, đúng là chỗ ánh sáng màu tím nơi mi tâm Lý Vân Tiêu bắn lên trời, tựa hồ như cảm ứng được gì đó. Đại đảo chủ, làm sao vậy? Triệu Văn Chiến bên ngoài bình phong ngọc chất cẩn thận từng ly từng tí hỏi,
hắn vừa nói chuyện Lý Vân Tiêu thân mang huyền khí siêu phẩm Sơn Hà Đỉnh nói ra, nhưng đại đảo chủ lại không có chút phản ứng, sau khi trầm mặc một hồi, lúc này mới phát ra một tiếng kêu nhẹ. Đại đảo chủ lần nữa trầm mặc, sau đó nói. Hắc hắc, không thể tưởng được trên đảo này còn có người mở ra bát môn chi lực của thân thể, quả nhiên là càng ngày càng thú vị rồi. Văn Chiến, ngươi đi thăm dò xem đó là người phương nào. Bát môn chi lực. Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không rõ. Đại đảo chủ chậm rãi mở miệng nói. Cái gọi là bát môn chi lực chính là bát đại khiếu huyệt trung cực trên thân thể vạn linh, một khi mở ra sẽ được lực lượng khó có thể tưởng tượng, quyền có thể nứt vỡ bầu trời, chân có thể dẫm sập đại địa. Nhưng cái gọi là thần thể kia, kỳ thật đều là trời sinh có chứa bát môn chi lực, hơn nữa diễn hóa ra thuộc tính bất đồng mà thôi. Nhưng trăm sông đổ về một biển, trạng thái trung cực của thân thể chi lực chính là tám môn triển khai toàn bộ, nhưng có thể trực tiếp thân thể thành thánh, đánh vỡ giới lực, nhìn xem thần cảnh. Triệu Văn Chiến lại càng hoảng sợ, sợ hãi nói. Nhìn xem thần cảnh, CS tu luyện thân thể cũng có thể đạt tới cực hạn võ đạo sao? Ha ha! Đại đảo chủ nhịn cười không được cười nói. Vị được gọi là võ đế mạnh nhất kia của nhân loại các ngươi, không phải là thân thể thành thánh, một quyền có thể đánh tan giới lực, đã vô hạn tiếp cận thần cảnh sao? Người vừa rồi hẳn là đã hoàn toàn mở ra một môn trong đó. Người này nếu không phải là thần thể chi thân thì cũng có luyện thể thần quyết cực mạnh, thực lực không phải chuyện đùa. Triệu Văn Chiến vẻ mặt kinh hãi, thì thào lẩm bẩm. Không thể tưởng được trong vạn linh chi thân vậy mà ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, chúng ta truy cầu võ đạo, không ngừng tu luyện kinh mạch đan điền, chẳng lẽ không phải đi lệch rồi sao? Ai có thể biết được bản thân thân thể chính là một bảo tàng cực lớn rồi? Đại đảo chủ cười nói. Vạn pháp quy nhất. Trăm sông đổ về một biển, mặc dù ngươi tu luyện thuật đảo, cuối cùng nhất cũng là trùng kích cảnh giới thập phương đại viên mãn thôi. Thân thể tuy là bảo tàng, nhưng muốn mở ra còn khó hơn tu luyện đan điền nhiều. Chủng tộc vào thời viễn cổ ngược lại đều lấy luyện thân thể chiếm đa số, về sau loại luyện thể thuật chi pháp này mới dần bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, có thể thấy nó có chỗ thiếu khuyết. Nhân loại luôn tránh nặng tìm nhẹ, lựa chọn đường đi dễ dàng hơn a. Thì ra là thế. Triệu Văn Chiến nói, vừa rồi người mở ra bát môn chỉ cần là ở trên đảo nhất định có thể điều tra ra, nhưng không biết đảo chủ tìm hắn làm gì. Sau bình pòng, đầu bóng đen kia có chút ngẩng lên, khóe miệng khẽ nhếch, nước bọt chảy xuống, hắn lẻ lưỡi liếm lấy môi dưới, cười nói. Hắc hắc, việc này ngươi cũng không cần biết, tìm hắn đến đây là được. Triệu Văn Chiến tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Qua nhiều năm như vậy cũng đã quen với tính nết vị đại đảo chủ này rồi, chỉ có thể lần nữa hỏi. Đại đảo chủ, trên người Lý Vân Tiêu kia có huyền khí siêu phẩm, đến lúc đó có thể xảy ra vấn đề gì không? Đại đảo chủ trầm ngâm một hồi, mới nói. Xuất hiện huyền khí siêu phẩm đích thật là kinh người, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng không cần lo lắng, năng lượng lần này đã dư quá nhiều, mặc dù bỏ kiện huyền khí siêu phẩm kia cũng đủ rồi. Triệu Văn Chiến cả kinh nói. Vậy mà vượt quá nhiều như vậy, ta ngược lại rất chờ mong Huyễn Bảo Đại Hội đấy, không biết lần này chư phương cường giả sẽ mang theo bảo bối gì tới. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi. Đại đảo chủ, thương thế A Kiến hiện giờ. Đại đảo chủ nói. Có ta ở đây, đang khôi phục, không cần ngươi quan tâm, an tâm làm chuyện của mình đi. Vâng. Nghe xong đồ đệ không việc gì, Triệu Văn Chiến cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Lập tức thối lui ra khỏi phòng nhỏ đi thi hành mệnh lệnh. Sau bình phòng, đại đảo chủ nuốt nước bọt, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi, thần sắc trên mặt càng ngày càng hưng phấn, một tiếng cười to quanh quẩn trong phòng. Hắc hắc, huyền khí siêu phẩm, huyết mạch thủy long, con gái hải hoàng, ha ha, rất thú vị, xem ra lần này đích thật kỳ ngộ tuyệt cười mà thượng thiên ban cho Quảng Nguyên ta Đông Sơn tái khởi rồi. Trong mật thất đảo hãm không, Lý Vân Tiêu sau khi mở ra một trong bát môn, một cổ lực lượng cuộn trào không ngừng chữa trị lấy thân thể, thương thế rất nhanh đã bị trấn áp xuống. Ba cổ lực lượng trong đan điền hợp nhất, cũng dần dần yên lặng xuống, giống như ngân hà yên lặng chảy xuôi trong thân thể, tràn đầy lực lượng vô tận. Cái gọi là bát môn, phân biệt là khai, hưu, sinh, tử, kinh, thương, đỗ, cảnh, bát môn còn được xưng là thân lâm chi môn. Ngụ ý là bát môn toàn bộ triển khai là đã đặt một chân vào thần cảnh chi môn rồi. Lý Vân Tiêu giờ mới hiểu được,
công pháp bá thiên luyện thể quyết mà hắn đạt được chỉ là mở ra 7 đạo luân hải trên thân thể, kích phát thân thể chi lực. Mà bộ phận chưa đạt được chính là cách mở ra bát môn chi lực ẩn nấp ở sâu trong thân thể. Bá thiên luyện thể quyết có hạ bộ công pháp không thì hắn không biết, nhưng giờ hắn cũng không cần nữa. Nguyệt hoa chi lực của Minh Nguyệt thần thể vốn là từ trong bát môn diễn hóa ra, một khắc đạp vào cây cầu này hắn liền lập tức hiểu rõ ra, dị tượng chi lực của nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt dạ chính là mở ra một cây cầu bỉ ngạn trong cơ thể người, là một con đường thần thánh thông hướng mở ra bát môn. Hiện giờ khai môn đầu tiên đã mở ra, thân thể đã sinh ra biến hóa về chất, mặc dù không sử dụng nguyên lực cũng có lực chống lại võ đế bình thường rồi. Đây mới là lực lượng bá tuyệt thiên hạ của Ngạo Trường Không a. Lý Vân Tiêu nắm chặt nắm đấm, liền trực tiếp bóp cho không gian vặn vẹo, giống như một đạo tinh vân vận chuyển bên dưới quyền phong vậy. Sau đó trên thân thể kim quang sáng lạn của hắn bắt đầu hiện ra đạo đạo quang mang, ở bên ngoài thân thể hiện ra dị sắc, quy tắc chi lực chậm rãi lưu động bên ngoài thân thể. Dĩ nhiên vừa rồi khi mở ra bát môn hắn cũng đã trực tiếp đột phá võ đế nhị tinh, tiến nhập tam tinh chi cảnh. Đột phá trên võ đạo đối với hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa nữa rồi, lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc thiên địa đã đạt tới cấp độ cực hạn, chỉ cần không ngừng tích lũy nguyên lực thì có thể không ngừng trùng kích. Lý Vân Tiêu kiểm tra lực lượng trong đan điền một chút, hai cổ thần dịch lực sau khi dung hợp với thần thể dị tượng chi lực đã thành một khối. Quyết ấn trong tay hắn hợp lại, cổ lực lượng kia lập tức vòng quanh chu thiên vận chuyển một vòng, cuối cùng trở lại trong đan điền. Không thể tưởng được trong lúc vô tình vậy mà khiến ta tìm được một loại phương pháp tăng cường thần dịch lực. Trong mắt Lý Vân Tiêu toát ra tinh mang, vui vẻ nói. Nếu là có thể đủ tìm được đại lượng tử tuyết san hô hấp thu thần dịch lực, vậy ta chẳng phải có thể diễn hóa cổ lực lượng này thành vô cùng sao? Dọa ngươi, còn chưa náo đủ sao? Yêu Long lại càng hoảng sợ, quát lên. Vừa rồi là ai ủ rũ như chó chết, nằm sấp ở đó chờ chết chứ? Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại muốn đi tìm đường chết rồi sao? Lý Vân Tiêu híp mắt, cười nói. Trước lạ sau quen nha, ta đã đại khái đã biết rõ tình huống rồi, chỉ cần khống chế tốt lực lượng hút vào mỗi lần sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Hắn liếm lấp môi dưới, tựa hồ đối với việc thần dịch lực trong cơ thể gia tăng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bỗng nhiên sắc mặt hắn biến hóa, cấm chế bố trí trong mật thất đột nhiên bị một cổ lực lượng phá vỡ. Ầm ầm, cổ lực lượng phá cấm kia từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh nát cấm chế hắn bố trí trong mật thất, đè xuống đỉnh đầu hắn. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, trên người hiện ra một đạo hồ quang điện, trong nháy mắt đã thi triển ra lôi độn chi thuật, bước một bước đã đi hơn 100 mét. Ầm ầm, toàn bộ mật thất trực tiếp bị đánh nát bấy. Cổ lực lượng kia khống chế cực kỳ tinh diệu, chỉ vừa đủ đánh bay mật thất, mà không hề lan đến bất cứ kiến trúc nào bên cạnh cả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại bầu trời, cách đó không xa mơ hồ hiện ra hai đạo thân ảnh, trước sau nói ra thanh âm bất đồng. Không thể tưởng được có người có thể nhìn thấu bí mật bát môn, ngươi là trời sinh thần thể hay là tu luyện luyện thể thần quyết hả? Ta là Vân Tiêu công tử, bát môn chi quang vừa rồi là do ngươi gây ra sao? Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, người kinh ngạc kia đúng là Triệu Văn Chiến, mà người khác lại ôm hai tay trước ngực, toàn thân màu bạc. Đầu có hai sừng, trên mặt một mảnh lạnh như băng. Người nọ cau mày nói. Văn Chiến, người biết người này sao? Vẻ kinh hãi trong mắt Triệu Văn Chiến càng ngày càng đậm, thân thể thậm chí có chút ít run rẩy. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Lý Vân Tiêu rồi, cũng càng ngày càng phát hiện sự khủng bố của gã thiếu niên này, thuật đạo cửu giai, tu vị cửu thiên cảnh võ đế, thân mang huyền khí siêu phẩm, giờ phút này lại còn mở ra thần thể bát môn. Hắn còn không đến 20 tuổi. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Triệu Văn Chiến dốc sức liều mạng lắc đầu, vô luận như thế nào cũng không dám hợp những thành tựu này lại một chỗ, đây là tồn tại đáng sợ đến bực nào a? Văn Chiến, ngươi làm sao vậy? Tên cường giả hải tộc kia tựa hồ phát hiện Triệu Văn Chiến không đúng, cau mày hỏi thăm. Sắc mặt Triệu Văn Chiến trắng bệch, thoáng ổn định tâm thần, mới nói. Ta không sao. Người này ta nhận ra, không cần động thủ đâu, ta nói chuyện với hắn. Tên hải tộc kia lúc này mới nhẹ gật đầu, nói. Có thể không dùng vũ lực là tốt nhất, dù sao đảo hãm không chúng ta cũng là nơi hiếu khách. Triệu Văn Chiến lúc này mới quay qua phía Lý Vân Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp cực độ, mở miệng nói.
không thể tưởng được mở ra thần thể bát môn lại là Vân Tiêu công tử, quả nhiên khiến trong lòng Văn Chiến nhấc lên sóng lớn. Ta không khỏi nhớ tới một câu, trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Văn Chiến tiên sinh sao lại trở nên đa sầu đa cảm thế? Nếu vừa rồi bản thiếu gia không chạy nhanh, sợ rằng đã chết trong tay tên hải thú này rồi, ta còn chưa có cảm khái đấy. Tên hải tộc kia nghe hắn gọi mình là hải thú, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hung quang. Triệu Văn Chiến vội vàng ngăn tên hải tộc kia lại, sợ hai người xảy ra xung đột, vội vàng giải thích nói. Vị này chính vị đảo chủ thứ tư của đảo hãm không ta, Cửu Thiên Đại Nhân. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. A, quy củ đảo hãm không ta xem như lĩnh giáo, quy định mọi người không thể tùy ý ra tay giết người, mà thân là đảo chủ lại có thể tùy ý động thủ giết người. Hắc hắc, quả nhiên là quy củ thật cường đại a. Triệu Văn Chiến trên mặt túng quẫn, vội hỏi. Việc này có chút hiểu lầm, hai người chúng ta là phụng mệnh đại đảo chủ đến, tìm kiếm người mở ra thần thể bát môn. Không thể tưởng được lại là Vân Tiêu công tử ngươi, mà vừa rồi gian mật thất kia có cấm thế, nếu không có Cửu Thiên Đại Nhân ra tay thì khó mà gọi Vân Tiêu công tử ra được. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Nếu vừa rồi ta không chạy thoát, vậy chẳng phải chết vô ích sao? Cửu Thiên hừ một tiếng, khinh miệt nói. Nếu ngay cả một kích của ta cũng không tiếp được, cái gọi là thần thể bát môn cũng chẳng là gì, chết cũng là chó chết. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên hàn mang, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, giận quá thành cười nói. Tốt, chỉ bằng lời này của ngươi, hôm nay ta không đánh cho người thành chó chết thì ba chữ Lý Vân Tiêu sẽ ghi ngược ngay. Cuồng vọng, sắc mặt Cửu Thiên trầm xuống, một cổ bá lực vọt lên, chỉ riêng khí thế đã đẩy ra Triệu Văn Chiến bên người. Trên người hắn không ngừng tuôn ra khí tức thô bạo, hiển nhiên cũng đã bị lời Lý Vân Tiêu nói kích thích. Hắn thân là tứ đảo chủ đảo hãm không, không ngờ lại có người nói muốn đánh hắn thành chó chết, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, khẽ nói. Dám dùng Cửu Thiên làm tên, cũng đủ để thấy ngươi không biết trời cao đất rộng cỡ nào rồi. Triệu Văn Chiến lộ vẻ lo lắng, nhưng tính tình Cửu Thiên từ trước đến giờ luôn táo bạo, một khi phát tác không ai có thể ngăn được. Hắn có chút hối hận vì đã dẫn tên này đi cùng rồi. Hừ, tiểu nhi vô tri, tên bổn tọa há ngươi có thể hiểu rõ. Trên mặt Cửu Thiên lộ ra thần sắc mỉa mai và tàn nhẫn, thân ảnh khẽ động liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, một quyền đánh tới mặt hắn, nhe răng cười nói. Ta ngược lại muốn xem, nhân loại mở ra thần thể bát môn sẽ mạnh bao nhiêu, có thể hơn được thân thể cường đại của hải tộc ta sao? Phanh! Trong tay Lý Vân Tiêu nổi lên kim mang, vung tay chụp quyền kia vào trường, toàn bộ không gian đều chấn động. Ân! Sắc mặt Cửu Thiên biến hóa, cười lạnh nói. Quả nhiên có chút môn đạo, nhưng không ngờ dám can đảm dùng thân thể chém giết với ta, đủ thấy sự vô tri của ngươi cỡ nào a. Sắc mặt hắn phát lạnh, một cổ lực lượng lăng lệ ác liệt ngưng tụ trên quyền phong, quát. Cửu Thiên tê phong quyền. Một thanh âm cắt kim loại không ngừng vang lên trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Dưới quyền kình đối phương bộc phát ra từng đạo nguyên khí chảm, không ngừng bắn ra. Những nguyên khí chảm kia chém vào bàn tay Lý Vân Tiêu chừng nửa tấc, vậy mà chỉ cắt ra được chút miệng máu. Cái gì? Trong mắt Cửu Thiên lồi ra, nội tâm chấn động mãnh liệt. Tê phong quyền của hắn đủ để xé rách bất luận thân hình một gã hải tộc nào, vậy mà chỉ cắt ra được ít ra. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói. Đến phiên ta cắt ngươi rồi. Nơi lòng bàn tay phun ra một đạo hàn khí, lãnh kiếm băng xương hiện ra hình thái nho nhỏ, lăng không chém qua. Quyền trưởng của hai người cách xa nhau chỉ nửa tấc, kiếm khí lập tức chém đến, kiếm mang kia sắc bén không thể đỡ nổi. Phanh! Quyền kình của Cửu Thiên dưới một kiếm này trực tiếp bị phá khai, một cổ đau nhức kịch liệt từ trong tay truyền đến, hắn quát to một tiếng liền kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy một nắm đấm của mình đã bị chém đứt, biến thành cánh tay trụi lùi. A, à, Cửu Thiên cùng Triệu Văn Chiến đều kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Ngưng trọng trong mắt Triệu Văn Chiến càng lớn, chuôi bảo kiếm này hắn cũng biết là vật phi phàm. Có huyền khí tuyệt cường này, tăng thêm những cảnh giới mà ở độ tuổi này hoàn toàn không cách nào đạt tới, bối cảnh sau lưng thiếu niên này khủng bố đến mức nào a? Ô ô, đáng chết a. Cửu Thiên nổi giận giống to, hắn giơ cánh tay lên, giống to mấy tiếng.
một cánh tay hoàn toàn mới lập tức dài ra, chỉ có điều trên trán hắn hiện ra từng mảnh mồ hôi lạnh. Ngươi đã không thể nào sống sót rời khỏi đảo hãm không được nữa rồi. Hắn lâm không một chảo, lập tức một đạo quang mang hội tụ trong tay, hóa thành một cây trường thương. Lực lượng khủng bố phát ra trên mũi thương, thân hình hợp nhất đâm tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói. Vô chi. Thân ảnh của hắn thoáng cái nhạt đi, hư hóa thành lôi đình, trường thương xuyên qua khỏi người hắn. Cái gì? Cửu Thiên cả kinh, nhìn trạng thái lôi điện kia của Lý Vân Tiêu, lập tức ý thức được không ổn, sắc mặt đột biến. Chút thực lực ấy của ngươi, ở trong nhân loại chỉ chừng võ đế thất tinh mà thôi, chẳng là gì cả. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, giơ tay lên mở ra năm ngón tay, đặt trước mặt Cửu Thiên, quát khẽ. Ngũ lôi oanh đỉnh. Lòng bàn tay Lý Vân Tiêu ngưng tụ ra một đạo lôi cầu, đột nhiên tách ra, một cổ lôi điện chi lực kinh thiên ầm ầm đánh tới trước mặt Cửu Thiên. A! À, toàn bộ nửa bầu trời đều là thiên lôi màu xanh, cuồn cuộn mà rơi, trực tiếp đánh cho Cửu Thiên kia vào trong lòng đất, tạc ra một cái hố cực sâu. Trong hố ẩn ẩn có thanh âm sóng biển truyền ra, lực oanh tạc này vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua cả hòn đảo. Triệu Văn Chiến kinh hãi nhìn qua phía dưới, thoáng cái không biết làm sao, đã triệt để hóa đá mất rồi. Tiếng sấm trận trận, lập tức dẫn tới rất nhiều võ giả, trên trăm đạo hào quang từ tứ phương bay vụt ra, toàn bộ đều dừng ở rất xa trông xem thế nào, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu thu bàn tay về, im im lặng lặng lâm đứng trên trời cao. Lạnh nhạt nói. Không có ý tứ, dùng sức quá mạnh, vốn chỉ muốn đánh cho hắn thành chó chết, nhưng giờ lại như một con chó ngâm nước rồi. Triệu Văn Chiến há to mồm, hoảng sợ nói. Chết, đã chết rồi sao? Phanh! Một cổ lực lượng hung bạo từ trong hố truyền ra, Cửu Thiên hóa thành một đạo quang mang vọt lên, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố, nhìn hằm hằm lấy Lý Vân Tiêu. Hiện giờ trên người hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thân thể to hơn gấp đôi, càng thêm khủng bố chính là trên cổ vậy mà dài ra 9 cái đầu. 9 cái đầu đều nhe răng trợn mắt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hô trầm thấp, nhìn hằm hằm lấy Lý Vân Tiêu. À, cửu đầu quái. Xa xa không ít hải tộc đều trở nên hoảng sợ, bị bộ dáng kia sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Dĩ nhiên là cường giả cửu đầu nhất tộc, đây không phải là cấm tộc Đông Hải, vào mấy trăm năm trước đã bị mấy thế lực lớn liên thủ diệt sát rồi sao? Một ít cường giả hải tộc kiến thức rộng rãi trên mặt liền hiện lên khiếp sợ. Ha ha! Tiếng cười to của yêu long vang lên, nói. Của ngươi có 3 đầu 6 tay, người ta 9 cái đầu, xem các ngươi ai lợi hại hơn. Lý Vân Tiêu nhẹ kêu nói. Sau khi biến thân thực lực tăng lên, thứ này trước kia còn che giấu lực lượng của mình a. Yêu long nói. Ân, ta cũng cảm nhận được khí tức cuồng bạo không giống với lúc trước. Sợ rằng đã đến trình độ phi minh kia rồi a. Có chút phiền toái. Khí thế trên người Cửu Thiên còn đang không ngừng tăng lên, xa xa mọi người cảm nhận được khí tức kinh khủng kia sắc mặt đều đại biến, tận lực lui về sau để tránh bị cuốn vào đó. Lý Vân Tiêu cũng không dám khinh thường, lãnh kiếm băng xương nắm ở trong tay, chậm rãi đợi động tác của đối phương. Bỗng nhiên, cổ khí tức không ngừng bay lên ngưng tụ, trên mặt Cửu Thiên lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, trở nên cảnh giác vạn phần, tựa hồ thấy được thần sắc đối phương biến hóa. Oa oa, đáng chết a. 9 cái đầu của Cửu Thiên đung đưa kịch liệt, lộ ra vẻ không cam lòng cực độ, liên tục gào rú. 9 cái đầu, 18 đôi mắt của hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, lúc này mới gào thét một tiếng, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại chỗ. Người ở xa xa đều kinh nghi bất định, nhao nhao nghị luận nói. Sao lại không đánh, ta vẫn chờ xem náo nhiệt đấy, thật không có hứng thú. Triệu Văn Chiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết rõ nhất định là đại đảo chủ thi triển bí thuật truyền âm rồi, lúc này mới có thể ngăn chặn Cửu Thiên. Lý Vân Tiêu lúc này mới thu bảo kiếm vào tay, nói. Văn Chiến tiên sinh, tứ đảo chủ chạy, phải chăng sẽ đến phiên ngươi xuất thủ. Triệu Văn Chiến vội nói. Vân Tiêu công tử, thật sự là xin lỗi. Đại đảo chủ chỉ muốn gặp ngươi một chút thôi, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến tình trạng này. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Vừa rồi truyền âm gọi cửu đầu quái đi có phải là đại đảo chủ đảo hãm không không? Triệu Văn Chiến trong nội tâm cả kinh, Lý Vân Tiêu thông minh đến cực điểm, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề,
lập tức cũng không giấu giếm nữa, thừa nhận nói. Ở trong năm vị đảo chủ, thực lực cửu thiên đại nhân cao cường, nhưng tính tình cũng xấu nhất. Lời ba vị đảo chủ còn lại căn bản sẽ không nghe, huống chi vừa rồi còn đang nổi giận, cũng chỉ có mình đại đảo chủ quản được hắn. Lý Vân Tiêu nói, việc này ta liền không truy cứu nữa, nếu đại đảo chủ nhà ngươi muốn gặp ta thì bảo hắn tự đến đây. À, cái này. Triệu Văn Chiến ngây ngốc một chút, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nếu truyền tin tức này về, sợ rằng đại đảo chủ sẽ trực tiếp chụp chết hắn mất. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ta cũng không phải là người đảo hãm không ngươi, không bị đảo hãm không quản thúc. Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút, là hắn muốn gặp ta, mà không phải là ta muốn gặp hắn. Triệu Văn Chiến đang muốn tranh luận gì đó, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thần sắc trở nên chuyên chú, hiển nhiên cũng đang lắng nghe truyền âm. Sau đó liền thấy hắn nhẹ thở ra, nói. Nếu Vân Tiêu công tử đã không muốn đi gặp đại đảo chủ, vậy Văn Chiến cũng không tiện miễn cưỡng. Vân Tiêu công tử cứ an tâm dạo chơi trên đảo đi, huyễn bảo đại hội sắp tổ chức, nếu muốn đợi lần sau thì không biết là chuyện bao nhiêu năm nữa. Trên mặt Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ tươi cười, quay người liền biến mất trên không trung. Lúc này không ít võ giả cũng bay tới, vây quanh ở bên người Lý Vân Tiêu, đúng là những đồng bạn cùng nhau ra biển, cũng đều bị thanh âm lôi đỉnh kia kinh động mà đến. Liêu Dương Băng ngưng giọng nói. Vân Thiểu, người sao lại xảy ra mâu thuẫn với bọn họ thế? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi thấy ta giống là người gây chuyện sao? Ta đang tu luyện bình thường thì con cửu đầu quái kia lại vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Mặt tất cả mọi người đều hiện hắc tuyến, nếu ngươi không giống người gây chuyện, thế gian này sẽ không có chuyện rắc rối rồi. Hừ, đi đến đâu gây chuyện đến đó, quả thực là một tên tai tinh. Bắc Minh Lai Phong đã ở cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người rời đi. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng, mỗi lần thấy Lý Vân Tiêu gặp chuyện không may, trong lòng của hắn đều nổi lên cảm giác thoải mái, hy vọng Lý Vân Tiêu sẽ vẫn lạc, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể thất vọng. Lý Vân Tiêu lần này đừng hòng chạy nữa. Một đạo quang mang rơi xuống, trực tiếp hiển hóa ra hai người, Thủy Tiên và Phi Minh lần lượt đi ra. Thủy Tiên nói, hy vọng ngươi có thể theo ta đi. Ngữ khí của nàng đã không còn loại mệnh lệnh và lạnh như băng trước kia nữa, đã hòa hoãn hơn nhiều, hai mắt đầy kỳ vọng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu cười nói, có thể, ta không biết ngươi tìm ta có chuyện gì, nhưng điều kiện trước kia ta đã nói qua, chính là Hải Hoàng chi huyết. Thủy Tiên nghe được hai chữ có thể lập tức đại hỉ, nhưng nghe được điều kiện đằng sau sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cắn răng nói. Người nhòm ngó Hải Hoàng chi huyết, trong thiên hạ không ai có thể sống cả. Phi Minh cũng trầm giọng nói. Ta nhớ nhân loại các ngươi mấy chục năm trước có một vị cường giả gọi là Cổ Phi Dương, cũng từng đánh chủ ý vào Hải Hoàng chi huyết, cuối cùng cũng phải chết thảm rồi đấy. Sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ cũng đều biết chuyện Cổ Phi Dương nháo sự ở Đông Hải, cuối cùng dẫn tới Tứ Hải liên thủ giết đến tận Thánh Vực, không thể tưởng được dĩ nhiên là vì Hải Hoàng chi huyết. Trên mặt Lý Vân Tiêu run rẩy thoáng một phát, hừ hừ nói. Cổ Phi Dương đích thật đã chết rồi, nhưng cái chết của hắn chẳng quan hệ gì với Hải Hoàng của các ngươi cả. Phi Minh cười lạnh nói. Ngươi sao biết không có quan hệ chứ? Cổ Phi Dương thực lực thông thiên, nếu không phải Hải Hoàng đại nhân hy vọng hắn chết, hắn sẽ không chết dễ dàng vậy chứ? Mọi người kinh hãi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi khó nói nên lời. Chẳng lẽ cái chết của Cổ Phi Dương đúng là do Hải Hoàng gây nên? Lời Phi Minh nói có đạo lý của hắn, Cổ Phi Dương tu vị cái thế, trong thiên hạ ai có thể giết hắn? Tuy nói Sơn Mạch Thiên Đãng là cấm địa nhân loại, nhưng hàng năm đều có không ít mạo hiểm giả đi vào, phần lớn đều có thể sống sót đi ra, dùng thực lực Cổ Phi Dương tuyệt đối không thể nào vẫn lạc trong đó được. Võ giả nhân loại đa số đều lộ ra thần sắc chấp nhận, tựa hồ đã tiếp nhận quan điểm này. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Hải Hoàng ở trong Tứ Hải cũng không cách nào làm gì được Cổ Phi Dương, ở trên Đại Lục Thiên Võ lại bỗng nhiên trở nên lợi hại hơn sao? Thật sự là ngu ngốc. Sắc mặt Phi Minh trầm xuống, lạnh giọng nói. Thiên Võ giới tuy lớn, nhưng cũng không lớn hơn được quyền uy của Hải Hoàng đại nhân. Hải Hoàng đại nhân muốn ai chết, người đó phải chết. À, trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ khinh miệt, mỉa mai nói. Lão tử đứng ở đây này. Người bảo Hải Hoàng các ngươi đến cắn ta đi.
Người vũ nhục Hải Hoàng đại nhân, chết. Sắc mặt Phi Minh đại biến, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hàn mang, một cổ kiếm ý tản ra, chém thẳng đến. Lý Vân Tiêu. Không chỉ có Phi Minh, dù là một ít cường giả hải tộc ở phương xa sắc mặt cũng đều biến đổi, trong mắt đều ra vẻ hoảng sợ và hung mang. Sắc mặt Thủy Tiên cũng biến thành xám trắng, trong hai tròng mắt toát ra lửa giận, nhưng thấy Phi Minh xuất kiếm, vẫn nhịn không được kinh hô một tiếng, nói. Hạ thủ lưu tình, đừng giết hắn. Giết ta, thiên hạ sao lại có nhiều người ngông cuồng vậy chứ? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên hàn mang, một tay bấm niệm pháp quyết trước người. Cũng có một cổ kiếm khí vọt lên vần quanh thân hắn, hình thành một đạo kiếm hải. Ầm ầm, hai đạo kiếm ý chí cao trực tiếp đụng nhau trên không trung, lực lượng thoáng cái tản ra, cuốn ra một đạo vòng xoáy tản khắp bốn phương tám hướng. Đám võ giả chung quanh nguyên một đám sắc mặt đại biến, cấp tốc tránh lui ra sau. Kiếm ý hai người này cực mạnh, như sóng to gió lớn tản khắp bốn phía, những võ giả kia vừa chạm vào đã sắc mặt đã nhao nhao đại biến, vội vàng thối lui ra ngoài ngàn mét. Trong lòng mọi người đều cười khổ, đây không phải là chuyên gây chuyện sao? Vừa đánh xong mới bao lâu, giờ lại động thủ. Đây là... Trên mặt Phi Minh lộ ra vẻ khiếp sợ, Lý Vân Tiêu im im lặng lặng lăng không mà đứng, tay phải lạnh nhạt thả lỏng phía sau, chỉ là tay trái bấm niệm pháp quyết, ở trước người hóa thành một thanh kiếm hình thật lớn, không ngừng chớp động lên ánh sáng nhạt bài xích kiếm khí của hắn ra ngoài. A, không thể tưởng được ngươi cũng là cao thủ kiếm đạo. Trong hai mắt Phi Minh bắt đầu hiện lên chiến ý, lạnh lùng nói. Thủy Tiên công chúa điện hạ, thỉnh thối lui một chút, để tránh ảnh hưởng tới ngươi. Thủy Tiên kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu bộ dáng phong khinh vân đạm, vẻ mặt bình tĩnh, bị Phi Minh hô lên mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, vội hỏi. Tốt, ngươi phải hạ thủ lưu tình, đừng giết hắn đấy. Thủy Tiên thối lui về sau, Phi Minh lúc này mới yên lòng lại, trong mắt tua na hàn quang, dấy lên chiến ý trùng thiên, bất giác liếm lấy môi dưới, hưng phấn nói. Đã rất lâu không gặp qua kiếm ý cường đại như thế rồi. Võ giả nhân loại, để ta xem thử kiếm đạo của nhân tộc các ngươi có chỗ nào cường đại. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói. Vậy thì phải xem thử ngươi có bản lĩnh khiến ta thi triển ra kiếm ý mạnh nhất không mới được. Hắn lăng không đứng chắp tay, bộ dáng lạnh nhạt kia thật giống như nhất phái tông sư đang chỉ điểm lấy hậu bối vậy. Sắc mặt Phi Minh lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói. Mồm mép nhân loại các ngươi thật khiến người chán ghét đấy. Trong tay hắn lóe lên hàn quang, một thanh bảo kiếm óng ánh thấu triệt hiển hiện trong tay, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương, giống như đang nhìn vào đứa con của mình vậy. Kiếm tên Võ Anh, kiếm dài 3 thước, rộng hơn 2 chỉ, chính là do đại thuật luyện sư Ôn Dư của hải tộc tạo thành. Phi Minh thì thào tự giải thích, nói. Người chết dưới kiếm này đếm không hết, kiếm ý của ngươi rất mạnh, có tư cách để ta dùng Võ Anh. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tán thưởng, nói. Chuôi kiếm này không tệ, Ôn Dư ta cũng đã có nghe tên, xem ra thật có chút bổn sự. Sắc mặt Phi Minh phát lạnh, lạnh lùng nói. Bất kính đối với Hải Hoàng đại nhân, bất kính với Ôn Dư đại nhân, mặc dù có Thủy Tiên công chúa thay ngươi cầu tình, hôm nay ta cũng muốn phải cắt cái lưỡi của ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Xính miệng lưỡi chính là ngươi a, không phải muốn so kiếm sao, ta đã đợi lâu rồi, vì sao ngươi còn bất động thế? Ha ha, muốn chết. Phi Minh bị hắn khởi dậy chiến ý, cười lớn một tiếng, Võ Anh trong tay chém ra vài đạo kiếm quang, dưới chân lăng không dẫm mạnh liền phi thân chém tới. Kiếm quang chói mắt, nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều không thể thấy rõ. Thật nhanh. Tất cả mọi người đều chấn động, trong đầu không kịp suy nghĩ, chỉ có một chữ nhanh hiện lên. Phanh. Liền thấy trước người Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo quang mang. Trực tiếp chấn khai thức khoái kiếm kia của Phi Minh, kiếm khí thay đổi phương hướng vọt lên bầu trời. Có chút ý tứ. Ánh mắt Phi Minh lộ ra vẻ hưng phấn, thân thể trực tiếp biến mất trên không trung. Trong chốc lát đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, thoáng cái kiếm quang ngàn vạn, từ bốn phương tám hướng chém về phía Lý Vân Tiêu. Mỗi một đạo thân ảnh đều cực nhanh, khiến người hoa cả mắt, hoàn toàn không cách nào bắt được chân thân. Đây là một loại thân pháp cực nhanh. Truy cầu cực hạn tốc độ, thật giống như đồng thời chém ra một vạn kiếm vậy, toàn bộ trên bầu trời đều là tàn ảnh và kiếm khí. Lý Vân Tiêu rốt cục động thủ, tay phải chắp sau lưng giơ lên, trong tay nắm lãnh kiếm băng xương, chậm chạp chém xuống phía dưới,
sau đó lại chém qua bên phải, tiếp tới lại là bên trái. Tốc độ của hắn thật chậm, chậm như đang diễn luyện chiêu thức vậy, mấy hơi thở mới ra được ba kiếm. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, loại này chênh lệch giữa cực nhanh và cực chậm này khiến trong lòng bọn hắn cảm thấy uất ức nói không nên lời, cảm thấy bực bội dị thường. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này mới ra ba kiếm thôi, sao có thể ngăn lại ngàn kiếm vạn kiếm chứ? Rất nhiều người đều khó có thể lý giải, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thủy Tiên ở phía xa, trong mắt hiện ra màu xanh da trời nhàn nhạt, tản mát ra ánh sáng nhạt, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Cùng giật mình còn có trong một tiểu viện, Triệu Văn Chế và Cửu Thiên đang đứng trước một màn nước quan chiến, hai người đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ánh mắt Cửu Thiên lộ ra hung quang, nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra, động tác chậm như vậy vì sao có thể ngăn được ngàn kiếm vạn kiếm chứ? Triệu Văn Chiến cũng cực kỳ khó hiểu, ngưng mắt quan sát. Thanh âm đại đảo chủ Quảng Nguyên truyền đến, nói. Lĩnh ngộ kiếm đạo của tiểu tử này còn trên cả tiểu tử Long Tuyết tộc kia. Hắn phân biệt đâm ra ba kiếm, một kiếm chém thiên, một kiếm chém địa, một kiếm chém nhân, chém hết tất cả mọi thứ nên chém. Một hiệp này, tiểu tử Long Tuyết tộc kia đã rơi vào hạ phong rồi. Cái gì, Long Tuyết tộc? Cửu Thiên kinh hô lên, sợ hãi nói. Hải tộc cấp độ B thực lực không dưới Vương cung Đông Hải, Long Tuyết tộc. Ân, đúng là hải tộc cấp độ B kia. Hơn nữa ta thấy tiểu tử này thiên phú cực cao, rất có tiền đồ a. Ta xem thử có thể thu hắn vào dưới trướng không? Quảng Nguyên im im lặng lặng nói ra. Cửu Thiên cổ quái nói. Nếu nói tiểu tử này thiên phú cực cao, một chiêu vừa rồi lại rơi vào hạ phong, vậy chẳng phải tiểu tử nhân loại này thiên phú càng cao hơn nữa sao? Quảng Nguyên trở nên yên tĩnh lại, không lên tiếng nữa. Cửu Thiên nói. Đại đảo chủ, người không cho ta ra tay, không phải là sợ ta không địch lại người này chứ? Quảng Nguyên mở miệng nói. Tiểu tử nhân loại này có vấn đề. Triệu Văn Chiến trong lòng nhảy dựng, vội hỏi. Vấn đề gì? Quảng Nguyên lạnh lùng nói. Có thể luyện hóa huyền khí siêu phẩm, thuật đạo cửu giai, tu vị võ đế, mở ra thần thể bát môn, hư cường giả như vậy có lẽ tồn tại, nhưng tuyệt không thể nào cùng lúc xuất hiện trên người một thiếu niên chưa đến 20 được. Loại thiên phú này từ xưa đến nay đừng nói gặp được, căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua, nếu thật sự có, vậy thì dù là thượng cổ chân linh cũng không bằng hắn đâu. Đây rốt cục là sao? Triệu Văn Chiến cũng cảm thấy hồ đồ rồi, lắc đầu nói. Dùng thần trí của ta dò xét, người này tuyệt đối là bản tôn, cũng không bị cường giả phụ thể. Còn nữa lui một vạn bước mà nói, coi như là bị cường giả bám vào người, cũng tuyệt không khả năng đồng thời ở trên các đạo có được thành tựu kinh người như thế được. Tuy rằng hắn cũng khó có thể lý giải và tin tưởng thực lực lộ ra trên người Lý Vân Tiêu, nhưng sự thật rõ ràng lại hiện ngay trước mắt khiến hắn không biết làm sao. Hư thiên hạ thần thuật thiên biến vạn hóa, chúng ta cũng không cách nào biết hết được, có trời mới biết hắn là sao. Quảng Nguyên lạnh lùng khẽ nói. Tóm lại khẳng định có vấn đề, đây cũng là nguyên nhân ta tạm thời thay đổi chủ ý. Ta thật sự rất muốn biết rõ bí mật trên người tiểu tử này đấy. Cửu Thiên tùy tiện reo lên. Đã như vậy, không bằng để ta đi bắt hắn đến khảo vấn, không nên cái gì cũng không rõ thế này. Khảo vấn. Quảng Nguyên cười khẩy nói. Gọi ngươi về một là vì ta thay đổi chủ ý, hai là không muốn ngươi bỏ mạng sớm như vậy. Sắc mặt Cửu Thiên đại biến, giận tím mặt nói. Cái gì? Ngay cả đại đảo chủ ngươi cũng không coi trọng ta có thể thắng tiểu tử kia sao? Quảng Nguyên hừ hừ cười nói. Có thể thắng hay không còn chưa nói, ngươi xem thật kỹ thực lực của hắn đi, không lâu có lẽ sẽ thật sự phải đánh một trận sinh tử với hắn đấy. Tiểu tử Long Tuyết tộc kia có lẽ có thể bước ra toàn bộ lực lượng của nhân loại này. Giờ phút này, trong kiếm hải hai người quyết đấu. Lý Vân Tiêu sau khi chém ra ba kiếm, sắc mặt phi minh đại biến. Ba kiếm kia không chỉ ngăn lại toàn bộ kiếm khí của hắn, hơn nữa còn xuyên thấu qua vô số tàn ảnh hư ảo, trực tiếp chém về phía bản thể hắn. Hắn hoảng sợ, lập tức thu nạp ngàn vạn tàn ảnh hóa thân, vô số kiếm quang đều hội tụ vào trong võ anh, long cong một tiếng tuôn ra minh thanh, lăng không một kiếm nghênh đón lấy. Oanh! Hai cổ kiếm ý đụng vào cùng một chỗ, như đột nhiên xuất hiện một cái mặt trời vậy, hào quang cường đại khiến mắt người phải đau nhức. Chiến ý trong mắt Phi Minh tăng vọt, cười to nói. Thật mạnh, tiếp ta một chiêu kiếm thức, chúng sinh trảm phù đồ.
hắn lăng không bay lên, cả người nhân kiếm hợp nhất, lượn vòng chém xuống. Trên thân kiếm võ anh tuôn ra từng đạo hàn quang, lộ ra kiếm quang đinh ốc giao nhau, giống như một cối xay thịt cự đại chân áp xuống. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, từ khi xuất kiếm, trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang theo mỉm cười, đó là một loại mỉm cười tự tin tuyệt đối, một loại cười xem phù vân. Kiếm giả A, kiếm ý của ngươi quá mức lăng lệ ác liệt bá đạo, đã mất đi hàm ý trong đó rồi. Lý Vân Tiêu giơ kiếm lên ra, cười lạnh nói. Mở ra tâm linh chi nhãn của ngươi, nhìn cho rõ ràng tánh mạng của mỗi một chuôi kiếm, mỗi một thức kiếm chiêu A. Thanh liên kiếm ca. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, lãnh kiếm băng xương giơ lên, một đóa băng hoa tách ra trên thân kiếm. Hàn quang chiếu ảnh, ở trên bảo kiếm thê lãnh kia tựa hồ có một cái bóng chập chờn trong gió, khiến đóa băng hoa kia càng lộ ra thê lương xinh đẹp. Tất cả mọi người trong lòng đều đau xót không hiểu, nhìn xem đóa hoa kia nở ra, sinh ra một cổ thương tiếc vô tận, giống như muốn che chở nó trong lồng ngực vậy, như sợ nó lại đột nhiên tiêu tán vậy. Phanh! Đóa băng hoa kia quả thật đột nhiên nát, tâm vô số người cũng tùy theo đó vỡ nát, đều lộ ra thống khổ và vẻ phẫn nộ. Nhưng rất nhanh mọi người lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Một chiêu tùy ý của hắn, vậy mà dùng kiếm ý kéo cảm xúc mọi người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo băng hoa nghiền nát kia thoáng cái tản ra trên không trung, lập tức nở ra vô số đóa hoa, từng cái nở rộ, một họa quyển cực đẹp cực huyến hiện rõ trong mắt mỗi người, dần dần mở ra trong lòng. Một thức của Phi Minh rơi xuống, chém vào trong bụi hoa. Rầm rầm rầm, vô số kiếm ý lăng lệ ác liệt kia đột nhiên nứt vỡ, hắn hoảng hốt trên không trung, đột nhiên phun ra một hơi nhảy lên, lăng không thối lui hơn 10 bước, đồng tử trợn cực lớn, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, vậy mà trực tiếp ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy được, loại cảm giác này đến cùng là sao? Trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Không rõ à, không rõ thì được rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đợi sau khi ngươi hiểu rõ điểm này, ngươi mới có tư cách tiếp tục đánh với ta một trận. Còn giờ, cút đi. Phi Minh kinh ngạc đứng trên trời cao, Lý Vân Tiêu bảo hắn cút, nhưng hắn lại không tức giận chút nào cả, ngược lại sinh ra một loại cảm giác khát vọng mãnh liệt cực độ. Hắn ngẩng đầu, phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, lăng không bái một cái nói. Đa tạ, đợi sau khi ta suy nghĩ cẩn thận, sẽ lại tới tìm ngươi. Phi Minh thu hồi võ anh trường kiếm, xoay người một cái liền bay thấp tới sau lưng Thủy Tiên, trên mặt khôi phục bình tĩnh, tựa hồ chiến đấu trước kia như chưa xảy ra vậy, hoặc chẳng quan hệ gì đến hắn cả. Thủy Tiên ngạc nhiên nói. Ngươi sao lại nhận thua, còn có thể đánh tiếp mà. Phi Minh lộ ra một nụ cười khổ, nói. Chúng ta đều là kiếm giả, trên kiếm đạo ta đã thua. Tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là dựa vào tu vị cường đại hơn hắn áp chế hắn mà thôi, không nói đến có thể thắng hay không, mặc dù thắng cũng là không võ. Thủy Tiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ khác thường, nhìn qua thân ảnh Lý Vân Tiêu biến mất trên trời cao. Phi Minh ngạc nhiên nói. Thủy Tiên công chúa, người cứ mặc hắn rời đi như vậy sao? Thủy Tiên ngưng giọng nói. Chuyện kia nếu không phải hắn nguyện giúp ta, ta cũng không có cách hiện giờ chỉ có thể cân nhắc điều kiện mà hắn đưa ra thôi. Sắc mặt Phi Minh đại biến, tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nói. Thuộc hạ vô năng, để ta đuổi theo Lý Vân Tiêu, liều chết cũng phải khiến hắn đáp ứng yêu cầu của công chúa điện hạ. Thủy Tiên lạnh nhạt nói. Không cần, nam tử kia không phải là loại có thể uy hiếp. Phi Minh ngây ngốc một chút, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt Thủy Tiên đã bớt đi vẻ cao ngạo và lạnh như băng trước kia. Nhiều hơn mấy phần nhu tình và trầm tư. Chúng ta đi thôi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thủy Tiên thở dài, trên mặt đột nhiên nhiều ra mấy phần cô đơn, quay người đi tới phía trước. Trong lòng Phi Minh kinh hãi không thôi, tựa hồ đã nhận ra gì đó, vội vàng đi theo. Mọi người xem náo nhiệt cũng dần tản đi. Loại kiếm ý này. Sau một hồi một chỗ không gian có chút thay đổi, thân ảnh Nhuận Tường đi ra. Trên mặt ngưng trọng vạn phần và tràn đầy lạnh như băng. Nhuận Tường chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kiếm khí lã lướt còn lưu lại chưa tan trên bầu trời, cặp mày rậm nhíu lại thật chặt. Hắn thật sự chỉ là một gã thiếu niên sao? Sắc mặt Nhuận Tường càng ngày càng khó coi rồi, hắn phát hiện vô luận mình tiến bộ thế nào, có kỳ ngộ như thế nào, trinh tối tăm giống như đều bị Lý Vân Tiêu gắt gao ngăn một bước vậy, vô luận như thế cũng không thể bước phá được.
dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện thời gian trọng hồi, khiến hắn hoàn toàn dung hợp 5 kiện Long Chi bí bảo, vốn tưởng rằng đã áp được Lý Vân Tiêu. Nhưng thủ đoạn Lý Vân Tiêu trấn áp Hắc Viêm Sơn của Ma Sa lại khiến trong lòng hắn sinh ra hoài nghi. Về sau hắn bị Hắc Viêm vây khốn, lĩnh ngộ ra chân Long Thần tức hoàn mỹ không tì vết. Cho rằng đã bước qua được một bước chênh lệch với Lý Vân Tiêu, nhưng giờ cảm thụ được kiếm ý kia, trong lòng của hắn lại lần nữa không được rõ ràng rồi. Đáng chết! Sự kiêu ngạo của Nhuận Tường đang bị thực lực Lý Vân Tiêu gặm nhấm từng chút một, hắn không cam lòng nắm chặt hai đấm, thấp giọng quát ầm lên. Chẳng lẽ ta sẽ bị hắn áp chế như vậy cả đời sao? Ha ha, kẻ đáng thương a! Một tiếng cười mỉa mai truyền tới trên không trung, cười không kiêng nể gì cả. Sắc mặt Nhuận Tường đại biến, quát. Ai, cút ra đây cho ta. Trong lòng của hắn lại kinh hãi, đạo thanh âm kia là từ bốn phương tám hướng bất đồng vang lên, khiến hắn không rõ nó đến từ đâu cả. Ha ha, phẫn nộ là hành vi chỉ kẻ yếu mới có. Thanh âm kia cười nói. Thân là Long hậu duệ cao quý, lẽ ra nên bay lượn cửu thiên, dẫm trên đầu người khơ cá mới đúng. Nhuận Tường lạnh lùng mỉa mai nói. Một tên cặn bã ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, có gì tư cách gì giáo huấn ta chứ? Ân, cặn bã. Đạo thanh âm kia lạnh lẽo, đột nhiên một cổ lực lượng cực lớn trực tiếp từ trên bầu trời đánh xuống. Không gian bốn phái lập tức cứng lại, Nhuận Tường hoảng sợ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, mà trong sức mạnh kia lại có được long uy không khác gì mình cả. Bằng ngươi, ngươi cũng là Long Duệ, vương tộc Đông Hải. Ầm ầm. Ngay khi hắn kinh hãi, đạo công kích kia đã đánh lên người hắn, chấn hắn vào trong lòng đất. Phốc! Chân long pháp thân của Nhuận Tường của dưới một đòn kia vậy mà vỡ ra, miệng lớn phun máu. Cổ lực lượng này, mẹ nó, sao lại mạnh vậy chứ? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, chân long pháp thân không khác gì tường đồng vách sắt, vậy mà vừa đối mặt đã tràn đầy thương tích, loại lực lượng này mặc dù là Bắc Minh kháng thiên bát tinh đỉnh phong cũng tuyệt đối không làm được. Như vậy đáp án chỉ có một, đối phương là cường giả cấp bậc võ đế cửu tinh. Trên đảo này thậm chí có võ đế cửu tinh. Nhuận Tường hoảng sợ, võ đế cửu tinh chính là cường giả tung hoành thiên hạ, ngoại trừ hoàng cung ra cũng chỉ có những thế lực cấp độ B là có thể có thôi. Hừ, nếu muốn mạnh hơn, thì tới tìm ta. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng có thể đánh bại Lý Vân Tiêu. Đạo thanh âm kia lạnh lùng nói, sau đó không thấy lên tiếng nữa. Lần truyền âm cuối cùng trực tiếp từ một phương hướng mà đến, cố ý chỉ rõ đường cho Nhuận Tường. Lực lượng càng mạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Khắp cả người Nhuận Tường đều tràn đầy long huyết, hào quang trong mắt trở nên sắc bén, dừng ở con đường kia, không chút do dự bay đi. À, ngươi thật xác định Triệu Văn Chiến kia là từ hóa thần hải đi ra sao? Lý Vân Tiêu nhìn không được nhíu mày hỏi, dù sao hóa thần hải hắn cực kỳ quen thuộc. Đoạn thời gian mà Triệu Văn Chiến ra biển, hắn có lẽ vẫn là trưởng lão danh dự mới đúng, nhưng lại chưa từng nghe qua về người này. Liêu Dương Băng nói, đúng vậy, lúc ấy ta vẫn chỉ là một võ giả võ tôn đỉnh phong, chỉ là một gã hộ vệ bên người thành chủ trấn Hải Thiên. Mà Triệu Văn Chiến khi đó cũng chỉ vừa mới đạt tới thuật luyện sư bát giai mà thôi. Ta sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là vì vị đại nhân lúc ấy dẫn hắn đến trấn Hải Thiên chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư, người đứng đầu hóa thần hải, Lỗ Thông Tử đại nhân. À, nói như vậy quả thật có chút trò rồi. Lý Vân Tiêu dùng tay phải sờ soạng cái mũi, trầm tư nói. Lỗ Thông Tử đứng đầu hóa thần hải cũng được gần trăm năm rồi, địa vị vô cùng tôn sùng. Người có thể khiến hắn tự mình dẫn đến đây, nhất định không đơn giản đấy. Triệu Văn Chiến ở đảo hãm không ngẩn ngơ hơn 30 năm, như nói là không có ý đồ ta quyết không tin. Kinh Vĩnh Giả cau mày nói. Chúng ta có thể đã đoán sai không, có lẽ Triệu Văn Chiến đại nhân ra biển chính là vì lịch lãm rèn luyện thôi. Hơn nữa 30 năm từ vừa đặt chân thuật luyện sư bát giai đến thuật luyện sư cửu giai hiện giờ, coi như là thành tựu phi thường rất giỏi rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười lạnh nói. Nếu thật là vì lịch lãm rèn luyện, giờ phút này hắn đã tiến nhập cửu giai, đủ để quay lại hóa thần hải rồi, nhưng vẫn lưu ở đây. Còn nữa, nếu hắn một lòng tiềm tu thì huyễn bảo đại hội mỗi 5 năm một lần là thế nào? Ân, điểm ấy ta cũng cảm thấy không đơn giản. Liêu Dương Băng trầm tư nói. Mấy ngày nay ta hỏi thăm một chút về tình huống đảo hãm không, ở trong Đông Hải nó giống như môn phái lánh đời không tranh quyền thế vậy,
Danh tự Huyễn Bảo Đại hội rất tốt, đã tổ chức vài lần rồi, mỗi lần đều có thể hấp dẫn địa lượng cường giả tới tham gia. Hơn nữa vị trí hải đồ đảo hãm không, tựa hồ cách mục tiêu của chúng ta cũng không xa. Kinh Vĩnh Dạ gật đầu nói. Nhưng việc này ta cũng nghe qua, mỗi lần thời gian mở ra đại hội mới có thể tiến nhập phiến hải vực này. Hơn nữa này trong hải vực không cách nào định vị các loại tọa độ, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể đợi thời gian chấm dứt. Đây là một loại hiện tượng không gian đặc dị, nhưng Huyễn Bảo Đại hội mấy lần trước đều nghe nói phi thường thành công, không có vấn đề gì cả. Lý Vân Tiêu nói, trước kia không có vấn đề cũng không có nghĩa là về sau không có vấn đề, ít nhất Triệu Văn Chiến này khẳng định có vấn đề. Việc này chúng ta cảnh giác một chút là được, chỉ cần hắn không chọc chúng ta sẽ im lặng làm Mỹ Nam Tử, nếu lòng hắn tổn cách nghĩ gì, đó là tự chui đầu vào giỏ. Hai người đều thận trọng nhẹ gật đầu, ba người trao đổi ngắn ngủi liền chấm dứt, từng người rời đi. Lý Vân Tiêu thì tiếp tục đi dạo phường thị, dù sao loại cơ hội trao đổi với hải tộc này cực kỳ khó được, quá nhiều vật quý trọng đều lần lượt xuất hiện. Hắn hai đời đều là thuật luyện sư, đối với thiên tài địa bảo có hấp dẫn khó có thể chống cự. Nhưng mục đích chính yếu nhất vẫn là thu mua đại lượng tử tuyết san hô, đại bộ phận người bán trong phường thị cơ bản đều biết hắn rồi. Biết rõ người này là đại thuật luyện sư nên nhao nhao dâng ra các loại trí bảo cho hắn xem. Mấy ngày nay nhờ Cố Nguyệt Sinh luyện chế không biết ngày đêm nên đã nhiều hơn không ít huyền khí bát giai thích hợp hải tộc sử dụng, tất cả đều bị hắn mang ra trao đổi hết. Tử tuyết san hô cũng góp nhặt mấy khối, nhưng đều không cảm ứng được thần dịch lực, khiến Lý Vân Tiêu thất vọng không ít. Xem ra lần trước đích thật là vận khí, nhặt được món lời cực kỳ lớn. Người chính là Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, ở trước người hắn chẳng biết lúc nào đứng ra một người, lẳng lặng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh, lập tức sinh ra cảnh giác. Dùng thần trí nhạy cảm của hắn, người này đến gần như vậy lúc nào hắn lại không hề biết. Người đến dáng người khôi ngô, khổ người thật lớn, trên mặt tràn đầy râu ria vụn, cái đầu chọc bong. Sau lưng phủ lên một cái trường bào cũ nát, vừa nhìn đã biết là loại người thôi lếch thếch. Ta có chút chuyện muốn tìm ngươi. Người tới không y nói thêm lời thừa thải, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Không có hứng thú. Người nọ mỉm cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới thái độ hắn, trực tiếp mở miệng nói. Nghe nói ngươi mở ra khai môn một trong bát môn sao. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, ánh mắt lạnh xuống, cảnh giác nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Người nọ cười nói. Nhị đảo chủ đảo hãm không tân thần. Lý Vân Tiêu trong nội tâm kinh hãi, trên người nhị đảo chủ này không cảm thụ được bất luận nguyên lực chấn động nào cả, chỉ giống như người bình thường vậy. Tân thần cười nói. Không cần lo lắng, ta không có ác ý đâu, chỉ đến làm một giao dịch với ngươi thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Giao dịch gì? Trong mắt tân thần hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, lạnh nhạt nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Hắn tựa hồ đã nhất định Lý Vân Tiêu sẽ đi cùng, sau khi nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn thân ảnh tân thần biến mất trong đám người, trong mắt hàn quang lập lòe bất định, cuối cùng âm trầm đi cùng. Tốc độ tân thần cực nhanh, tuyệt không lo lắng Lý Vân Tiêu đuổi không kịp, sau thời gian uống cạn chung trà hai người đã rời khỏi phường thị cả vạn dặm, đi vào một tòa vách núi. Trên vách núi có vài tòa kiến trúc đơn sơ, trực tiếp mặt hướng biển cả, ngắm cảnh bao la. Nơi này chính là chỗ ta ở thường ngày cũng là chỗ tu luyện của ta. Tân thần nói một tiếng, lăng không đánh ra một đạo quyết ấn xuống, trên vách núi bên dưới bay lên một đạo ánh sáng màu xanh, sau đó chậm rãi mở ra. Hai người lần lượt bay thấp xuống, đạo ánh sáng kia mới khép lại trên không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua cấm chế kia nói. Người ở tại địa bàn của mình có cần bày ra cấm chế ngăn cách cường đại vậy không? Tân thần cười cười, nói. Người quả nhiên là thuật luyện sư cửu giai, liếc mắt đã thấy rõ, xem ra ta không tìm nhầm người. Lý Vân Tiêu hỏi. Người muốn tìm thuật luyện sư cửu giai? Tân thần nghiêm mặt gật đầu nói. Đúng. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Triệu Văn Chiến không phải sao? Trên mặt tân thần hiện lên một tia dị sắc, lắc đầu nói. Hắn không được. À, Lý Vân Tiêu cảm thấy hứng thú. Cười mỉa mai nói. Nghe tựa hồ rất thú vị a. Tân thần nở nụ cười một tiếng, nói.
vẫn nên để ta xem thần thể của ngươi trước đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ nói. Ta vì sao phải cho ngươi xem? Tân thần cười nói. Không phải do ngươi. Hắn giơ tay lên, cả người lóe lên liền đánh xuống một quyền. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi, dưới quyền mang kia của đối phương không có nửa phần nguyên lực chấn động, hoàn toàn là lực lượng thân thể thuần túy đã cho hắn áp lực như lâm đại hải vậy. Ngươi cũng là người mở bát môn. Hắn đột nhiên ngất lịm, thoáng cái liền phản ứng lại, trong nội tâm bay lên cảm xúc khác thường. Năm ngón tay phải nắm chặt, cả đầu cánh tay lập tức hóa thành kim quang sáng lạn, một chiêu kim cương quyền đánh tới. Phanh! Hai cổ khí lực vô cùng bá đạo va chạm một chỗ, không khí bốn phía nổ tung khắp bốn phương tám hướng, biển cả sau vách núi bị cổ dư âm còn lại kích động khiến nổi lên sóng biển kinh thiên, nhao nhao nổ tung. Mi tâm hai người đều tách ra tử mang, đây chính là dấu hiệu đã mở ra bát môn chi khai môn. Ha ha, thật mạnh! Tân thần đột nhiên cười ha hả, thu hồi nắm đấm. Tử mang nơi mi tâm cũng thu vào hết, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, hai tay ôm trước người chờ đối phương mở miệng, đối phương gọi hắn tới tuyệt đối không thể nào chỉ vì đánh với hắn một quyền. Tân thần cười nói, vừa mới mở ra khai môn đã có lực lượng thân thể cường đại như thế, người hẳn là thân mang thần thể rất mạnh đúng không? Lý Vân Tiêu nói, người tìm ta đến cùng có chuyện gì, trực tiếp nói rõ đi, ta không thích nói chuyện với nhau như vậy đâu. Tốt, ta liền nói thẳng. Nụ cười trên mặt tân thần thoáng cái thu liễm, nói. Ta không biết ngươi làm sao mở ra khai môn, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết cách mở ra môn thứ hai. Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, nói. Ngươi biết cách mở môn sao? Tân thần không nói hai lời, hai tay nắm chặt năm ngón tay, bên cạnh khai môn nơi mi tâm lần nữa tách ra một đạo quang mang, đúng là chỗ môn. Hai đạo khiếu huyệt vừa mở ra, một cổ khí tức cương mãnh đến cực điểm đã đập vào mặt. Tạo thành áp lực lớn lao cho Lý Vân Tiêu. Tân thần cười nhạt một tiếng, liền thu khí tức kia lại, cả người lập tức khôi phục đến bình thường không có gì lạ, không khác gì người bình thường cả. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Quả nhiên là môn thứ hai, dùng thực lực nhị đảo chủ không chỉ mới mở ra hai môn này chứ. Tân thần cười nói. Ta quả thật không chỉ mở ra hai môn này, ngươi không cần thăm dò nữa. Lần này thỉnh ngươi đến. Thẻ giao dịch của ta chính là cách mở ra môn. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu vẻ mặt do dự, cười nói. Ngươi nhất định cũng là thần thể chi thân, tự nhận là chỉ cần thông qua chỉ dẫn từ dị tượng thần thể liền có thể thuận lợi mở ra bát môn, đến cảnh giới thân thể thành thánh có đúng không? Lý Vân Tiêu nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tân thần cười nói. Từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả thần thể, nhưng có mấy người thân thể thành thánh, nhìn xem thần cảnh chứ? Vấn đề này Lý Vân Tiêu cũng nghĩ qua, đối với Bỉ Ngạn Chi Kiều xuất hiện trong thân thể mình hắn cũng từng thấy hoài nghi, nếu dễ dàng như vậy liền mở ra bát môn, vậy từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tên ngạo trường không xuất hiện rồi. Tân thần nói, vào thời viễn cổ, có một bộ phận lớn cường giả đều là tu luyện thể thuật cả, chỉ là về sau mới dần bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Không vì sao cả, chỉ vì con đường thể thuật càng thêm gian nan. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Tốt rồi, không cần nói những lời này nữa. Nói thẳng ta phải trả giá gì đi. Tân thần cười cười, giơ lên ngón tay cái nói. Thống khoái. Nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liếm, trong mắt hiện lên tinh mang, chậm rãi nói. Ta có khả năng bị người gieo xuống lạc ấn trong linh hồn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm chấn động, giật mình nói. Có bị hạ ấn ký hay không ngươi lại không biết sao? Tân thần cười khổ nói. Ta cũng là thần thể trời sinh, hơn nữa là thần thể tuyệt cường vạn năm hiếm gặp. Nhưng hồn lực cực yếu, nếu gặp phải thuật luyện sư cửu giai như ngươi, không cẩn thận chúng chiêu vẫn rất có khả năng a. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Mặc dù là hồn lực cực yếu, nhưng dùng thực lực của ngươi không có vị thuật luyện sư nào có thể lăng không hạ ấn cả. Tân thần thở dài. Ta từng hôn mê một thời gian ngắn, về sau cũng không cảm thấy có gì dị thường. Nhưng theo ta gần đây lần nữa mở ra một đạo bát môn liền cảm thấy thân thể có chỗ khác thường. Thật giống như có một đôi mắt lúc nào cũng giám thị lấy ta vậy. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Thuật luyện sư cửu giai trên đảo hãm không chỉ có một mình Triệu Văn Chiến, ý ngươi là hắn hạ lạc ấn với ngươi sao? Tân thần lắc đầu, nói. Thực sự không phải là hắn,
hình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó tê ta cũng không rõ ràng lắm. Đây chính là mục đích ta mời ngươi tới, nhiều năm như vậy ngươi là tên thuật luyện sư cửu giai thứ hai ta thấy ngoại trừ Triệu Văn Chiến ra. Lý Vân Tiêu sau cây ết trầm tư một lúc nói. Muốn điều tra ấn ký trong linh hồn ngươi, ta nhất định phải lẻn vào sâu trong hồn phách của ngươi. Nếu một chiêu vô ý sẽ rất có khả năng suy giảm tới linh hồn của ngươi, đối với ngươi mà nói là uy hiếp lớn lao, ngươi xác định yên tâm để cho ta điều tra sao? Tân thần cười nói. Trước kia ta cũng không quá xác định, nhưng hiện giờ ta cơ bản có thể khẳng định. Bởi vì ngươi là loại người ta thưởng thức, tăng thêm bí pháp bát môn đối với ngươi mà nói cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Nếu ngươi đã không sợ, ta có gì mà không chịu. Nhưng ta có một điều kiện tiên quyết, chính là mặc kệ trong linh hồn ngươi có bị người hạ lạc ấn hay không thì ngươi cũng đều phải cho ta cách mở môn. Tân thần nghiêm mặt nói. Đây là đương nhiên. Chỉ cần Vân Tiêu công tử hết sức là được, nếu có ấn ký vượt qua năng lực của ngươi ở trong cơ thể ta, ngươi không tra ra ta cũng không trách ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, trong thiên hạ còn chưa có người thi thuật nào có thể tránh được hai mắt ta cả. Tân thần sững sờ, lập tức cười nói. Ngươi rất tự tin, bất quá người trẻ tuổi vẫn nên tận lực khiêm tốn một chút. Hắn hiển nhiên cho rằng Lý Vân Tiêu đang khoác lác. Lý Vân Tiêu cũng không giải thích, nói. Lẻn vào trong linh hồn ngươi ta cũng thập phần nguy hiểm, chỗ này của ngươi an toàn không? Tân thần tin tưởng 10 phần, vỗ ngực nói. Yên tâm, cho dù không ngăn được cường giả công kích, cũng có thể chống đủ thời gian cho ngươi bình yên rút ra. Tốt! Lý Vân Tiêu lên tiếng, chỗ mi tâm lóe lên hào quang, hồ lô tiểu kim cương liền bay ra, trực tiếp rơi ở sau lưng. Có hồ lô tiểu kim cương thủ hộ. Hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Tân thần nhìn hồ lô tiểu kim cương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền, ngồi xuống, mở ra linh đài thức hải của mình, vẻ mặt thản nhiên. Lý Vân Tiêu thấy thế âm thầm tán thưởng, có thể để người tiến vào hôn phách của mình không hề cố kỵ như vậy cũng không nhiều lắm, xem ra trong linh hồn nhị đảo chủ này quả thật khác thường. Mi tâm hắn lập tức lóe lên, một đạo hồn quang nhàn nhạt lóe lên, trực tiếp bay vào trong thức hải đối phương. Trong linh hồn tân thần bừng sáng sáng lạn, không gian vô biên vô hạn kéo dài tới trước, lộ ra sinh mệnh lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu lập tức lao đi vạn dặm, lao như bay trong không gian rộng lớn bao la bát ngát này. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục thấy cuối cùng phía trước có một mảnh hắc mang hiển hiện ở trên không, giống như mây đen không ngừng quay cuồng lấy. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, vội vàng dừng thân trước phiến mây đen kia. Trong mây đen nội không ngừng phun ra nuốt vào hắc khí, có một vật như ẩn như hiện ở trong đó. Người hạ ấn thật sự vô cùng cuồng vọng, vậy mà trực tiếp hạ một đạo thủ pháp ở cuối linh hồn, ngay cả chút che giấu cũng không có. Người nọ là tân thủ, lần đầu làm loại chuyện này sao? Thanh âm yêu long truyền đến, tựa hồ đối với thủ pháp không chuyên nghiệp của người nọ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lý Vân Tiêu đứng trước mây đen vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn qua. Rốt cục đã xem rõ vật trong mây đen kia, đúng là một cánh cửa, ở bên trong chìm nổi bất định. Sao lại không động thủ, muốn phá vỡ thứ này đối với ngươi rất đơn giản a. Yêu Long truyền đến thanh âm kinh ngạc. Lý Vân Tiêu du du nói. Đơn giản là đối với chỉ số thông minh của ngươi thôi. Dám hạ lạc ấn trong linh hồn loại cao thủ như tân thần, hơn nữa còn hiển nhiên như thế lại là người bình thường sao. Bên trong nhất định có chuẩn bị cường đại. Yêu Long bất mãn khẽ nói. Cổ Phi Dương còn có thể sợ. Hừ hừ, ta ngược lại là lần đầu thấy đấy. Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Lão tử không phải sợ, chỉ là cẩn thận một chút thôi. Thứ linh hồn này, một khi gây chuyện không tốt sẽ triệt để tiêu đời ngay. Hắn cẩn thận tiến tới vài bước, cẩn thận nâng tay phải lên, hóa trưởng làm kiếm, trực tiếp chém xuống. Hít kha zzz. Trên bầu trời truyền đến tiếng xé rách. Kiếm khí trực tiếp chém vào trong mây đen. Phanh! Mây đen cuồn cuộn lật qua lật lại thoáng cái tiêu tán, lộ ra cánh cửa bên trong, không ngừng bay múa trên không trung ép về phía Lý Vân Tiêu. Hừ, thì ra là trên cửa có vấn đề. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lùng, hai tay kết xuất một đạo ấn ký kim sắc, trực tiếp lăng không đánh qua. Oanh! Trên ấn ký tản mát ra kim quang vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đánh lên đại môn, chấn ra cường quang sáng chói. Ấn ký chi lực kia vậy mà trực tiếp phản chấn trở về. Ân,
Lý Vân Tiêu cả kinh, lăng không lật lên, liền lùi lại mấy bước, lúc này mới né khỏi ấn ký của mình bắn ngược, đánh trên mặt đất. Yêu Long cũng giật mình nói. Cấm chế thật mạnh, ăn hết một ấn oanh kích, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì cả. Trong không gian linh hồn tất cả đều là hư thái, dựa vào tinh thần lực ngưng hình, không tồn tại thứ gì thật thể cả. Nói cách khác cánh cửa trước mắt này cũng là do lực lượng nào đó xây dựng thành, bị trúng một kích của Lý Vân Tiêu vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ người lúc trước bố trí xuống này cấm chế này thực lực còn trên cả Lý Vân Tiêu. Hơn nửa giờ phút này đại môn trực tiếp treo ở trên Lý Vân Tiêu, tản mát ra ngàn vạn sợi tơ màu vàng, từng đạo tạo thành mạng lưới khổng lồ quấn chặt lấy Lý Vân Tiêu. Hừ, chút tài mọn. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lùng, trong hai tròng mắt lập tức hiện ra nguyệt đồng, toàn bộ không gian thoáng cái liền tối lại. Cánh cửa tựa hồ có ý thức của mình, đã nhận ra không đúng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo quang mang muốn chạy trốn. Ngây thơ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong nguyệt đồng hiện ra ký hiệu cổ quái, tựa hồ một mình kết ấn. Mọi thứ trông thấy trước mắt đều khắc sâu vào mắt hắn, giống như tấm gương vậy. Trên mặt hắn hiện lên một tia lạnh lùng, nói khẽ. Hư thật điên đảo. Ngay tức khắc ánh mắt của hắn nhìn qua, trong khoảnh khắc bản thể xuất hiện trong không gian con mắt, trực tiếp biến mất khỏi thế giới sự thật. Trong linh hồn tân thần đã không còn lạc ấn nữa, cánh cửa kia giờ phút này đang không ngừng lượn vòng ở trong mắt Lý Vân Tiêu, tựa hồ như muốn thoát ra ngoài. Hư, để ta phá ngươi ra, nhìn xem rốt cuộc là vị điểu nhân khó lường nào làm ra đây. Ầm ầm. Lạc ấn chi môn trong không gian đồng tử chấn động, giống như đã bị nguyệt đồng chi lực trói buộc chặt vậy, bắt đầu trở nên trung thực hơn, từng chút một hóa thành tinh thần lực nguyên thủy nhất phát ra. Vào thời khắc này, cái khóa trên cánh cửa ba một tiếng, tựa hồ buông lỏng một chút. Cánh cửa kia dần mở ra trong nguyệt đồng. Đôi mắt Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, tản mát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, từng vòng đồng lực ngưng tụ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị lấy, sợ phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Đại môn mở ra, một mảnh bạch sắc quang mang tràn ra, dưới bạch quang chói mắt kia, dần dần hiện ra một cái ấn ký màu xanh da trời. Ấn ký lộ ra hình tròn, ở bên trong khảm nạm một cái lục giác chỉnh tề, từng đạo phù văn cổ quái phát ra bốn phía, toàn bộ ấn ký trở nên càng thêm rõ ràng. A, à, tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, đồng tử vây khốn đại môn đột nhiên mở ra, tuôn ra tàn khốc và lửa giận vô tận. Ấn ký kia quả thật giống như đúc với ấn ký trong thức hải mộng vũ. Yêu Long cũng kinh hô lên, sợ hãi nói. Vi Thanh. Ấn ký màu xanh ra trời hình sáu cạnh khảm tròn im im lặng lặng lơ lửng giữa hai cánh cửa. Ánh mắt sắc bén của Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục như thường, nguyệt đồng hiển hiện trong hai mắt, dừng ở ấn ký kia, muốn đột phá phong tỏa, trông thấy cảnh tượng phía sau cửa. Trong cửa là một mảnh ánh sáng trắng xóa. Nguyệt đồng chi lực cẩn thận từng ly từng tí vượt qua phong ấn màu xanh ra trời kia, nhảy vào trong chửa, ngưng mắt nhìn vào trong không gian rộng lớn bao la bát ngát kia. Một mảnh linh khí lượn lờ mà lên, hóa thành sương mù theo gió phiêu lãng trên không trung, ở trong đó mơ hồ có thể phân biệt ra một ít cây cối, ánh mắt giống như đang trong một tòa sơn mạch vậy. Ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía trước, trông thấy một căn phòng nhỏ bằng gỗ đơn giản, trước phòng có một khối đất bằng trống trải, đặt một tòa luyện khí đại đỉnh. Trên đó còn có tử yên từ từ toát ra. Đây là bài trí thuật luyện sư điển hình, nhưng ở bốn phía đại đỉnh vậy mà chỉnh tề đặt mấy chục cái quan tài, có ngang có dọc, thập phần quái dị. Có một ít quan tài trong suốt, bên trong đều là những thứ kỳ lạ quý hiếm cổ quái, nhìn qua giống như đã từng quen biết, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống như gì cả. Trong mắt Lý Vân Tiêu sinh nghi, tiếp tục vận chuyển nguyệt đồng chi lực ngưng mắt nhìn lại phòng nhỏ kia. Thời gian dần qua trong phòng hiển lộ ra hai đạo nhân ảnh, nhìn ra được là một già một trẻ, nhưng trên phòng nhỏ đã hạ xuống cấm chế cách ly. Nguyệt đồng chi lực của hắn cách quá xa, đã đạt đến hạn độ mạnh nhất, không cách nào xuyên thấu qua được nữa. Một già một trẻ kia tựa hồ đang trò chuyện với nhau gì đó, thân ảnh lão giả còn mấy lần đứng dậy đi tới đi lui. Lý Vân Tiêu cau mày lại, tuy rằng nguyệt đồng chi lực của hắn có thể xuyên thấu không gian. Nhưng cấm chế cách ly trên căn phòng nhỏ kia quá mạnh mẽ, khiến hắn không cách nào nghe thấy người bên trong đang nói gì cả. Đột nhiên thân ảnh lão giả kia chấn động, tựa hồ đã nhận ra có người nhìn xem. Người thanh niên cũng cả kinh đứng lên, cảnh giác đứng ở sau lưng lão giả. Một đạo thanh âm cực độ phẫn nộ và âm trầm từ trong phòng vang lên, quát.
Là ai dám cả gan nhìn xem lão phu? Sau đó một cổ tinh thần phong bạo kinh khủng từ trong phòng nhỏ vọt ra, giống như một đầu quái thú mở ra thủ trảo cực lớn muốn bắt giữ lấy Nguyệt Đồng chi lực vậy. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, con người bên trong Nguyệt Đồng khôi phục lại từ trong ký hiệu cổ quái kia, tinh thần lực lập tức từ xa vạn dặm xa trở lại ngoài cửa. Tinh thần lực đối phương cũng rất mạnh, vậy mà truy tung đến tận đây, xông vào ký hiệu màu xanh trên cánh cửa kia, ngưng hình hóa thành một đầu mãnh thú cao đến mấy trượng, gào thét lớn táp lấy Lý Vân Tiêu. Tuy rằng ta hiện giờ còn không biết ngươi là người phương nào, nhưng nếu đã có quan hệ với ấn ký của Vi Thành, ta tự sớm muộn cũng sẽ tìm ra ngươi thôi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, dừng ở tinh thần cự thú đáp xuống kia, nhẹ giọng quát. Đồng thuật, kính lưu. Thân ảnh tinh thần cự thú cai trực tiếp khắc sâu vào trong mắt phải Lý Vân Tiêu, càng ngày càng rõ ràng. Mà đồng thời trong thế giới sự thất đã mất đi thân ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Phanh. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu, trên mặt tinh thần cự thú kia lộ ra vẻ dữ tợn và khiếp sợ, thoáng cái đồng lực vô tận đã từ bốn phương tám hướng đánh đến, trong khoảnh khắc rảo sát nó phấn thân toái cốt, hóa thành tia tia tinh thần lực tiêu tán trong không gian Nguyệt Đồng. Giờ phút này, ấn ký màu xanh ra trời trên cánh cửa dần dần trở nên rõ ràng, từ trong đó vậy mà bước ra một chân, sau đó hiển lộ ra nửa đạo thân ảnh, một người toàn thân phủ trong trường bào tựa hồ vượt qua không gian đáp xuống. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ lạnh lùng, hai con ngươi ngưng tụ, trong con mắt hiển hiện một tia kim mang. Trên cửa kia lập tức ngàn vạn kim quang hội tụ, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm vô thượng, trực tiếp lăng không chém xuống. Ầm ầm, kiếm khí duệ không thể đỡ, đánh lên trên cánh cửa kia, hai cổ lực lượng rằng qua một cái chớp mắt, liền chém cả đại môn thành hai khúc. Thân ảnh áo đen kia cũng trực tiếp bị chém vỡ nát. Nam tử trong áo đen chậm rãi ngẩng đầu. Ngay chớp mắt khi bị chém nứt cố gắng trợn to hai mắt, muốn vượt qua không gian vô tận nhìn cho rõ ràng người trước mắt. Nhưng kim quang quá mức chói mắt, thân thể sụp đổ dưới kim kiếm. Hắn ngưng tụ chút lực lượng cuối cùng của đạo thần thức vào hai mắt, cố gắng ngưng mắt nhìn qua. Con người âm lãnh kia rốt cục đã xuyên thấu kim quang, thấy rõ bộ dạng người trước mắt. Nhưng đôi mắt hắn liền mở ra thật lớn, lộ ra thần sắc hoảng sợ khó có thể hình dung. Tựa hồ không cách nào tiếp nhận được sự thật mình thấy. Oanh! Cả cánh cửa vào thời khắc này đột nhiên sụp đổ, thoáng cái nổ bung, hóa thành vô số ánh huỳnh quang từng chút biến mất trong không gian linh hồn của tân thần. Nam tử áo đen kia dưới khiếp sợ cực độ, trong khoảnh khắc chợt biến mất không thấy đâu nữa. Bộ dạng Lý Vân Tiêu giờ phút này chẳng biết lúc nào đã biến thành dáng người hơi có vẻ khôi ngô, trên làn da hiện ra kim mang, một đầu tóc ngắn dựng thẳng lên. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng lóe ra lạnh lùng, hoàn toàn không phải bộ dáng bản thân hắn. Yêu Long bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Ha ha, người cũng quá thất đức đi, cuối cùng vậy mà biến thành bộ dạng ngạo trường không, Vi Thanh kia chẳng phải sẽ bị hù chết sao? Hừ, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người lập tức biến trở về bộ dáng của mình, cười nhạo nói. Đạo thần thức kia hẳn là một đạo thần niệm mà Vi Thanh lưu lại. Nếu không phải ta cố ý để hắn thấy khuôn mặt ta thì bằng cái chút lực lượng ít ỏi kia có thể nào thấy được ta chứ? Ngược lại tên lão giả ở đằng sau cánh cửa kia. Lý Vân Tiêu sau khi trầm tư một lúc, nói. Trong lòng ta cũng đã có chút suy đoán. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, liền quay người rời khỏi không gian linh hồn của tân thần. Yêu Long Thầy Tế âm thầm lắc đầu, Lý Vân Tiêu kiếp trước chính là nhân vật mà ai cũng không thể trêu vào. Ở kiếp này tựa hồ thực lực càng cường đại hơn, những người trong vô hình đắc tội hắn sợ rằng cả đám đều phải xui xẻo rồi. Một lát sau, hồn lực Lý Vân Tiêu trực tiếp vọt ra khỏi cơ thể tân thần, trở về lại trong cơ thể mình. Tân thần thoáng cái mở hai mắt ra, tựa hồ cũng đã nhận ra biến hóa trong linh hồn mình, kinh hỉ nói. Sao hả? Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Quả thật có người làm thủ đoạn, thông qua cấm chế kia. Có người có thể tùy thời quan sát nhất cử nhất động của ngươi, thậm chí tình huống thân thể ngươi cũng có thể tùy thời bị truyền ra ngoài. Giờ phút này ta bị phá hủy cấm chế kia, người thi thuật cũng đã biết được. Quả nhiên đáng chết. Tân thần toàn thân đều tràn ngập phẫn nộ, trong mắt toát ra sát khí lăng liệt, lạnh giọng nói. Có biết là ngươi phương nào gây ra không? Lý Vân Tiêu nói. Thi triển cấm chế và giám thị ngươi cũng không phải là một người. Người thi thuật là một trong năm chỉ chấp chính giả của thánh vực, Vi Thanh, ngươi có biết người này không? Trên mặt tân thần lộ ra vẻ kinh hãi, cả kinh nói.
Thánh vực, người này ta không hề biết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hẳn là vậy, hắn chỉ làm tay chân cho người giám thị ngươi thôi, thân phận người nọ ta đã có chút suy đoán, không thể xác định. Trong mắt tân thần chớp động hàn mang, hung hăng nói. Ngươi giúp ta tra ra thân phận người nọ, ta truyền cho ngươi cách mở ra môn thứ ba. Thần sắc trên mặt hắn càng thêm dữ tợn, hiển nhiên đã động sát cơ rất mạnh. Vô luận là ai, qua nhiều năm như vậy nhất cử nhất động bị người giám thị thì cũng đều nổi giận muốn giết người cả. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vui mừng, cười nói. Điều kiện hậu đãi thế này, ta nhất định sẽ giúp ngươi tra ra thân phận người này. Sắc mặt tân thần lúc này mới hơi chuyển, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói bí pháp mở môn cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe, bộ dáng tựa hồ có chút hiểu được. Tân thần nói. Ngươi trở về đi, ta muốn ở một mình. Huyễn Bảo Đại Hội sắp mở ra, ngươi phải cẩn thận đấy. Ân, cẩn thận. Lý Vân Tiêu nhẹ ồ lên một tiếng, trong mắt mỉm cười nhìn qua tân thần. Tân thần hừ một tiếng, cười mắng. Tiểu tử ngươi chớ có giả vờ trước mặt ta cũng không tin ngươi không nhìn ra Huyễn Bảo Đại Hội có chỗ lạ. Nhưng việc này đối với ta mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, cho nên không cách nào nói nhiều hơn nữa. Chính ngươi cẩn thận là được, ngàn vạn đừng chết, ta còn trông cậy dựa vào ngươi để tìm ra người dám thì ta nữa đấy. Lý Vân Tiêu nở nụ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, liền lăng không hóa thành một đạo lôi điện mà đi. Tân thần nhìn Lý Vân Tiêu rời đi, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư, quay người trở về trong nhà mình. Lý Vân Tiêu về tới trong phường thị, tiếp tục thu hết một lần, đổi hết những thiên tài địa bảo cực kỳ quý trọng. Sau đó liền trực tiếp về tới tiểu viện trong không gian huyền khí, bắt đầu bế quan. 3 ngày sau, Huyễn Bảo Đại Hội đúng hạn mở ra. Toàn bộ trên đảo trở nên náo nhiệt dị thường, tất cả mọi người ngự không phi hành đi tới một tòa kiến trúc lớn nhất trên đảo hãm không. Kiến trúc này có hình mái vòm, là chuyên môn chuẩn bị để tổ chức Huyễn Bảo Đại Hội. Phía trước kiến trúc còn có một ít cường giả hải tộc thực lực cực cao làm hộ vệ, chia ở hai bên, một là hoan nghênh mọi người, hai là vì giữ gìn trật tự. Đại hội tổ chức ở đảo hãm không mấy lần liên tiếp đều thuận lợi dị thường, không xảy ra bất luận chuyện đoạt đấu nào cả, về phần chém giết sau khi rời khỏi đảo, đảo hãm không muốn nhúng tay vào không được nữa. Khi Lý Vân Tiêu đến thì đám người Liêu Dương Băng đã ở trước cửa chờ hắn, vừa thấy hắn đến liền lập tức chào hỏi, mọi người cùng nhau bước vào hội trường. Không gian bên trong còn lớn hơn nhìn từ ngoài vào nhiều, hiện lên một cái vòng tròn, chừng mấy ngàn chỗ ngồi, nhưng rất nhanh đã bị các loại hải tộc ngồi kín hết cả. Toàn bộ trong tràng tiếng ầm ĩ không ngừng, bọn người Lý Vân Tiêu ngồi ở bên trong không chút nổi bật, nhưng nguyên một đám đều nhíu mày. Đấu giá hội hải tộc bọn hắn chỉ mới tham gia lần đầu, chỉ cảm thấy thần kinh những hải tộc này quá nhạy cảm, cũng quá mức hưng phấn đi. Phải biết rằng trong hải tộc vật tư phong phú, nhưng huyền khí rất ít. Hơn nữa loại này thịnh hội và tổ chức trao đổi vật tư thế này rất ít, cho nên rất chân quý. Không ít đều là từ hải vực cách mấy vạn dặm chạy tới đây cả. Khục khục, tất cả mọi người yên tĩnh. Ở trung ương, một đạo quang mang rơi xuống, chớp động liền hiện ra thân ảnh Triệu Văn Chiến, hắn ho khan vài tiếng, toàn bộ trong tràng lập tức yên tĩnh lại, trở nên không một tiếng đôi. Lý Vân Tiêu âm thầm cảm thấy buồn cười, những hải tộc này tuy rằng nhìn qua bộ dáng hung tàn, nhưng tựa hồ cả đám đều rất nghe lời. Hội trưởng mới vừa rồi còn vô cùng ồn ào thoáng cái đã yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Triệu Văn Chiến mỉm cười nói. Cảm tạ chư vị không ngại xa vạn dặm đến ủng hộ Huyễn Bảo Đại Hội chúng ta. Lần này là do tại hạ đệ ngũ đảo chủ đảo hãm không, Triệu Văn Chiến chủ trì tổ chức. Hắn cười nói. Vẫn theo quy cũ củ, trước khi chính thức Huyễn Bảo, đảo hãm không trước liệt ra 100 kiện huyền khí để mọi người tranh mua. Trong đó huyền khí bát giai 40 kiện, huyền khí thất giai 60 kiện, hy vọng mọi người thích. Hắn vỗ tay, bên sân khấu trung ương mở ra một lối đi, bên trong truyền đến tiếng đẩy xe lộc cộc. Mọi người hai mắt tỏa sáng, 10 bạn nữ phụ giúp đẩy một cái giá binh khí ra. Trên đó có đủ loại vũ khí các kiểu dáng, đao, thương, kiếm, kích, xiên, chủng loại không giống nhau, hơn nữa đa số đều là lấy binh khí dài làm chủ. Bạn nữ một người đều vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt của mọi người đều ngưng mắt nhìn vào kệ binh khí kia, lòe lòe sáng lên. Triệu Văn Chiến cười nói. Muốn đổi những huyền khí này rất đơn giản, chỉ cần mang ra bất luận một loại binh khí nào,
nếu được bạn nữ trước khung binh khí tán thành liền có thể tùy tiện lấy đi một kiện. Những bạn nữ kia không chỉ xinh đẹp, hơn nữa đều là giám định sư đã trải qua huấn luyện chuyên môn, đối với các loại thiên tài địa bảo có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Vèo! Lập tức đã có người xông lên đài, lấy ra một khối như bùn đất, nhìn qua đen nhánh, cực kỳ bẩn, trực tiếp đưa tới trước người một bạn nữ. Trên mặt bạn nữ lộ ra mỉm cười mê người, dùng ngón tay chạm vào trên khối bùn kia, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, dáng tươi cười càng thêm mê người nói. Tiên sinh, ngài có thể tùy ý lấy một kiện rồi. Người nọ đại hỉ, sau khi đưa đồ ra lập tức bàn tay biến lớn, rút một cây chiến kích trên giá binh khí kia ra, huy vũ trong tay vài cái, liền cuồng hỉ thu vào trong chữ vật huyền khí đi xuống. Dựa vào lão tử đã nhìn trúng cây chiến kích kia, nhưng lại bị hắn tranh mất rồi. Một gã hải tộc đột nhiên đứng lên, trong mắt tuôn ra hung quang, nhìn hằm hằm lấy tên hải tộc lúc trước. Triệu Văn Chiến cười lạnh nói. Huyễn bảo đại hội không được nháo sự, chư vị bằng hữu vẫn nên bình tĩnh thì hơn. Tới trước được, còn có 99 kiện, chẳng lẽ lại không có thứ mà chư vị yêu thích sao? Siêu. Hắn vừa mới nói xong, lập tức bốn phương tám hướng đều có hào quang nhảy lên đài, nhao nhao trình ra thiên tài địa bảo, đổi lấy huyền khí mà mình nhìn chúng. Trong tràng lần nữa bắt đầu sao động, bất quá mỗi người đều tận lực khống chế tâm tình của mình, một khi xảy ra hành vi nháo sự sẽ lập tức bị cao thủ đảo hãm không gạt bỏ ngay. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không đi tham dự loại chuyện thiên tài địa bảo đổi lấy huyền khí đê giai này, tất cả huyền khí đê giai trên người hắn đều đã sớm đổi sạch không còn rồi, hiện giờ chỉ còn lưu lại vài món không tệ, đang chờ cơ hội bán ra. Tất cả mọi người đi lên đài đều là hải tộc, thoáng cái bên dưới trống rất nhiều chỗ, võ giả nhân tộc đều tập trung ở một chỗ, dùng Bắc Minh thế gia cầm đầu. Còn lại đúng là những người thân cận với Lý Vân Tiêu, lấy Lý Vân Tiêu cầm đầu tập kết cùng một chỗ. Còn ba người Thủy Tiên, Nhuận Tường, Phi Minh lại một mình ngồi một chút, ngồi ở chính giữa hai phái người. Bắc Minh Lai Phong tràn đầy vẻ đắc ý, tựa hồ gần đây đã đổi được không ít thứ tốt, thần thức Lý Vân Tiêu đảo qua. Phát hiện đối phương cũng vậy mà đã vọt tới võ đế tam tinh đỉnh phong, chắc là nhờ vào kỳ hiệu của loại thiên tài địa bảo nào đó rồi. Bắc Minh Lai Phong chú ý tới Lý Vân Tiêu đang nhìn hắn, quay mặt lại hung hăng hừ một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía Thủy Tiên, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu quan sát trong tràng. Không ít cường giả hải tộc bình tĩnh ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không trao đổi với người khác. Hiển nhiên là có mục tiêu càng lớn hơn, những huyền khí trước mắt này bọn hắn không để vào mắt. Mà trên mái vòm hình tròn, loáng thoáng truyền đến nguyên lực chấn động của không ít cường giả, có lẽ tự chính là võ giả đảo hãm không giữ gìn trật tự trong tràng. Trong đó có vài đạo khí tức mạnh đến mức khiến thần sắc Lý Vân Tiêu cũng phải trở nên ngưng trọng. Hắn một mực đang tự hỏi huyễn bảo đại hội này đến cùng có mục đích gì, mà ngay cả tân thần cũng bảo hắn cẩn thận, nhưng Thủy Chung vẫn không nghĩ ra được đầu mối. Giờ phút này đại bộ phận huyền khí trên đài đã không còn bao nhiêu, không ít người trình lên tài liệu nhưng lại bị bạn nữ từ chối, chỉ có thể mặt âm trầm đi đổi lấy những huyền khí thất giai kia thôi. Trải qua tranh mua thời gian uống cạn chung trà, 100 kiện huyền khí toàn bộ đều đã được bán sạch, đám bạn nữ nguyên một đám vẻ mặt tươi cười phụ giúp đẩy dàn binh khí kia ra khỏi đài. Ba ba ba! Triệu Văn Chiến vỗ tay, cười nói. Chúc mừng 100 vị bằng hữu đạt được huyền khí mà mình yêu thích. Tiếp theo chính là khâu kỳ vật cùng nhau thưởng thức, có bằng hữu nào có vật gì cần đấu giá thì mời lên đài đi. Cái gọi là kỳ vật cùng nhau thưởng thức, chính là mọi người tự lấy ra bảo bối để đấu giá. Đây cũng là nội dung chủ yếu của huyễn bảo đại hội, khâu này qua đi chính là khâu cuối cùng, do đảo hãm không xuất ra 3 kiện chí bảo để tiến hành đấu giá áp trục. Lý Vân Tiêu vạn phần chờ mong nhìn qua, hy vọng có thể thu được thêm một ít bảo bối nữa. Khâu này có một yêu cầu. Chính là bảo bối mang ra đấu giá phải thông qua sự kiểm duyệt của Triệu Văn Chiến, nếu bị cho rằng không đủ tư cách thì không cách nào mang ra đấu giá được. Hải tộc phần lớn đều là người sĩ diện, cho nên nếu không nắm chắc 100% thì cũng không mang ra làm mất mặt. Nếu nói phường thị mấy ngày trước đều là một ít giao dịch bình dân thì huyễn bảo đại hội này mới chính là giao dịch quý tộc, xuất hiện bật luận vật nào khẳng định cũng đều là chân phẩm cả. Sau khi Triệu Văn Chiến hô một hồi, mới có một gã nam tử bay lên đài. Nam tử kia một thân trường bào, thân hình gầy cao, cái này ở trong hải tộc ngược lại cực kỳ hiếm thấy. Hắn giang hai tay ra,
một cái hộp nhỏ ngọc chất mở ra, bên trong đặt một ít cát mịn đủ mọi màu sắc, chậm rãi mở miệng nói. Văn Chiến tiên sinh, mời xem thử thứ này có hợp quy cách không? Triệu Văn Chiến dừng ở đám cát mịn năm màu kia một hồi, lăng không điểm xuống một ngón tay, lập tức mấy hạt cát bắn lên không trung, chậm rãi tản ra, giống như một tầng lưới mỏng năm màu vậy. Ánh mắt Triệu Văn Chiến lộ ra dị sắc, kinh ngạc nói. Vô hải bí xa của Bắc Hải. Trên mặt nam tử kia hiện lên kinh ngạc, gật đầu nói. Đúng vậy, Văn Chiến tiên sinh kiến thức rộng rãi, tại hạ bội phục. Triệu Văn Chiến nói. Vô hải bí xa này chính là vật mà vương cung Bắc Hải ngự dụng, nghiêm cấm ngoại tộc sử dụng. Ngươi có thể lấy ra một hồi quả thật không dễ dàng chút nào, nó có tư cách tham gia đấu giá. Nam tử kia nhẹ nhàng thở ra, lần này lộ ra mỉm cười nói. Tại hạ muốn dùng hộp vô hải bí xa này đổi lấy một ít thiên tài địa bảo có thể đột phá cửa khẩu cảnh giới. Dầm ào ào. Phía dưới thoáng cái xôn xao, thiên tài địa bảo cũng chia ra rất nhiều, có thể đột phá cửa khẩu cảnh giới không thể nghi ngờ chính là một trong mấy loại chân quý nhất. Triệu Văn Chiến cao giọng nói. Thiên tài địa bảo có thể đột phá cảnh giới tuy chân quý. Nhưng vô hải bí xa của Bắc Hải là thứ muôn vàn khó cầu, tăng thêm vương cung Bắc Hải đã hạ lệnh chuyên dụng, càng thêm chân quý, trao đổi cũng không thiệt chút nào. Phía dưới các loại nghị luận nhao nhao, trên mặt Nhuận Tường phủ một tầng sương lạnh, sát cơ lập lòe. Có người kêu lên, lời mặc dù nói thế, nhưng vô hải bí xa kia chí là tài liệu luyện thuật thôi, có mấy người dùng được. Mà thiên tài địa bảo có thể đột phá cửa khẩu cảnh giới mỗi người đều có thể dùng. Giá trị thực dụng không thể nào so được. Kẻ có được vô hải bí xa kia sắc mặt phát lạnh, âm lãnh nói. Không mua thì câm miệng, giá trị cao thấp há ngươi có thể nói. Lại để cho ta nghe được có người hồ ngôn loạn ngữ, hừ. Trong mắt của hắn hiện lên sát cơ, khí thế trên người có chút phóng qua, lập tức tất cả mọi người cảm thấy một cổ uy áp không hiểu, đều biến sắc, nhao nhao ngậm miệng lại. Triệu Văn Chiến sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này đẩy vô hải bí xa về, lạnh giọng nói. Huyễn bảo đại hội huyễn chính là bảo vật, không phải tu vị, người đã mất đi tư cách, đi xuống đi. Nam tử kia kinh hãi, vội hỏi. Văn Chiến tiên sinh, ta chỉ cảnh cáo những kẻ có mặt không tròng kia một chút thôi mà. Triệu Văn Chiến lạnh lùng nói. Ngươi làm gì không quan hệ với đảo hãm không, nhưng ngươi trái với quy củ huyễn bảo đại hội, là tự mình xuống dưới, hay là đợi ta sai người tiễn khách đây? Trên mặt nam tử kia dâng lên vẻ giận dữ, nói. Văn Chiến tiên sinh, ta không quản xa vạn dặm đến đây, cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Triệu Văn Chiến khẽ nói. Cho dù ngươi có từ ngoài tinh không đến phá hư quy củ cũng phải xuống dưới. Ngươi vẫn nên im lặng ở bên dưới quan sát đi, có lẽ có thể gặp được thứ ngươi coi trọng đấy. Nam tử kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng cũng biết không thể vãn hồi được. Trong mắt tuôn ra hung mang nhìn chằm chằm vào người mở miệng trước kia, sắc mặt âm trầm đi xuống. Người mở miệng trước kia biến sắc, xám trắng như đất, trầm tư một chút liền vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình, trực tiếp ra khỏi hội trường huyễn bảo. Triệu Văn Chiến nhàn nhạt nói. Quy củ ta nói lại lần nữa xem, nơi này là huyễn bảo không phải huyễn thực lực, cho dù ngươi là thiên hoàng lão tử cũng không thể phá hư quy củ được. Vị kế tiếp đi. Lúc này một nam một bắc phân biệt có hai người lên đài, đẩy vật mà mình chuẩn bị tới. Theo thứ tự là một cây trúc và một bảo châu đen kịt. Triệu Văn Chiến sau khi phân biệt và trao đổi ngắn ngủi liền cao giọng nói. Thiên điểu thần mộc và mặc ngọc châu, một kiện hối đoái luyện phương huyền khí cửu giai, một kiện hối đoái huyền khí cửu giai. Cái gì, luyện phương huyền khí cửu giai và huyền khí cửu giai? Hai người này nghèo đến điên rồi sao? Đúng đấy. Hai thứ rác rưởi kia cộng một chỗ cũng không bằng một kiện huyền khí cửu giai, rõ ràng còn đổi riêng, còn có một tên đổi luyện phương nữa chứ. Mỗi năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều a. Các loại nghị luận vang lên, sắc mặt hai người trên đài liền đại biến, nguyên một đám giận dữ, nhưng bởi vì có tiền lệ trước kia cho nên hai người hai mắt phóng lửa nhưng cũng không dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chợt hóa thành một đạo quang mang bay thấp lên đài. Nhìn chằm chằm vào khúc gỗ trong tay người đó, nói. Đây thật là thiên điểu thần mộc, nhưng giá trị không cao. Nếu có mộc tài thượng đẳng thì ta sẽ đổi với ngươi. Người nọ trên mặt đại hỉ, nói. Ngươi có luyện phương huyền khí cửu giai sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói với Triệu Văn Chiến.
Văn Chiến tiên sinh có cần xem xét không? Triệu Văn Chiến cười cười, nói. Nếu là người khác, tự phải xem xét. Nhưng Vân Tiêu công tử ngươi nha, có thể miễn. Người cầm trong tay thiên điểu thần mộc kia trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chợt lộ ra vẻ làm khó nói. Nhưng trong tay ta chỉ có một khôi mộc tài này thôi. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, quay người muốn đi. Người nọ lập tức luống cuống, vội hỏi. Vị bằng hữu nhân tộc này chờ một chút để ta tìm thử xem. Tất cả mọi người đều cảm thấy chóng mặt, biết rõ hắn có hàng tốt muốn giữ lại, lập tức các tiếng chào phùng ào ào vang lên. Người nọ đỏ mặt nói. Chủ tài thần mộc ta cũng chỉ có một đoạn ngắn, đại khái dài như vậy. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút, chỉ dài chừng có nửa cánh tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chút thần mộc ấy cho dù là trên đại lục cũng không được luyện phương huyền khí cửu giai, không dài được hai trượng thì thôi đi. Hắn quay người muốn đi. Chậm đã. Người nọ vội quát, thần sắc biến ảo, cắn răng nói. Thần mộc của ta quả thật gần hai trượng, không kém là bao. Nhưng ta có thể xem trước luyện phương huyền khí của các hạ xem có phải thứ ta muốn không được chứ. Mẹ nó, luyện phương há có thể tùy ý quan sát, người xem qua chẳng phải sẽ nhớ kỹ sao. Đúng đấy, đậu bức đã thấy nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua đậu bức như vậy a. Sắc mặt Triệu Văn Chiến cũng trầm xuống, lạnh lùng nói. Yêu cầu này của ngươi quá mức rồi. Người nọ trướng đỏ mặt, nói. Ta cũng biết yêu cầu có chút quá mức, nhưng ta hy vọng có thể đổi được thứ mình thỏa mãn nếu không thiên điểu thần mộc hai trượng, ta thà rằng không đổi. Lý Vân Tiêu lúc này mới dừng thân lại, gật đầu nói. Yêu cầu của ngươi ta có thể hiểu được. Luyện phương chỗ ta có rất nhiều, người muốn loại gì? À, rất nhiều. Người nọ thoáng cái choáng váng, nhưng rất nhanh liền mừng rỡ không thôi, vội hỏi. Tốt nhất là luyện phương một kiện cự trùy nếu không có thì, luyện phương các loại huyền khí cán dài hạng nặng cũng được. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, lấy ra một ngọc giản trống đặt trên trán, khắc luyện phương một bộ đại trùy vào đó rồi ném cho đối phương. Người nọ đại hỉ, vội vàng hai tay nắm ở trong tay. Nhưng sợ không cẩn thận sẽ rơi trên mặt đất vậy, sau đó cũng đặt lên trán mình, cẩn thận đọc qua. Đám người đứng ngoài xem đều im ắng, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào người nọ, chỉ thấy ánh mắt của hắn không ngừng lộ ra kích động và vẻ mừng rỡ, cuối cùng đột nhiên trở nên sững sờ. Ân, chẳng lẽ có vấn đề? Tất cả mọi người yên lặng thầm nghĩ, Triệu Văn Chiến cũng hổ nghi nói. Sao hả, không hợp yêu cầu của ngươi sao? Người nọ nở nụ cười xấu hổ. Vội vàng nói. Không không, luyện phương này phi thường phù hợp yêu cầu của ta, chỉ là đoạn ngắn cuối cùng lại bị hạ cấm chế, có thể cởi bỏ để ta xem rõ ràng hay không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Ngươi là bản thân đậu bức, hay là cho là ta thế? Triệu Văn Chiến cũng khẽ nói. Ngươi không khỏi quá tham lam đi, nếu cho ngươi xem toàn bộ thì còn đáng giá sao? Yêu cầu quá mức. Bên dưới cũng vang lên đủ loại tiếng chửi bậy, khiến người nọ cảm thấy phi thường không có ý tứ. Hắn vươn tay lấy ra một đoạn gỗ chừng hai trượng, trực tiếp đưa tới, nói. Vị bằng hữu nhân tộc này, người xem thử có hợp lý không? Lý Vân Tiêu chỉ nhìn lướt qua, trong lòng liền mừng rỡ, vội vàng vung tay lên bỏ vào túi nói. Ta truyền cho ngươi cách giải cấm. Môi hắn khẽ nhúc nhích, truyền một đoạn pháp quyết vào trong tai đối phương. Sau đó liền hóa thành một đạo quang mang bay về chỗ ngồi của mình. Tên nam tử kia sau khi đạt được cách giải cấm, rất nhanh đọc được đoạn cuối của luyện phương, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, liên tục hô hào cảm ơn bay trở về chỗ ngồi của mình. Giờ phút này chỉ còn thừa lại tên hải tộc tay cầm mặc ngọc châu ở trên đài, trên mặt xấu hổ không thôi. Triệu Văn Chiến nói, xem ra không có ai nguyện ý dùng huyền khí cửu giai đổi lấy mặc ngọc châu rồi. Vị bằng hữu kia, có nguyện ý hạ giá chút không? Ta nguyện dùng một kiện huyền khí bát giai đỉnh phong đổi lấy mặc ngọc châu của ngươi. Tên nam tử kia xanh mặt lắc đầu, cũng bay về chỗ của mình. Triệu Văn Chiến cười nhạt một tiếng, nói. Người tiếp theo. Giao dịch rất nhanh liền trở nên sinh động, mỗi lần đều có mấy người lên sân khấu bày ra bảo vật của mình, cũng có mấy vị bảo vật không được Triệu Văn Chiến chấp nhận, xám xịt đi xuống, trong lòng đều cực kỳ phiền muộn. Bắc Minh Lai Phong cũng thỉnh thoảng lên sân khấu đổi một ít thứ, hắn liếc mắt thấy được Lý Vân Tiêu đang nói chuyện với một gã hải tộc, đối tượng thương nghị là một thứ hình tơ,
nhìn qua như tơ tằm, lại lộ ra màu hồng nhạt. Những bích thiên hải tơ tằm này ta phải bốc lên mấy lần nguy hiểm tánh mạng mới có được, bằng hữu ngươi giàu có như vậy, cần gì tính toán chi ly chứ? Tên hải tộc bán ra kia biết rõ Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cửu giai nên giả bộ mặt đáng thương. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát. Ta có giàu hay không liên quan đến ngươi cái rắm. Một kiện huyền khí bát giai trung cấp, không đổi thì thôi. Hải tộc kia vẻ mặt bất đắc dĩ, giá trị bích thiên hải tơ tằm này cực cao, nhưng huyền khí cao giai quá khan hiếm rồi. Hắn cắn răng một cái, nói. Tốt vậy thì một kiện huyền khí bát giai trung cấp, bất quá phải là trảm hải đao. Lý Vân Tiêu cười nói. Được, chỗ ta vừa vặn có một kiện trảm hải đao, chỉ vừa mới được luyện chế cách đó không lâu đấy. Chậm đã. Bắc Minh Lai Phong sải bước đi qua, lạnh lùng nói. Đây chính là bích thiên hải tơ tằm A, trên đại lục coi như là huyền khí cửu giai cũng chưa hẳn có thể đổi được. Chậc chậc, chí bảo như thế, ta ra một kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp. A, vẫn là vị đại nhân này biết hàng. Tên hải tộc kia y lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bảo vật vừa đưa ra đã vội vàng rụt về, đưa tới trước người Bắc Minh Lai Phong cười hì hì nói. Đại nhân, có trảm hải đao bát giai đỉnh cấp không? Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong trầm xuống, khẽ nói. Chỉ cần huyền khí bát giai đỉnh cấp là được, ta cũng không có đao khí. Hắn nói xong, đắc ý liếc Lý Vân Tiêu một cái. Bích thiên hải tơ tằm này hắn tuy rằng không dùng được, nhưng cũng biết là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, chỉ cần mang về đại lục thì dù là 10 kiện huyền khí bát giai đỉnh phong cũng không đổi được. Huống hồ càng khiến hắn thống khoái chính là có thể khiến Lý Vân Tiêu nuốt quả đắng. Quả nhiên, sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh xuống, trong mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt nói. Ta ra 2 kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp. Bắc Minh Lai Phong trong lòng vui vẻ, cười nói. Ai nha? Vân thiếu giàu có như vậy, nhưng chớ có tranh giành với ta a, 3 kiện. Sắc mặt Lý Vân Tiêu không đổi, lạnh nhạt nói. 4 kiện. Bắc Minh Lai Phong cười lạnh nói. 5 kiện. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. 6 kiện. Ha ha, quả nhiên là thật giàu có. Bắc Minh Lai Phong cười ha hả, nói. Nếu Vân thiếu đã xa xỉ như vậy thì ta cũng chỉ có thể biết khó mà lui thôi, ha ha ha. Hắn đắc ý cười ha hả, cuối cùng đã chơi được Lý Vân Tiêu một vố, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tên hải tộc kia đã cười đến không thể ngậm miệng được rồi, chỉ cảm thấy quá mức hạnh phúc. Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc, lấy ra 6 kiện huyền khí bát giai đỉnh cấp, đổi lấy bích hải thiên tàm ti kia. Một ít võ giả nhân tộc bên cạnh đều nhíu mày lại, mà những người hải tộc đấu giá đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhao nhao lộ ra bảo vật trước mặt Lý Vân Tiêu, hy vọng được hắn chiếu cố. Đột nhiên nghe thấy Bắc Minh Lai Phong ân cần nói. Thủy Thiên tiểu thư, người sao cũng đến đây, không biết nhìn chúng vật gì thế. Lý Vân Tiêu quay đầu đi, chỉ thấy Thủy Thiên nhìn qua một đóa hoa xinh đẹp trong tay một gã hải tộc, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Bắc Minh Lai Phong lại ở một bên xung xoe. Ồ, đây không phải là bảo tâm chi hoa được xưng là hải chi linh hồn, hội tụ tinh hoa tứ hải, biểu tượng vinh quang vô thượng sao? Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi. Bước tới trước mặt tên hải tộc kia, kinh hãi nói. Quả nhiên là bảo tâm chi hoa. Hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Tiên, lộ ra dáng tươi cười mê người, vui vẻ nói. Thủy Tiên tiểu thư, trên trời dưới đất, cũng chỉ có bảo tâm chi hoa thai nghén lấy tinh hồn biển cả này có thể xứng với ngươi, ta lấy hoa này tặng giai nhân, mong rằng Thủy Tiên tiểu thư không nên ghét bỏ. Hắn nói với hải tộc kia. Hoa này bán thế nào? Hải tộc kia vui vẻ. Vội hỏi. Đại nhân quả nhiên thật tinh mắt, bảo tâm chi hoa này đổi một kiện huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Mặc dù có chút đạo ý, nhưng phải xem là cho người phương nào mang, đáng giá. Hắn lấy ra một kiện huyền khí cửu giai, đang muốn trao đổi. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong trầm xuống, ngay khi Lý Vân Tiêu nói ra muốn tặng hóa hắn liền phát hiện sắc mặt Thủy Tiên thay đổi, trong mắt lóe ra hào quang, nội tâm của hắn đột nhiên trầm xuống. Lập tức quát. Chậm đã. Hắn vội bước tới nói. Hoa này ta muốn, 2 kiện huyền khí cửu giai mặc dù có chút đắt, nhưng phải xem là cho người phương nào mang, đáng giá. Nói xong hắn vẫn không quên khiêu khích chừng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giận tím mặt, quát. Bắc Minh Lai Phong ngươi. Tốt, 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 ta ra 3 kiện huyền khí cửu giai. Dầm ào ào.
bốn phía thoáng cái trở nên sôi trào, đều bị cái giá này dọa đến ngây người, toàn bộ đều dừng lại giao dịch trong tay, nhao nhao nhìn sang. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong cũng biến hóa, hai kiện huyền khí cửu giai hắn cũng là cắn răng mới lấy ra được, nếu bảo hắn ra bốn kiện thì hắn phải phá sản mất rồi, đừng mong mua được những thứ khác nữa. Nhưng hắn thấy vẻ khiêu khích và khinh thường kia của Lý Vân Tiêu, còn có Thủy Tiên đang đứng cách đó không xa, tiên tư chập chờn, quả thật chỉ có đóa thánh hoa này mới có thể xứng đôi với nàng thôi. Hắn cắn chặt răng, xanh mặt nói. Bốn kiện huyền khí cửu giai, Lý Vân Tiêu tranh sao, có giỏi lại tranh tiếp đi. Hai mắt hắn trừng lớn, lộ ra một mảnh hung ác, sợ Lý Vân Tiêu lại tăng giá nữa. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ của Lý Vân Tiêu thoáng cái tiêu tán, hóa thành dáng tươi cười nhàn nhạt, làm thủ thế nói. Lai Phong công tử khí phách, tại hạ chịu thua rồi, thỉnh. Người bốn phía đã sớm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể nào hiểu nổi một đóa bảo tâm chi hoa sao có thể bán được giá cao như thế, vật kia tuy rằng chân quý, nhưng ở trong biển rộng có thể đáng một kiện huyền khí cửu giai xem như đã rất cao rồi. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong hiện lên vẻ nổi giận, hắn tuy rằng thắng, lại cảm thấy ngực bị đè nén khó nói nên lời. Nghẹn một hơi không phun ra được. Bất quá may mắn nhìn vào tiên tư bên cạnh, xem như thoải mái hơn rất nhiều, vội vàng xuất ra T4 kiện huyền khí cửu giai còn sót lại trên người đi đổi đóa hoa kia, đưa tới trước mặt Thủy Tiên, nịnh nọt nói. Hoa tươi tuy đẹp, lại không bằng một phần vạn Thủy Tiên tiểu thư. Thủy Tiên sắc mặt đại biến, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang, lửa giận vô tận phun ra, nhìn chằm chằm khiến nội tâm Bắc Minh Lai Phong rét run. Sao? Sao thế? Bắc Minh Lai Phong chỉ cảm thấy sướng sống lưng lạnh buốt, một loại cảm xúc không ổn lan tràn trong lòng. Đột nhiên bên người vang lên thanh âm mỉa mai lạnh như băng của Lý Vân Tiêu. Bắc Minh Lai Phong, gan chó ngươi thật lớn, lại dám mang ba tuần chi hoa tặng cho con gái Hải Hoàng, người đây là muốn vũ nhục Hải Hoàng đại nhân sao? Cái gì? Bắc Minh Lai Phong hít một hơi lạnh, hoảng sợ thất thanh nói. Cái này, đây không phải bảo tâm chi hoa sao? Tại sao là? Người hải tộc còn lại trong chàng cũng lập tức ngốc trệ, nguyên một đám lộ ra kinh hãi và vẻ sợ hãi, nhìn qua tiên tư yểu điệu của Thủy Tiên, lập tức toàn thân cự chiến. Trời ạ, ta vừa mới nghe được gì? Cô nàng này, không, tiên tử này là con gái của Hải Hoàng đại nhân sao? Hải Hoàng chi nữ, làm sao có thể, Hải Hoàng chi nữ thần thánh cao quý như thế, sao lại tới chỗ thế này chứ? Vừa rồi tiểu tử nhân tộc vậy mà cầm ba tuần chi hoa tặng cho Hải Chi công chúa, đáng chết, thật là đáng chết a. Ba tuần chi hoa chính là bông hoa cực ác, tiểu tử này là đang vũ nhục Hải Hoàng đại nhân a. Toàn bộ hội trường lập tức bạo loạn cả lên, từng đạo lửa giận kinh thiên dâng lên từ bốn phía. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ cảm giác mình lâm vào trong lửa giận vô biên vô hạn, từng đạo khí tức khủng bố đến cực điểm trực tiếp tập trung lấy hắn. Trong vô số đạo ánh mắt phẫn nộ, hắn thấy được một đôi mắt sáng như nước, giống như tinh thần biển cả, không thể nhìn thấy điểm cuối. Ngươi, ngươi, Lý Vân Tiêu ngươi. Tâm Bắc Minh Lai Phong thoáng cái ngã vào vực sâu, nhìn ánh mắt đùa giỡn kia của Lý Vân Tiêu, hắn lập tức liền hiểu rõ đối phương đang đùa nghịch hắn, cục tức nghẹn trong lồng ngực rốt cục đã bạo phát ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, Bắc Minh Lai Phong miệng lớn phun huyết. Chỉ vào Lý Vân Tiêu cắn răng cả giận nói. Ngươi thật ác độc. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Lai Phong công tử dũng mãnh như vậy, ngay cả công chúa Tứ Hải cũng dám đắc tội, thì sợ gì? Ngươi chậm rãi chơi đi, ta không bồi tiếp nữa. Bắc Minh Lai Phong sinh lòng sợ hãi, khàn giọng kiệt lực quát. Lý Vân Tiêu, ngươi hại ta. Trên mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói. Kỳ quái. Ngươi dùng bốn kiện huyền khí cửu giai cướp lấy từ tay ta, sao lại biến thành ta hại ngươi rồi? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiều về lời mình đã nói, chuyện mình đã làm đấy. Trên mặt hắn hiện lên cười lạnh, nói. Nhưng ta cũng không nghĩ ra ngươi không ngờ lại ác độc như vậy, đoạt lấy ba tuần chi hoa chính là vì nhục nhã Thủy Tiên công chúa, thật sự đáng chết. Ngươi, Bắc Minh Lai Phong dù có trăm cái miệng cũng không biết nói gì. Lửa giận mãnh liệt như sắp đốt hắn thành cho bụi, hắn cầu cứu quay đầu nhìn qua Triệu Văn Chiến. Văn Chiến tiên sinh, ta cũng chỉ vô tâm thôi. Triệu Văn Chiến đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, bộ dạng như không liên quan đến mình, lạnh nhạt nói. Ta trước kia cũng đã nói rất rõ ràng, đây là ba tuần chi hoa,
Lai Phong công tử nói là mình vô tâm, thật sự là buồn cười, ai có thể tin tưởng chứ? Bắc Minh Lai Phong mắt choáng váng, vừa rồi tinh trùng lên não, chỉ muốn tranh được hoa tươi hiến mỹ nhân, hơn nữa ba tuần chi hoa kia quả thật đẹp đẽ dị thường, tựa hồ có hiệu quả mê huyễn. Hiện giờ nhớ lại, Triệu Văn Chiến quả thật đã từng nói qua đó là ba tuần chi hoa. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, không ngừng xin giúp đỡ nhìn khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm được cứu tinh. Đúng đấy, xe hắn ném vào biển cả, dùng máu tươi rửa sạch nhục nhã. Ba tuần chi hoa và bảo tâm chi hoa vô luận là hình thái hay là mùi đều khác cực lớn, dù là mù cũng sẽ không nhầm lẫn được, hắn nhất định là cố ý. Rất nhiều hải tộc vây qua, nguyên một đám mắt lộ ra hung quang muốn xé rách hắn. Văn Chiến tiên sinh, quy củ đảo hãm không các ngươi cũng không để ý sao? Bắc Minh Kháng Thiên rốt cục ngồi không yên nữa, thanh âm nặng nề vang lên. Hắn cũng phiền muộn đến cực điểm, trước kia khi Bắc Minh Lai Phong đoạt Bích Hải Thiên Tàm Ti của Lý Vân Tiêu hắn cũng thấy được, còn cố ý muốn xem thử giao phong giữa hai người trẻ tuổi, sau khi Bắc Minh Lai Phong khiến Lý Vân Tiêu ăn phải thiệt thòi hắn còn thầm thấy mừng rỡ. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ ra Lý Vân Tiêu lại trả thù nhanh như vậy, ác như vậy, trực tiếp đẩy Bắc Minh Lai Phong vào tử lộ. Lúc này nếu hắn còn không đứng ra nói chuyện thì Bắc Minh Lai Phong sẽ thật sự bị những người hải tộc này xé nát mất. Triệu Văn Chiến cau mày lại, hắn cũng không muốn che chở Bắc Minh Lai Phong, nhưng quy củ không thể trái, chỉ có thể không thoải mái nói. Chư vị tỉnh táo, nơi này là Huyễn Bảo Đại Hội, không cho ô ép các ngươi giải quyết ân oán cá nhân có thể lát nữa rồi giải quyết. Đợi sau khi khâu này qua đi là có thể, mọi người nghỉ ngơi hai canh giờ. Đi! Bắc Minh Kháng Thiên nghe thế liền cau mày, đây rõ ràng là đang nói cho mọi người biết đợi sau khi qua thời gian nghỉ ngơi sẽ động thủ đây mà. Nhưng Bắc Minh Lai Phong lại nhẹ thở ra, ít nhất tánh mạng tạm thời giữ được rồi. Đợi lát nữa lại nghĩ cách sau. Những hải tộc kia tuy rằng nguyên một đám trong lòng giận dữ, nhưng ngại quy củ đảo hãm không nên cũng áp chế xuống. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Văn Chiến tiên sinh lời ấy sai rồi, người này vũ nhục chính là công chúa hải tộc, là sỉ nhục cả hải tộc, tuy rằng quy củ đảo hãm không phải tuân, nhưng quy củ tôn nghiêm toàn bộ biển rộng thì sao? Đảo hãm không đây là muốn dùng quy củ khiêu khích uy nghiêm của Hải Hoàng Đại Nhân sao? Sắc mặt Triệu Văn Chiến đại biến, lời vừa nói ra, những hải tộc vừa áp chế lửa giận xuống lập tức nguyên một đám lại bạo phát, hơn nữa lần này không chỉ nhằm vào Bắc Minh Lai Phong, mà còn đốt lửa giận tới cả đảo hãm không, trừng mắt nhìn hằm hằm lấy hắn. Triệu Văn Chiến trong lòng âm thầm kêu khổ, Lý Vân Tiêu ăn nói khéo léo, một lời còn hơn trăm vạn tinh binh, chữ chữ mang theo sát cơ. Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên đại biến, lập tức lăng không bay lên, khí tức trên thân tản ra, phẫn nộ quát. Ai dám lỗ mãng? Uy áp võ đế bát tinh đỉnh phong tản ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, lửa giận ngập trời lập tức dập tắt hơn phân nửa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Văn Chiến tiên sinh, đảo hãm không các ngươi cũng là một phần tử của tứ hải, chẳng lẽ ngồi nhìn Hải Hoàng công chúa chịu nhục, ngồi nhìn tôn nghiêm biển cả chịu nhục sao? Sắc mặt Triệu Văn Chiến trắng nhợt, trong lòng âm thầm kêu khổ, Lý Vân Tiêu đây là muốn kéo đảo hãm không bọn họ xuống nước rồi. Đang lúc hắn không biết làm sao thì thanh âm Quảng Nguyên đã vang lên, trầm giọng nói. Đảo hãm không thân là một trong các thế lực Đông Hải, giữ gìn tôn nghiêm hải tộc nghĩa bất xung từ, việc này quan hệ trọng đại, tạm thời để sau lại thương nghị, trước tiên tổ chức xong Huyễn Bảo Đại Hội đã. Triệu Văn Chiến nhẹ nhàng thở ra, gừng càng già càng cay. Nói như vậy không chỉ biểu lộ thái độ của mình, hơn nữa trực tiếp ép mọi chuyện xuống, đợi lát nữa thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười lạnh một hồi, hắn đối với vị đại đảo chủ này cũng cảm thấy hết sức tò mò, cười lạnh nói. Đại đảo chủ nói rất đúng, chỉ là công chúa Hải Hoàng ở đây, đại đảo chủ vậy mà lại không ra tương kiến, mặt mũi này thật là còn lớn hơn cả trời a. Đám người đứng ngoài xem lập tức yên tĩnh trở lại. Sắc mặt Triệu Văn Chiến cũng trở nên cực kỳ bất thiện, Lý Vân Tiêu lấy danh tiếng Hải Hoàng ra công kích bốn phía, nhưng lại không ai biết phải làm sao cả. Phi Minh cũng cười khổ không thôi, người này không hề chú ý miệng lưỡi bất kính với Hải Hoàng Đại Nhân, nhưng bây giờ lại trở thành vệ sĩ giữ gìn tôn nghiêm Hải Hoàng Đại Nhân, hắn diễn cũng quá hay đi. Hội trường không có chút âm thanh, đều đang lặng lặng chờ đợi, về tình về lý đại đảo chủ quả thật nên hiện thân tương kiến. Bọn hắn đối với đại đảo chủ cực kỳ thần bí kia cũng tràn ngập hiếu kỳ.
Không gian trên mái vòm tròn đột nhiên lắc lư một cái, chậm rãi hội tụ thành một gã nam tử áo bào xanh, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nam tử quanh thân đều bao phủ trong một tầng vầng sáng, nhìn qua như thực như huyền, trực tiếp rơi vào trước mặt Thủy Tiên, khom người nói. Đại đảo chủ đảo hãm không gặp qua Thủy Tiên công chúa, có chỗ lãnh đạm mong rằng công chúa thứ lỗi. Tất cả mọi người đều thầm giật mình, đại đảo chủ này quả nhiên không chịu được Lý Vân Tiêu chụp mũ, đã hiện thân rồi, thân ảnh trong vầng sáng kia vậy mà khiến bọn HN không thấy rõ mặt mũi. Vô luận mở to hai mắt thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ, Cường Thịnh trở lại ngưng mắt nhìn qua liền cảm thấy hai mắt đau đớn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đại đảo chủ quả nhiên là đại đảo chủ, yết kiến Thủy Tiên công chúa rõ ràng không hiện chân thân, hơn nữa ngay cả danh tự cũng không có, chẳng lẽ tên các hạ gọi là đại đảo chủ sao? Quảng Nguyên dừng ở Lý Vân Tiêu, trong con người chớp động lên dị sắc, lúc này mới nói. Tại hạ thân thể không khỏe, đang bế quan giai đoạn khẩn yếu, không cách nào chân thân tương kiến, mong rằng Thủy Tiên công chúa thứ lỗi. Về phần tục danh kẻ hèn này, không nói cũng thế, cứ gọi là đại đảo chủ cũng được. Thủy Tiên lạnh nhạt nói. Không sao, ta cũng là có chút việc tư mới đi vào đảo hãm không? Ngươi còn đang bận việc sao, nếu là đang bế quan thì cũng không cần đi ra đâu. Tính tình Thủy Tiên tương đối đơn giản, tựa hồ cũng cảm nhận được Lý Vân Tiêu đang mang nàng ra để cáo mượn oai hùng, cho nên không muốn khó xử đối phương. Quảng Nguyên cười cười, nói. Thủy Tiên công chúa quả nhiên người cũng như tên, tâm địa hồn nhiên. Đợi Huyễn Bảo đại hội đến khâu cuối cùng, kẻ hèn này tất nhiên sẽ ra mặt tương kiến. Vầng sáng lóe lên trước mặt mọi người, liền trực tiếp biến mất khỏi đài, vô tung vô ảnh. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, Quảng Nguyên kia tuy rằng là hình chiếu mà đến, nhưng cũng khiến hắn nhìn ra không ít thứ, hơn nữa quan trọng nhất là hắn dám khẳng định, đối phương tuyệt đối là cường giả cấp bậc võ đế cửu tinh. Bắc Minh Kháng Thiên cũng tựa hồ cảm nhận được sự bất phàm của Quảng Nguyên, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, trùng hợp tiếp xúc với ánh mắt Lý Vân Tiêu, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Bắc Minh Kháng Thiên thở dài trong lòng, nhìn xem Bắc Minh Lai Phong đang lộ vẻ may mắn không thôi vì sống sót sau tai nạn ở đằng kia, biết rõ hậu bối này của mình cuộc đời này tuyệt không khả năng vượt qua Lý Vân Tiêu được rồi. Triệu Văn Chiến cao giọng nói. Chư vị đều quay về chỗ ngồi đi, lần này tạm thời ép xuống, nếu có người lại càn quấy, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ đây. Hắn hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, hừ lạnh thoáng một phát. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi vừa rồi muốn mang ba tuần chi hoa tặng ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Hắc hắc, cái này chỉ là nhầm thôi, chỉ trách ta đọc sách không nhiều lắm, không phân biệt được rõ ràng. Thủy Tiên vẻ mặt bình tĩnh, rất nghiêm túc nói. Ta biết rõ ngươi là cố ý, bất quá những cái này ta đều không ngại, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện, về phần điều kiện mà ngươi nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, vừa mừng vừa sợ nói. Lời ấy là thực, vậy ngươi đến tột cùng muốn ta làm chuyện gì? Ta cũng rất tò mò đấy. Thủy Tiên có chút khó xử nói. Đợi lát nữa nói sau, hiện giờ không thích hợp nói chuyện này. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Đi. Huyễn Bảo đại hội lại tiếp tục, tên hải tộc dùng 3 tuần chi hoa đổi lại 4 kiện huyền khí cửu giai cũng đã biến mất trong hội trường, đạt được chư bảo, lập tức chạy trốn cũng không có gì lạ cả. Bắc Minh Lai Phong sau khi trải qua chuyện này tựa như mất hồn vậy, bắt đầu đứng ngồi không yên. Không biết tiếp theo sẽ gặp chuyện thế nào. Hơn nữa Bắc Minh Kháng Thiên cũng trực tiếp cảnh cáo hắn, nếu không nên trêu chọc Lý Vân Tiêu nữa. Giờ phút này một gã hải tộc bay lên đài, đưa một túi chữ vật cho Triệu Văn Chiến. Triệu Văn Chiến sau khi nhìn qua, lập tức ngạc nhiên lộ ra vẻ cổ quái, sau đó mới gật đầu nói. Đây là một khối đan tinh thán thạch. Lời hắn vừa dứt, dưới đài lập tức nổi lên phản ứng không nhỏ, phần lớn là tiếng mắng. Ta không nghe lầm chứ, đan tinh thán thạch cũng có thể lên mặt bàn sao? Cái gọi là đan tinh thán thạch chính một thứ cực kỳ chắc chắn trong biển rộng, độ cứng không thua tài liệu cửu giai, nhưng vật ấy lại không có bất kỳ linh khí nào cả, cũng không phải là thiên tài địa bảo. Trong biển rộng tồn lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không có gì quý trọng cả. Triệu Văn Chiến mỉm cười nói, mặc dù là một khối đan tinh thán thạch, nhưng lại là khối đan tinh thán thạch lớn nhất mà cuộc đời này ta từng thấy. Nhìn qua cũng chừng 100 tấn đấy. 100 tấn. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi,
bị số lượng này dọa sợ, nhao nhao ngậm miệng lại, nhưng vẫn còn có người thấp giọng phàn nàn bất mãn. Tên đưa bảo vật sau khi nói cảm ơn với Triệu Văn Chiến, nhân tiện nói. Ta hy vọng có thể đối lấy đại lượng thiên tài địa bảo tăng lên công lực. Triệu Văn Chiến nói. Tăng lên công lực sao? Cái này khó đấy. Phía dưới cũng nhao nhao nghị luận, đột nhiên một gã hải tộc bay lên đài, nói. Có thể để cho ta xem xét đan tinh thán thạch kia được không? Người hải tộc kia toàn bộ trên đầu sinh ra ba cái sừng, làn da hiện lên màu nâu, hành động đều ẩn ẩn lộ ra khí tức rất mạnh. Triệu Văn Chiến mở túi chữ vật ra, tên hải tộc kia vừa nhìn qua trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhìn qua người giao dịch kia nói. Chỗ ta có một cây hóa thanh phục linh, không biết bằng hữu định như thế nào. Người kia vui vẻ, nói. Có bao nhiêu? Bao nhiêu? Tên hải tộc kia cười lạnh nói. Công hiệu hóa thanh phục linh chắc hẳn mọi người đều biết, coi như là cường giả võ đế trung giai ăn vào cũng có hiệu quả, một cây đổi với ngươi cũng đã dư xài rồi. Người kia vội vàng lắc đầu, nói. Không được, một cây quá ít, ít nhất phải ba cây. Ba gốc, đầu óc ngươi có bệnh sao? Tên hải tộc kia cả giận nói. Ba gốc hóa thanh phục linh. Dù là võ đế cao giai cũng có thể cần dùng đến, phải biết rằng vật tăng lên công lực mọi người đều cần cả, là một trong những thứ thịnh hành nhất. Khối đan tinh thán thạch này của ngươi quả thật khó được, nhưng tác dụng cũng không lớn lắm. Người kia liền nói, ta biết rõ, nhưng ta phải muốn ba gốc hóa thanh phục linh mới bằng lòng. Tên kia hải tộc kia cực kỳ tức giận, cắn răng nói. Hai gốc, người kia vẫn lắc đầu. Giờ phút này đột nhiên một giọng nói truyền đến, nói. Ngươi xem thử những đan dược này của ta có hữu dụng không? Một đạo quang mang bay thấp lên đài, đúng là Lý Vân Tiêu, hắn lần lượt lấy ra mấy xia bình nhỏ, sau đó cũng nhìn về phía khôi đan tinh thán thạch cả trăm tấn kia. Người kia hồ nghi nói. Đan dược. Trong hải tộc bọn hắn rất ít đan dược, hắn mặc dù nghe qua nhưng chưa bao giờ thấy cả, nghi hoặc cầm lấy bình nhỏ. Nắp bình phanh cái mở ra, liền nghe được một cổ mùi hương khiến cho người thoải mái cực độ, toàn thân cũng nhịn không được giật mình một cái. Người kia đại hỉ, vội vàng đổ ra một viên, nó hiện ra màu lam nhạt, nhấp nhô trong lòng bàn tay, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Đan dược này, người kia kích động vạn phần, hắn đã phát giác được viên thuốc này có tác dụng rất lớn với hắn, chỉ ngửi một hơi thôi đã cảm thấy bình cảnh trong người như có dấu hiệu buông lỏng ra. Triệu Văn Chiến cười nói. Vân Tiêu công tử quả thật vì huyễn bảo đại hội mà tốn không ít tâm tư a. Đây chính là đại thành bí đan cửu giai, chuyên dùng để đề thăng công lực. Hai miếng đại thành bí đan phẩm chất thế này cũng đủ để sánh bằng một cây hóa thanh phục linh rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Quả thật đã luyện chế ra một ít, vốn định lấy ra đấu giá đấy. Người kia nghe Triệu Văn Chiến nói như thế, đã biết rõ không có giả, vội vàng nói. Đan dược này ngươi còn bao nhiêu? Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi cần bao nhiêu mới bằng lòng đổi? Người kia trầm tư nói. Văn Chiến tiên sinh nói viên thuốc này hai viên có thể sánh bằng một cây hóa thanh phục linh, vậy ngươi cho ta 6 viên là được. Lý Vân Tiêu không chút do dự nói. Tốt. Hắn lúc này lấy ra 6 bình nhỏ mua đưa qua. Đại thành bí đan này hắn tổng cộng cũng chỉ luyện chế 10 miếng, vốn muốn tham gia huyễn bảo đại hội đấu giá. Nhưng đan tinh thán thạch kia hắn có trọng dụng nên chỉ đành thay đổi chủ ý. Chậm đã. Tên kia hải tộc đầu mọc 3 sừng cai nộ trừng Lý Vân Tiêu, trực tiếp lấy ra 3 gốc hóa thanh phục linh nói. Khối đan tinh thán thạch này ta muốn. Hắn trực tiếp nhét hóa thanh phục linh vào trong tay đối phương, liền lấy đi túi chữ vật kia. Lý Vân Tiêu cong ngón búng ra, một đạo quang mang bắn tới ngăn cản người kia lại. Làm cái gì? Người nọ giận tím mặt. Nhìn hằm hằm lấy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Vật chủ nói muốn bán cho ngươi sao? Ta ra 8 miếng đại thành bí đan. Sắc mặt người nọ đại biến, trong mắt lập lòe sát cơ, chỉ vào Lý Vân Tiêu cả giận nói. Tiểu tử, thứ này cực kỳ trọng yếu đối với ta, ngươi thật sự muốn đoạt với ta sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không có ý tứ, ta cũng muốn. Ngươi trả giá cao được, xem ý người bán đi. Người bán ra kia đại hỉ, vội vàng nói. Đương nhiên bán cho vị bằng hữu nhân loại này rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lúc này lấy ra 8 bình đại thành bí đan cho hắn, sau đó thu lấy túi trữ vật kia.
Trong mắt tên cường giả hải tộc đầu mọc ra ba sừng kia lóe ra lửa giận, uy hiếp nói. Ngươi giỏi. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Tên cường giả hải tộc ba sừng kia cũng hậm hực trở về, đi vào chính giữa một đám hải tộc, trong đó không thiếu tộc nhân của hắn, tất cả đều lộ hàn mang nhìn chằm chằm lấy Lý Vân Tiêu, vây lại một chỗ như đang thương nghị gì đó. Kế tiếp thịnh hội liền tiếp tục, các loại bảo vật lần lượt xuất hiện, mà ngay cả Nhuận Tường cũng ra tay đổi vài món, Lý Vân Tiêu cũng đổi hết một ít tài nguyên còn lại. Toàn bộ quá trình đại hội, từ đầu đến cuối đều ngồi bất động chính là Thủy Tiên, nàng cũng không biết mình muốn cái gì. Mấu chốt là nàng muốn gì đều có cả, cho nên chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Triệu Văn Chiến nói, kỳ vật cùng nhau thưởng thức đến đây là kết thúc, mọi người nghỉ ngơi 2 canh giờ, có thể tự tiến hành một ít giao dịch. Kế tiếp chúng ta cũng phải chuẩn bị đấu giá vài món bảo vật cuối cùng, chư vị tạm thời rời đi một chút đi. Trong đại sảnh huyễn bảo tiếng động lớn xôn xao một chút, mọi người nhao nhao rời đi, không ít ánh mắt của người đều nhìn quanh mọi nơi, quét tới quét lui trên người những võ giả khác. Tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Tất cả mọi người vừa ra huyễn bảo đại sảnh, liền lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi, đặc biệt là những người đã lộ ra bảo bối, sợ dẫn xuất phiền toái nên chạy đi rất nhanh. Đáng lo nhất chính là Bắc Minh Lai Phong, hơn 10 đạo khí tức nguy hiểm toàn bộ đều tập trung lấy hắn. Vừa ra khỏi hội trường huyễn bảo đại sảnh, hắn theo thật sát sau lưng về, hai người trực tiếp hóa thành một đạo quang man rời đi. Lý Vân Tiêu vừa ra hội trường, cũng phát hiện hơn 10 đạo hào quang hội tụ trên người hắn, nhưng hắn đứng một chỗ với Thủy Tiên nên không người nào dám tiến lên cả, đều ở xa xa nhìn chằm chằm vào. Nhuận Tường cười lạnh nói. Lý Vân Tiêu, có giỏi thì đừng nên cáo mượn oai hùng, tự mình cút đi, xem thử lát nữa ngươi có thể sống sót trở về không. Lý Vân Tiêu nói. Thủy Tiên công chúa, vậy ta rời đi một hồi vậy. Thủy Tiên nói. Chính ngươi cẩn thận đấy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lập tức hóa thành một đạo quang mang rời đi. Hai người Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Bọn hắn đã triệt để cột vào trên một chiến xa với Lý Vân Tiêu rồi. Quả nhiên, bốn phía lập tức bạo khởi hơn 10 đạo hào quang, đều đuổi theo. Thân phận thuật luyện sư cửu giai và rất nhiều bảo vật mà Lý Vân Tiêu lộ ra đã sớm bị không ít người nhớ thương trong lòng rồi. Dù ngươi có trốn lên trời xuống biển cũng không thoát được đâu. Sau khi bay đi mấy trăm dặm, trên không một mảnh sơn mạch kéo dài không ngớt, những cường giả hải tộc kia nguyên một đám đuổi theo. Lý Vân Tiêu ngừng thân thể, lạnh nhạt mà đứng, khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười chế nhạo. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, nếu những người này đã dám đánh chủ ý vào hắn, hắn không ngại giải quyết hết, để bớt đi rắc rối sau này. Liêu Dương Băng trầm giọng nói. Chỉ ít có hơn 30 người, thật sự là một đám không biết sống chết. Kinh Vĩnh Dạ khẽ nói. Ba người chúng ta liên thủ, khiến bọn hắn có đi không về. Sau mấy hơi thở, quả nhiên hơn 30 đạo hào quang đuổi theo, thoáng cái đã vây quanh lấy ba người, ở trên hư không còn có vài đạo khí tức rất mạnh truyền ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chư vị, chúng ta không hề quen biết a. Không hề quen biết. Trong đó tên đích hải tộc đầu ba sừng nhìn xuống bốn phía, cũng biết tâm tư của những người còn lại, cười lạnh nói. Ta cũng biết ngươi có chút ít bổn sự, nhưng ở trước mặt huynh đệ ta cũng chả là thá gì cả. Nhưng huynh đệ chúng ta cũng không phải loại người bỏ đá xuống giếng, chỉ cần ngươi giao đan tinh thán thạch ra đây, mấy người chúng sẽ quay đầu rời đi. Có tất cả 5 người đầu mọc ba sừng, người đầy màu nâu, hiển nhiên là cùng một chủng tộc. Trên thân 5 người lộ ra nguyên lực chấn động rất mạnh. Cũng không phải cường giả võ đế bình thường, nguyên một đám lộ ra bộ dáng dữ tợn. Lý Vân Tiêu nói. Nghe các người nói vậy coi như có chút lương tâm, ta phế 5 người các người mỗi người một tay là được, về phần còn. Ta với các người có ân oán gì? 5 người kia đều giận dữ, người cầm đầu lạnh giọng nói. Nhân loại đều gian ngoan mất linh như vậy sao? Ha ha, đây là nhân tộc sao, thật quá mức tự đại rồi. Một vị hải tộc toàn thân màu xanh sẫm mỉa mai cười lạnh nói. Chúng ta cũng rất đơn giản, lấy ra tất cả bảo bối trên người ngươi ra đây, lại tự phá đi đan điền thì ngươi có thể đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, nói. Đúng vậy, ngươi muốn phá đan điền ta nhớ kỹ. Một gã hải tộc mọc ra loa miệng cau mày nói. Tánh mạng của người này thuộc về ta, bảo vật có thể thuộc về các ngươi.
hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia cười lạnh nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn nhốt hắn lại, chuyên môn luyện khí cho ngươi sao? Cường giả hải tộc loa miệng hừ lạnh nói. Sao hả, chẳng lẽ có gì không ổn? Tất cả mọi người đều khẽ động, đây thật là chủ ý tuyệt diệu a, đối phương chính là đại thuật luyện sư cửu giai, trong toàn bộ biển rộng sợ rằng cả đời cũng khó gặp được một người a. Ý nghĩ này lướt qua, lập tức khó có thể ức chế lan tràn trong lòng mỗi người. Liêu Dương Băng cười lạnh nói. Vân Thiếu, động thủ đi, đừng bỏ lỡ thời gian đấu giá bảo vật áp trục cuối cùng đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Có đến 2 canh giờ cơ mà, giết những con sâu cái kiến này cần 2 canh giờ sao? Hừ, thật đúng là tự tin. Hải tộc đầu ba sừng kia hừ lạnh nói. Mọi người trước hết giết 2 gã võ giả này, sau đó bắt lấy tên thuật luyện sư cửu giai. 5 huynh đệ ta chỉ cần khối đan tinh thán thạch kia liền rời đi, còn lại tự các ngươi phân chia đi. Đúng vậy, chắc hẳn trong tay 2 gã cường giả võ đế kia cũng có không ít bảo vật đâu. Một gã cường giả hải tộc cũng trầm giọng nói, trong mắt lóe ra hào quang tham lam. Đã như vậy thì động thủ đi. Một gã hải tộc thét dài một tiếng, liền lập tức ra tay chộp tới Lý Vân Tiêu. Những hải tộc này trời sinh tính cách đã dã man, đánh giết cực kỳ hưng phấn, đều lộ ra vẻ dữ tợn. Hừ, Kinh Vĩnh Dạ hừ lạnh một tiếng, bước ra trước một bước, trực tiếp ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu trước người, hóa trưởng làm kiếm, chém tới tên hải tộc kia. Phanh, 2 người chạm nhau một trưởng trên không trung, Kinh Vĩnh Dạ ổn chiếm thượng phong, khiến tên hải tộc kia phải liên tiếp lui về phía sau. Hải tộc kia kinh sợ nói. Mọi người cùng nhau ra tay, 2 tên cường giả nhân tộc này không đơn giản. Người còn lại cũng lộ ra sát khí, vọt lên. Hơn 30 người đồng thời ra tay, uy thế kinh thiên động địa, các loại tuyệt chiêu ngang trời mà đến, khiến sắc mặt 3 người đại biến. Liêu Dương Băng quát to. Phân tán, thay Vân Thiếu dẫn dắt đi một ít đối thủ đi. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang lao ra hơn 1000 mét. Muốn chạy trốn. Quả nhiên có vài tên cường giả hải tộc sắc mặt lạnh lẽo, liền đuổi tới. Kinh Vĩnh Dạ lập tức đã hiểu rõ cách nghĩ của Liêu Dương Băng, thoáng cái cũng độn đi gần 1000 mét, thay Lý Vân Tiêu dẫn đi không ít địch nhân. Thân hình Lý Vân Tiêu lại trở nên hoảng hốt, vô số công kích trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Những hải tộc kia đều thoáng ngạc nhiên, cả đám đều ngốc trệ. Tên hải tộc loa miệng kia trầm giọng nói. Tiểu tử này là đại thuật luyện sư, có thể dùng tinh thần lực thay đổi không gian, di hình hoán ảnh, mọi người cùng nhau ra tay. Người hải tộc chưa bao giờ chiến đấu với thuật luyện sư, nào biết đến những trò này, nghe vậy lúc này mới gào thét lớn xông tới. 5 tên hải tộc đầu mọc 3 sừng càng xông ở trước nhất, 5 người liên thủ, đúng là một bộ hợp kích chi thuật, phân biệt phong tỏa lấy không gian 4 phía Lý Vân Tiêu khiến hắn không cách nào trốn chạy được. Hơn nữa công kích phân biệt từ phương vị đánh ra, khiến không gian bị đánh cho biến hình. Lý Vân Tiêu đột nhiên phát ra tiếng kêu nhẹ, 5 người này liên thủ, thay đổi đi không gian bằng phẳng, mà 5 người ở chỗ sâu trong khe hở không gian thoáng cái ẩn giấu hoàn toàn tung tích. Trong 2 mắt hắn cũng thoáng hiện lên Nguyệt Đồng, lập tức nhìn rõ ràng phương vị của 5 người, 5 đạo công kích vòng vo trong không gian, không hề đi thẳng tắp, tùy ý vòng vèo đột nhiên đánh tới trước mặt hắn. Có chút ý tứ. Lý Vân Tiêu có phần cảm thấy hứng thú, lăng không điểm tới một ngón tay, đại bi mộ vân kính lăng không mà ra, tản mát ra ánh sáng nhu hòa dựng thẳng trên không trung, thân kính không ngừng xoay tròn biến lớn, hơn nữa chậm rãi hạ thấp xuống, đồng thời tán phát ra đạo đạo cường quang, bắn vào trong không gian vặn vẹo kia. Bảo kính biến thành cao chừng 1 người, rơi vào trước người Lý Vân Tiêu. 5 đạo công kích ầm ầm đánh tới, Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, mà chỉ lạnh nhạt bước ra một bước. Trực tiếp đi vào trong kính, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Phanh! Quyền kình đánh lên thân kính, một nửa theo đường cũ bắn trở về, một nửa xuyên thấu kính quang, cũng bị bắn tới phương hướng khác, chống lại công kích từ hướng khác vọt đến. Rầm 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 phanh! 5 đạo quyền phong bị mặt kính chia lìa ra, không ngừng va đập lẫn nhau, còn có mấy đạo càng trực tiếp bắn về bản thân bọn họ nữa. Cái gì? 5 trong lòng người cả kinh, vội vàng lần nữa ra tay. Khiến không gian vặn vẹo, 5 đạo thân ảnh lóe lên tiếp tục giấu kín trong khe hở. Mà giờ khắc này trong kính lóe lên hào quang, Lý Vân Tiêu đi ra từ mặt khác của tấm gương, thần sắc lạnh nhạt. Toàn bộ quá trình hắn không làm gì cả,
chỉ đi vào trong kính, lại đi ra thôi. Quả nhiên thân mang dị bảo. Một người trong đó vừa mừng vừa sợ, quát. Các huynh đệ, trực tiếp hiện thân liều mạng với hắn. Không gian bốn phía lần nữa biến hóa, năm người vận chuyển nguyên lực tới cực hạn, phân biệt từ mấy vị trí xảo trá tai quái công kích đến. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn trên không trung, trong chốc lát như lòng bàn tay nắm ngọc, vạn đạo cường quang tỏa ra. Trên bầu trời ầm ầm một tiếng, dị tượng nổi lên bốn phía. Bốn đạo hào quang màu sắc bất đồng từ tứ cực hội tụ đến, ngưng tụ thành một đường trên không trung rơi xuống dưới, trực tiếp hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Một cái ấn thật lớn hình thành trên không trung, trên đó lưu quang dị sắc, tựa hồ hội tụ đủ loại quy tắc trong đó, hàng trăm hàng ngàn ký hiệu cổ quái phiêu động bên trên. Chiêu này, không tốt. Năm người kia lập tức ý thức được nguy hiểm, lập tức đánh ra một cái tư thế cổ quái nhìn qua quái dị không thể lý giải. Nhưng tư thế năm người hợp nhất, vậy mà hiện ra một đạo quyền ảnh, như ẩn như hiện. Liều mạng, người cầm đầu hét lớn một tiếng. Quyền ảnh lập tức trở nên ngưng thực đánh tới tứ cực ấn trước người Lý Vân Tiêu. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân ảnh chập chờn dưới kim mang cực lớn, hai tay kết ấn mà ra, đạo thiên địa ấn kia đột nhiên đánh xuống dưới. Phanh! Kim ấn và quyền ảnh va chạm với nhau đều nghiền nát, năng lượng cuồng bạo thoáng cái đánh bay, cuốn lấy toàn bộ 6 người vào trong đó. Hải tộc bên ngoài nguyên một đám kinh hãi, nhao nhao tránh lui ra. Trong mắt lập lòe lệ mang nhìn thẳng vào năng lượng phong bạo kia. Chấn động trùng kích cực lớn va vào người Lý Vân Tiêu tóe lên chút kim quang, hắn không hề có chút phản ứng, lăng không bước ra một bước đi tới năm người kia. Mà năm tên cường giả hải tộc lại đau khổ trèo trống trong gió lốc, cảm nhận được khí tức Lý Vân Tiêu lăng không mà đến đều cảm thấy chấn động, sợ hãi nói. Ngươi! Rầm rầm rầm! Lý Vân Tiêu trực tiếp bay lên trời, liên kích ra năm cước. Trực tiếp đánh vào trái tim năm người chấn cho ngực bọn họ vỡ vụn, nhổ ra một miệng lớn máu tươi bay ngược ra ngoài. Để đại gia ra tay. Hải tộc bên ngoài lập tức phát hiện tình huống không đúng, tên loa miệng kia hét lớn một tiếng liền mở miệng rộng ra khẽ hút, sau đó phun ra thanh âm cổ quái phốc phốc phốc. Liên tiếp, khiến lòng mọi người đều run lên. Mà sóng âm chi lực càng mạnh hơn nữa lại theo thanh âm kia khuếch tán, bao lấy một phương bầu trời đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Một gã hải tộc khác lại mở tay ra, hai cây gai xương nhô lên, lăng không chém xuống, hai đạo quang mang hồng sắc lần lượt chém xuống. Lý Vân Tiêu đảo tay phải, Hoàng Chiêu Trung trực tiếp bay ra, lập tức hóa thành cao mấy trượng. Đương đương! Hai đạo chảm kích bị ngăn cản lại, sau đó trong tay hắn kháp ra một đạo quyết ấn, trực tiếp vỗ vào trên trung. Cong cong! Bầu trời đều chấn động, một đạo sóng âm tuyệt cường trùng kích ra. Sóng âm trực tiếp phá khai thiên địa phong bế, bao phủ lấy thanh âm cổ quái kia, đánh tới tên hải tộc loa miệng. Phanh! A! À, tên hải tộc kia truyền đến một tiếng hét thảm, loa miệng thật dài dưới một kích của Hoàng Chiêu Trung lại giống như lò xo bị ép xuống, nhưng không cách nào phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu thuấn di một cái đến trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Miệng của ngươi rất biết hú đúng không? Hắn trực tiếp giơ búa lên nện xuống miệng đối phương. Cái búa kéo ra tia chớp thật dài, xẹt qua trời cao, uy thế kinh người. Tên hải tộc kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng hai tay che miệng lui về phía sau. Nhưng vô luận lui thế nào, Lý Vân Tiêu cũng đều cách hắn ba thước cả. Ầm ầm, thiên chùy rốt cục nện xuống, tia chớp trực tiếp đục qua tay hắn, đánh vào trong miệng hắn. Hải tộc kia toàn thân bị giật khiến run rẩy vài cái, cả cái đầu ngoại trừ tròng trắng mắt ra. Toàn bộ đều hóa thành cháy đen, bốc lên khói nghi ngút. Cái miệng thật dài kia cũng biến thành một cái động lớn, cả người không biết sinh tử, trực tiếp rơi xuống từ không trung. Hơn 10 người còn lại đều là kinh hãi, lần lượt nhao nhao ra tay đánh tới. Đặc biệt là tên hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia, lúc Lý Vân Tiêu đảo qua hắn trong mắt là một mảnh tĩnh mịch, khiến hắn sợ tới mức toàn thân rét run, biết rõ nếu mình không liều toàn lực thì tuyệt không thể nào may mắn thoát khỏi được. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn một mình khó chống, chúng ta liên thủ không lý nào không thắng được. Tên hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia sau khi khích lệ mọi người liền đi đầu tự vọt lên, trên cánh tay hiện ra một khối mai rùa, như cối xay nện xuống dưới. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nện người. Hắn vươn tay ra, giới thần bi hóa thành một viên gạch bị hắn cầm trên tay,
trực tiếp lăng không đạp 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 tiến tới trước, đập tới cái mai rùa kia. Hải tộc toàn thân màu xanh sẫm trong lòng mừng rỡ, nhịn không được cười như điên, nói. Ha ha, dùng sở đoản của mình đi đánh sở trường người khác, thật sự là vô cùng ngu xuẩn a. Cái mai rùa của ta dù là võ đế cao giai cũng khó có thể dung chuyển a, chết đi, nhân loại. Hắn tăng thêm chút sức trong tay, tất cả nguyên lực đều rót vào trong giáp, mong có thể một kích tất sát. Phanh! Một tiếng chân vang kinh thiên truyền đến, giới thần bi trực tiếp đánh lên trên mai rùa kia, năng lượng trùng kích cực lớn từ trên thân hai người lan ra. Trên người Lý Vân Tiêu nổi lên đạo đạo kim quang, vẫn bình yên vô sự. Kết lạp kết lạp! Cường giả hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia lại há to miệng, cánh tay của hắn đã triệt để mất đi chi giác, chỉ nghe được một hồi tiếng giáp xác vỡ vụn, hắn kinh hãi cúi đầu nhìn lại. Không chỉ toàn bộ mai rùa, mà cả cánh tay hắn cũng bắt đầu vỡ vụn, theo bàn tay bắt đầu nứt lên, trực tiếp kéo dài tới tận cổ. À, hắn rốt cục kêu thảm một tiếng, hoảng sợ xoay người muốn trốn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chớ đi a. Ngươi không phải muốn nghiền nát đan điền ta sao? Hắn vui vẻ, trong mắt hiện lên một tia sát khí, lăng không ngưng ra một đạo kim mang, trực tiếp ấn xuống. Phanh! Kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua thân tên hải tộc toàn thân màu xanh sẫm kia. Kiếm thế chi uy không giảm, kiếm khí sau khi đánh chết tên hải tộc kia chợt biến đổi trên không trung, hóa ra một chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lao tới đám cường giả hải tộc còn lại. A, chạy mau! Những hải tộc kia lập tức mất hết sĩ khí, chỉ biết liều mạng chạy trốn đi. Nhưng hơn 10 thanh trường kiếm đặt song song thành trận, giống như một tòa lao tù từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhốt hết cả đám vào trong. Sau đó một cái kiếm phù ngưng tụ thành trên không trung, chậm rãi rơi xuống, không ngừng đè ép mọi người. Lý Vân Tiêu nhìn một chút, những hải tộc này thời gian ngắn đừng mong chạy trốn được, ánh mắt của hắn lại nhìn qua xa xa. Liêu Dương Băng còn may. Chỉ lấy quấn làm chủ, rất ít giao phong chính diện, chỉ chiến đấu với những tên hải tộc kia. Mà Kinh Vĩnh Dạ lại liều mạng với những hải tộc kia, đã bị thương từng đống, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trên mặt hắn hiện lên một tia hàn mang, thuấn di một cái liền xông vào trong chiến trường của Kinh Vĩnh Dạ, lãnh kiếm băng xương vừa ra, liền trực tiếp chém một gã cường giả hải tộc thành hai nửa. Sau đó kiếm thế xoay chuyển, lại chém tới một người khác. Tên hải tộc kia chấn động. Hắn không rõ Lý Vân Tiêu sao lại rãnh xuất hiện ở đây, nhưng đã không có thời gian quay đầu lại đi tìm nguyên nhân nữa, vội vàng giơ lên một thanh chiến đao bát giai ngăn cản lấy. Phanh! Chiến đao thuận thế đứt rời, kiếm khí không giảm lăng không đuổi chém, cũng chém hắn thành hai nửa, đẫm máu khắp trời cao. À! Những hải tộc còn lại đã triệt để phát mộng rồi, nam tử trước mặt này chỉ là võ đế tam tinh mà thôi, tu vị không khác lắm với bọn hắn, thậm chí có mấy người còn trên hắn nữa. Sao lại bị hắn chém giết như củ cải trắng thế? Mấy người đều lau mắt, tưởng rằng mình bị ảo giác. Trong khi bọn hắn do dự, kiếm thế của Lý Vân Tiêu dã quay trở lại, lại đâm thủng đan điền một gã hải tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy người còn lại đều hít một hơi lạnh, biết rõ không phải ảo giác, nguyên một đám toàn thân rét run, quay người muốn trốn đi. Thanh Liên kiếm ca chi bách hoa tể phóng. Trong mắt Lý Vân Tiêu một mảnh lạnh như băng, giơ lên lãnh kiếm băng xương múa một cái, quét ngang mà ra. Không trung trong chốc lát kết xuất từng đạo băng hoa, phô thiên cái địa kéo dài ra, vài tên hải tộc muốn chạy trốn vậy mà thân thể trì trệ, phát hiện không chỉ huyết mạch thân thể, mà ngay cả nguyên lực cũng chậm rãi bị đông kết lại. Sao có thể như vậy? Mấy người sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng dốc sức liều mạng vận chuyển nguyên công trấn khai hàn khí. Nhưng nháy mắt khi bị trấn khai gông cùm xiềng xích, một đạo kiếm quang khủng bố đến cực điểm lăng không mà đến, những nơi đi qua hàn băng đều bị nghiền nát, hóa thành bụi nhỏ. Két! Tất cả mọi người dưới kiếm quang kia ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra, liền trực tiếp bị hàn khí trên thân kiếm đông cứng mất rồi. Sắc mặt Kinh Vĩnh Dạ cũng trắng bệch, thứ nhất là vì tiêu hao quá độ, thứ hai là bị thủ đoạn sấm sét của Lý Vân Tiêu trấn trụ. Những hải tộc này đều là cao thủ không dưới hắn. Sao có thể bị chém giết sạch như củ cải trắng vậy chứ? Lý Vân Tiêu thu hồi kiếm lại nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hắn liền trực tiếp thuấn di đến bên phía Liêu Dương Băng, cũng chỉ cần mấy hơi thở đã giải quyết hết toàn bộ hải tộc. Sau đó, hắn lăng không đánh ra mấy đạo pháp quyết lên kiếm trận kia, lập tức kiếm trận chi uy nổi lên,
ầm ầm nghiền áp xuống, hải tộc bị khốn nhập trong đó lập tức liền bị mạt sát. Tất cả hơn 30 cường giả hải tộc đều vĩnh viễn bị chôn vùi trên đảo hãm không rồi. Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ sơn mạch, lạnh lùng nói. Năm người các ngươi cho rằng như vậy có thể chạy thoát sao? Nửa ngày, từ trong núi bay ra 5 người, đúng là 5 tên hải tộc trên đầu mọc ra 3 sừng kia, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người cầm đầu mặt hôi bại như đất, mở miệng cầu xin tha thứ nói. Chúng ta có mắt không tròng, không nên đánh chủ ý vào đại nhân ngài, kính xin buông tha cho chúng ta đi. 4 người còn lại cũng vâng vâng dạ dạ, bộ dáng đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu nói, lưu lại bộ võ kỹ trước kia các ngươi liên thủ công kích ta liền có thể đi. À, 5 người sững sờ, người cầm đầu lập tức hiểu rõ ra, đại hỉ nói. Đa tạ đại nhân. Hắn vội vàng lấy ra một quả ngọc giản. Khắc bộ võ kỹ hợp kích kia vào trong đó. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, liền thu vào, thả bọn họ rời đi. Liêu Dương Băng nói, 5 người này đáng ra nên chết rồi, Vân Thiếu thật sự là khoan hồng độ lượng. Lý Vân Tiêu cười nói, 5 người này chẳng qua chỉ là con ruồi mà thôi, còn có lão hổ núp ở bên không chịu hiện thân đấy. Cái gì? Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ đều giật mình, có thể ẩn nấp khiến bọn hắn cũng không phát giác được. Tu vị nhất định còn trên bọn hắn. Hừ, quả nhiên là gia hỏa khó giải quyết. Không gian lắc lư vài cái, đẩy ra như vằn nước, một gã nam tử đột nhiên tự xuất hiện trước mặt 3 người, đúng là tứ đảo chủ đảo hãm không, Cửu Thiên. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ đều chấn động, người này xuất hiện ở đây, tình huống liền cực kỳ không ổn rồi, đặc biệt là ý nghĩa mà thân phận của hắn đại biểu. À, thì ra là đầu cửu đầu quái ngươi. Sao hả, đảo hãm không nghèo như thế. Cũng muốn đánh chủ ý vào bảo vật của ta sao? Lý Vân Tiêu lười biếng nói, nhưng trong mắt lại ngưng trọng. Ha ha ha! Cửu Thiên cuồng thiếu 3 tiếng, dữ tợn nói. Lý Vân Tiêu, người cũng quá coi trọng mình rồi, vật tàng đảo hãm không hơn xa ngươi tưởng nhiều lắm. Lý Vân Tiêu nhẹ kêu nói. À, nói như vậy, Cửu Thiên đảo chủ nhất định là biết có người muốn gây bất lợi với ta nên cố ý đuổi tới muốn cứu ta đúng không? Cửu Thiên cười lạnh nói. Lý Vân Tiêu, trước khi chết nhảm như vậy có ý tứ sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là phụng lệnh đại đảo chủ tới lấy tính mệnh của ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Cái này mới là lạ, ta và đại đảo chủ các ngươi không quen biết, sao hắn phải giết ta? Cửu Thiên khẽ nói. Cái này ngươi không cần biết, làm quỷ hồ đồ đi ha ha, thấy ngươi đần độn, u mê chết đi, trong lòng ta cảm thấy rất vui vẻ đấy. Khí thế trên người hắn bốc lên, lập tức nổ bung, khuôn mặt nhân loại kia trực tiếp hóa ra 9 cái đầu, từng cái dữ tợn không thôi. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ tâm thần hoảng hốt, chỉ riêng cố khí tức kia đã ép khiến bọn hắn không thở nổi, thương thế Kinh Vĩnh Dạ càng không ngừng mở rộng. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Hai người các ngươi tận lực lui ra sau đi. Hai người đều nhìn nhau một cái, vội vàng thối lui ra sau lưng. Bọn hắn biết rõ chiến đấu lần này bọn hắn không thể xen vào được, lưu lại cũng chỉ có vướng víu tay chân. Hừ, các ngươi đáng chết, hai tên cặn bã kia cũng phải chết. Cửu Thiên khinh thường nói, trên 9 cái đầu đều lộ ra vẻ khinh miệt. Long cong! Lý Vân Tiêu lấy ra lãnh kiếm băng xương, thân kiếm rung rung phát ra đạo đạo hàn khí, lạnh lùng nói. Động thủ đi, ta còn vội tham gia đấu giá cuối cùng nữa đấy. Cáp, đấu giá! Đời này ngươi không thấy được nữa đâu. Cửu Thiên hú lên quái dị, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, dùng một loại tốc độ cực nhanh phi hành trên không trung, lần nữa xuất hiện đã cách Lý Vân Tiêu chỉ mấy trượng, hai tay kết xuất một đạo ấn ký đánh ra. Lý Vân Tiêu lạnh giọng quát. Phá! Bành! Kiếm thế hắn đánh trúng, kiếm quang vô cùng lợi hại liền xẹt qua phía chân trời, trực tiếp chém ấn quyết kia ra, đánh tới Cửu Thiên. Cái gì? Cửu Thiên cả kinh. Trình độ sắc bén của kiếm khí kia cực kỳ hiếm thấy, hắn vội vàng triệu ra chiến thương, để ngang trước người ngăn lại. Phanh! Kiếm khí chấn trên thân thương, ép khiến hắn phải liên tục lui về sau. Hắn nhìn lại thân thương, vậy mà để lại một đạo vết kiếm. Cái gì? Cửu Thiên kinh sợ nói. Người đây là kiếm gì thế? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Vật tàng đảo hãm không các ngươi vượt quá tưởng tượng của ta.
chẳng lẽ ngay cả cây kiếm rác rưởi này cũng chưa bao giờ thấy qua sao? Đáng chết! Cửu Thiên liếm môi dưới, âm thanh hung dữ nói. Đợi lát nữa ta sẽ dùng kiếm này để cắt ngươi ra từng khúc. Hắn quát to một tiếng, giơ trường thương đâm qua, trên mũi thương mang theo thanh âm hít khà rét rét hí rét rét rét, giống như chiến thương có linh, muốn thôn vệ lấy tánh mạng vậy. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, từng đạo tia chớp quanh quẩn quanh thân, tay trái hắn cầm lấy cái búa đánh lên chiến thương. Oanh! Cái búa trực tiếp nện lên mũi thương, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng rót vào thân thương, đánh vào bản thể Cửu Thiên. A à, đáng chết a! À. Cửu Thiên hét lớn một tiếng, trường thương cùng cái búa bất phân thắng bại, trên búa không ngừng truyền đến lôi điện, hơn nữa một đạo mạnh hơn một đạo, trực tiếp đánh lên người hắn, không ngừng trùng kích lấy hộ thể chân khí của hắn. Hắn vọt mạnh lên trên, muốn chấn khai cái búa. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên lãnh kiếm băng xương chém xuống dưới, kiếm khí vô cùng sắc bén lăng không mà xuống. Cửu Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi thương, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện trường thương của mình lại bị lôi điện chi lực của cái búa kia hút lấy. Mẹ nó, đáng chết a! Chiến thương kia là vật hắn tế luyện, há có thể dễ dàng buông tay, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể mở lớn tay ra. Hóa thành trưởng nhận nghênh hướng kiếm mang kia, bổ xuống dưới. Oa! Cửu Thiên kêu thảm một tiếng, tay trái lập tức bị kiếm khí chém bay mất. Hắn ăn một lần đau nhức, tiềm năng trong cơ thể lập tức bạo phát ra, một cổ lực lượng rất mạnh rót vào trong thương, ầm ầm một tiếng liền chấn khai cái búa. Đáng chết! Cửu Thiên thật sự nổi giận rồi, hắn quát to một tiếng, trường thương không ngừng xoay tròn trong tay, trong hai tròng mắt đỏ bừng bạo ra trận trận sát khí. Thí hồn nhất thương. Trên thương tuôn ra một đoàn lệ khí, cắt nứt trường không, chém xuống trên người Lý Vân Tiêu. Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, cười lạnh nói. Như vậy mới có chút ý tứ a. Hắn một kiếm hoành trước người, hàn khí trên lãnh kiếm băng xương phóng đại, trong mơ hồ giống như có long ngâm hổ khiếu vậy, khiến cả thiên địa đều biến sắc. Trong lòng Liêu Dương Băng cực kỳ phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, lúc trước khi địa lão thiên hoang mở ra. Lúc ở Trấn Hải Thiên hắn còn có thể gắt gao áp chế đối phương, lúc này mới qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đã đạt tới trình độ mà hắn khó có thể đạt tới, thậm chí phải nhìn lên rồi. Kiếm quyết. Một đạo long ngâm vang lên trên trời cao, khí linh trong kiếm chậm rãi mà ra, giống như băng chi thần nữ, lập lòe bất định trên thân kiếm, tựa hồ khó có thể ngưng hình được. Long cong. Kiếm khí phóng lên trời, toàn bộ bầu trời trực tiếp bị phá ra. Vô số thiên địa quy tắc đều hóa thành đạo đạo phù văn, không ngừng chớp động bốn phía kiếm quang kia. Đây là chiêu thức gì thế? Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ đều triệt để phát mộng rồi, dưới một kiếm dẫn động vô số quy tắc chi lực, thần thông Lý Vân Tiêu cũng chỉ mới nghe qua thôi. Cửu Thiên cũng ngốc trệ thoáng một phát, phẫn nộ thoáng cái biến mất, hoảng sợ nhìn qua một kiếm kia. Ầm ầm, thí hồn nhất thương của hắn dưới thế kiếm kia lập tức bạo tán. Kiếm thế không chỉ bổ ra bầu trời, hơn nữa quy tắc ngưng tụ trên thân kiếm không giảm trái lại còn tăng, ngày càng nhiều, giống như một chiếc chiến xa không thể địch nổi cuồn cuộn mà đến, nghiền áp tất cả. Sinh tử chớp mắt, Cửu Thiên hét lớn một tiếng, chiến thương lần nữa quét ngang, lăng không đâm tới. Bành! Một kiếm trực tiếp chém lên thương mang, lập tức chôn vùi cả người hắn và một thương chi lực vào trong. Ầm ầm! Toàn bộ bầu trời vẫn còn phong vân kích động. Không ngừng ù ù chấn vang, thân ảnh Cửu Thiên tê đã biến mất không thấy gì nữa. Chết, đã chết rồi sao? Liêu Dương Băng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Cửu Thiên kia ít nhất cũng là võ đế cao giai thất tinh a, thật không ngờ bị một kiếm chém chết, cái này cũng quá không thực tế đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng nhợt, một kiếm vừa rồi hao phí quá nhiều nguyên lực, hắn thu hồi kiếm lại, hừ lạnh nói. Xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi không chết. Tuy rằng không biết ngươi sao sống được, nhưng ngươi thật sự vẫn còn sống. Phanh! Trên bầu trời đột nhiên bị đánh ra một cái động, lần nữa phanh một tiếng đã bị thân ảnh Cửu Thiên phá khai, cả người đều hiện thân ra. Chỉ bất quá bộ dạng hắn hiện giờ có chút chật vật, tay trái bị chém đứt cũng đã tự động chữa trị rồi, chỉ là đầu lâu trên cổ lại thiểu mất một cái. Ồ! Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Cửu đầu quái biến tám đầu thực không có ý tứ, bát thiên đảo chủ. Ta không cố ý đâu. Oa oa oa. Cửu Thiên tức đến toàn thân không ngừng run rẩy, chín cái đầu chính là chỗ mệnh nguyên của hắn, mỗi lần tần sắp tử vong đều có thể dùng một cái đầu để thay thế, tương đương với hắn có chín cái mạng.
hơn nữa đầu bị phá hủy cũng có thể lần nữa dài ra, chỉ có điều phải hao phí thời gian và một cái giá lớn, cuộc đời này đây là lần thứ hai hắn bị hủy mất đầu. Trước đó lần đầu tiên chính là mấy chục năm trước lúc gặp phải Quảng Nguyên, cũng vào lần nữa Quảng Nguyên đã thu phục được hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh, đầu bị tổn thất lần kia vào mấy năm trước mới một lần nữa dài ra, không thể tưởng được lần này dưới sự khinh thường lại mất một cái. Chém ta một đầu, ta phải lột da ngươi, róc xương ngươi, đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Tám cái đầu cửu thiên đều lộ ra vẻ âm lãnh, chiến thương chắn ngang trước người, khí tức càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, cửu thiên kia tổn thất một đầu, khí thế trên người ngược lại càng mạnh hơn nữa. Cổ quái a! Trong lòng của hắn oán thầm không thôi. Chiến thương, quỷ khấp. Cửu thiên khẽ quát một tiếng, toàn thân trường thương trở nên âm trầm, không ngừng có lục quang toát ra, lượn lờ bay lên, ngưng tụ thành một cái quỷ đầu cự đại trên không trung, gào rú một tiếng liền vọt tới chỗ Lý Vân Tiêu. Trên quỷ đầu kia không chỉ tản mát ra quỷ khí tùm, mà càng mang theo lăng liệt chi ý của chiến thương nữa. Mộ Vân Kính chợt xuất hiện trong tay Lý Vân Tiêu, chiếu tới quỷ đầu kia. Quỷ đầu bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đánh tan bảo kính chi quang, càng phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Không ngờ dơ bẩn như thế, ngay cả Mộ Vân Kính quang cũng không thể chiếu ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu một mảnh lạnh như băng, thái cổ thiên mục nơi mi tâm mở ra, lập tức phun ra một đạo thần hỏa, ngưng tụ thành phượng hoàng chi hình nhào tới trước mặt. Vù vù, phượng hoàng bùng nổ trên không trung, thoáng cái nhào vào trên quỷ đầu, đột nhiên nổ bung lên. Bành! Hỏa phượng tạc ra biển lửa vô biên, lập tức thôn vệ sạch quỷ đầu kia, hơn nữa còn không ngừng lan tràn ra, đốt tới chỗ cửu thiên. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Biến thành tám đầu cũng không hơn gì cái này, để ta lại hủy đi vài đầu của ngươi, xem thử ngươi có thể càng mạnh hơn nữa không. Hừ! Cửu thiên mặt âm trầm, thương thế quét qua, một cổ lực lượng uy mãnh chấn động xuống dưới, gạt biển lửa kia ra. Sau đó trường thương lăng không điểm ra mấy đạo thương hoa, trực tiếp đâm xuyên biển lửa, đâm tới trên người Lý Vân Tiêu. Những thương thế kia như điểm một chút tinh mang, lăng lệ ác liệt dị thường. Rầm 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 phanh, Lý Vân Tiêu giơ lên lãnh kiếm băng xương ngăn ở trước người, nhưng lực lượng mỗi một thương đều rất mạnh, chấn khiến tay hắn phải run lên, không ngừng lui về phía sau. Oanh! Sau khi cửu thiên điểm ra mấy đạo thương mang cả người hợp nhất với thương, hóa thành một đạo lưu quang phá vỡ biển lửa kia, trực tiếp lăng không đâm tới. Chiến thương bát hoang, ngăn cản, một thương điểm lên thân kiếm, cự lực vô cùng bá đạo không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào, bức cho Lý Vân Tiêu phải lui về từng bước. Trên mặt cửu thiên lộ ra một tia âm lãnh, lạnh giọng nói. Hừ, tu vi của ngươi thua xa ta, chỉ cần dùng man lực ngăn chặn ngươi liền có thể giết được ngươi. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, loại lời nói tỉnh táo này không giống loại người như cửu thiên có thể nói ra được. Đột nhiên không trung truyền đến một đạo lạnh ý, giống như gió mát cuối mùa thu đảo qua vậy, khiến người phải rét run. Không tốt! Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, lập tức hóa ra ba đầu sáu tay, một cánh tay bắt lấy thiên thu bá đao chém vào trong hư không. Hừ, quả nhiên cơ cảnh! Trong hư không truyền đến tiếng hừ lạnh, một đạo thân ảnh lập lòe liền tránh được đao mang, đồng thời bóng người kia vung tay lên, cũng chém ra một đạo trảm kích. Hắn vốn định để cửu thiên cuốn lấy Lý Vân Tiêu, còn mình lại âm thầm đánh lén một chiêu, trực tiếp đánh gục đối phương. Nhưng không nghĩ tới vừa mới động một chút đã bị đối phương cảm giác được, hơn nữa còn xuất thủ trước, khiến hắn mất đi tiên cơ, không thể nào đánh lén được nữa. Lý Vân Tiêu chia lìa một kiếm chấn khai trường thương, hóa thành lôi điện lập lòe thoáng cái đã thuấn di đi mấy mét, tránh được đạo trảm kích kia. Không trung có chút nhộn nhạo một chút. Một gã nam tử toàn thân bao trùm trong áo đen lăng không hiển hiện, hai mắt như ưng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh lùng mở miệng nói. Tam đảo chủ đảo hãm không, lãnh vũ. Cửu thiên thu thương mà đứng, cau mày nói. Lãnh vũ, người đánh lén cũng không thể đắc thủ, từ lúc nào lại trở nên ăn hại thế chứ? Nam tử áo đen kia hừ một tiếng, bất mãn nói. Người này là thuật luyện sư cửu giai, thần thức chi lực rất mạnh. Ta có thể ẩn núp lâu như vậy không bị hắn phát hiện ra cũng đã là khó được rồi. Cửu thiên khẽ nói. Đừng nhiều lời, các loại chiêu thức của tiểu tử này rất cổ quái, huyền khí cũng lợi hại dị thường, ta giết hắn thật sự hơi khó, hai người chúng ta liên thủ cùng nhau đánh chết hắn đi. Lãnh vũ nói.
mục đích ta hiện thân cũng là vì thế, ngươi quá vô năng, thời gian cũng tới rồi. Làm trễ nãi chuyện của đại đảo chủ, không ai đảm đương nổi đâu. Cửu Thiên nổi giận mắng. Con em ngươi có bản lĩnh một mình ngươi lên, ta ngược lại muốn xem thử bao lâu ngươi giết được hắn. Lãnh Vũ khẽ nói. Ta giết hắn chỉ là vấn đề thời gian, mà ngươi giết hắn lại là vấn đề có thể hay không. Đừng nói nhảm nữa, thời gian quý giá, đồng loạt ra tay đi. Lãnh Vũ mở áo đen ra, thấp thoáng dưới áo choàng đen, hai đạo lãnh mang lăng lệ ác liệt hiện lên, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, thật nhanh. Tốc độ của đối phương cực nhanh vậy mà biến mất ở trước mắt hắn, chỉ bằng vào thần thức cường giả hắn mới phát giác được có người tới gần. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không bối rối, lãnh kiếm băng xương trong tay giơ lên, tay trái bấm khắp kiếm quyết, quát khẽ. Kiếm đãng bát phương. Một cổ kiếm khí chi vòng xoáy nhộn nhạo ra từ lãnh kiếm băng xương, trực tiếp cuốn tới lục hợp bát hoang, công kích tới với một phạm vi lớn. Keng keng. Hai tiếng binh khí va chạm vang lên. Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lập tức trường kiếm đâm thẳng vào một chỗ trong không gian. Phanh. Hư không chỗ kia lắc lư thoáng một phát, thân ảnh Lãnh Vũ hiện thân ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh kiếm băng xương đâm vào trên hai thanh dao găm, bị hắn ngăn cản ở trước ngực. Giờ phút này Cửu Thiên cũng thân thương hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang đâm qua. Một đạo hào quang màu nâu bắn ra nơi mũi thương, trực tiếp đâm vào mi tâm Lý Vân Tiêu.